chương 301, Kim Cương Vũ. Cũng khó trách nhạc tổng hò hét hoành tráng, 10 phần tự tin, thậm chí ngay cả xe đều không lái. Hóa ra, tốt lại đến, liền ở ngay phía sau của khách sạn Đại Đường Vương Triều, vòng qua hai cái ngõ nhỏ là đến. Đây cũng là một hiện tượng rất hay gặp, bên cạnh rất nhiều khách sạn lớn, đều là những đường phố ngõ nhỏ không hề thu hút, gom góp tụ tập lại ở chỗ này, so với các khách sạn xa hoa rực rỡ, phảng phất giống như hai thế giới rất ít khi hai khách sạn xa hoa lại mở bên cạnh nhau. Cách khách sạn Đại Đường Vương Triều khoảng 100 mét, là một con phố bán đồ ăn vặt vô cùng náo nhiệt, ánh sáng đèn nê ông lóe ra không ngừng, đoàn người hối hả, so với sự tụ tập các loại xe sang trước cửa khách sạn lớn, đại khí xa hoa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng lại làm cho người ta có thêm một loại cảm giác thân mật. Đó, Lê Thiếu Gia, bên kia chính là quán ăn, tốt lại đến. Nhạc Tổng chỉ vào một tiệm ở cách đó không xa cửa tiệm đó có bốn tầng, thế nhưng mặt bằng của tiệm chỉ có một tầng, từ tầng hai trở lên là phòng ở. bên ngoài treo một tấm biển có mắc đèn neon, ba chữ tốt lại đến, nhấp nháy không ngừng. tấm biển và chữ đều rất nhỏ, không thu hút chút nào. lê thiếu dường như thật sự là lần đầu đến nơi này, nhìn xung quanh, dường như có chút mới lạ. đám người tiêu phàm lại hết sức tự nhiên. tiêu phàm trước đây đi theo chỉ thủy tổ sư hành tẩu giang hồ, hoặc là cùng với tân lâm đi khắp nơi thường xuyên đến những nơi như thế này những nơi này là nơi mà các giáo phái tụ hội nhân tình thế thái mọc lên lớp lớp kỳ nhân dị sĩ xuất hiện thỉnh thoảng sẽ có kỳ ngộ quyền thiên thiên và đường huyên thuần túy chính là nhân vật giang hồ lại càng không cần nói nữa rất nhiều tin tức tình báo đều là từ những nơi như thế này mà đến dường như rất náo nhiệt đó lê thiếu liền cười nói cố gắng hết sức đưa ra dáng vẻ cực kỳ hứng thú audio điện tử võ tấn bền trước mắt anh ta cũng chỉ có thể dùng từ náo nhiệt một cách trao chuốt để biểu đạt cảm giác trong lòng mình nếu như anh ta khen không dứt đối với cái nơi như thế này khó tránh hiện ra vẻ quá mức giả dối liếc mắt một cái liền bị Huyền Thiên Thiên nhìn thấu dựa vào thủ đoạn săn tình hái hoa của Lê Thiếu Trình Độ hiển nhiên không thấp kém như vậy náo nhiệt mới vui Huyền Thiên Thiên lập tức lại vui vẻ trở lại bước đi muốn nhún nhảy cô thật sự thích môi trường như vậy thích không khí như vậy Mỗi lần ở trong môi trường này, Uyển Thiên Thiên đều có một loại cao ái bản quyền giống như cá gặp nước, trong lòng cực kỳ phấn khích. Tốt lại đến, không hổ là đặc sản địa phương chính thống vang giang lẫm liệt, lúc này lại đúng vào giờ cơm, trong tiệm ăn vốn không lớn đã ngồi đầy ắp người, chỉ có ở phía bên ngoài con đường của tiệm còn hai bàn trống. Một người phục vụ khoảng 17-18 tuổi mang theo một giọng nói phổ thông đặc sệt khẩu âm địa phương, sắp xếp cho đám người tiêu phàm ngồi ở một chiếc bàn dưới gốc cây bên cạnh lối người đi bộ, tùy tay quăng cho bọn họ một tấm thực đơn. Tuy rằng khách rất nhiều, nhìn qua cảnh quan xung quanh vẫn rất được, không lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu quá mức. Đây là tiền đề cơ bản nhất của ngành ẩm thực. Tiêu phàm, anh ngồi ở đây đi. Uyển thiên thiên lấy ở dưới bàn ra một chiếc ghế nhựa, đặt bên cạnh tàng cây. Vị trí này, tương đối mà nói, là nơi khuất nhất. Biết Tân Lâm là vệ sĩ bên người của tiêu phàm, Uyển Thiên Thiên trong tiềm thức đã triển khai toàn bộ các phương diện cạnh tranh. Giống như cô chính miệng nói với Tân Lâm, Tân Lâm cô có thể làm việc gì cho Tiêu Phàm, tôi đều có thể làm cho anh ấy. Được. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tân Lâm liền lấy một tấm khăn giấy trắng tinh từ trong túi ra, đem chiếc ghế nhựa kia lau sạch sẽ, Tiêu Phàm mới ngồi xuống, tất cả đều phối hợp hết sức ăn ý, nước chảy thành sông, không hề có chút gì là làm ra vẻ. Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên lập tức một trái một phải ngồi bên cạnh Tiêu Phàm. Đường Huyên lại ngồi cách bọn họ một chút, ngồi đối diện Tiêu Phàm. Cơ bản, bốn người không có góc chết thị giác nào. Con người của Lê Lạc nhẹ nhàng co rút lại một chút, giống như lơ đáng nhìn với Nhạc tổng một cái. Từ những động tác diễn ra một cách tự nhiên của Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm, có thể nhìn ra, một nam ba nữ này là một tổ, lấy Tiêu Phàm là chính. Nhất là cái người Tân Lâm không thích nói chuyện kia, gần như hoàn hoàn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm. Xem chừng ý muốn đến, tốt lại đến, ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, kỳ thật là ý kiến của Tiêu Phàm thông qua miệng của tân lâm để nói mà thôi động tác lôi chiếc ghế nhựa đưa cho tiêu phàm của uyển thiên thiên cũng vô cùng lưu loát lẽ ra chỉ cần mọi người là bạn bè trong một nhóm ai kéo ghế cho ai ai lau ghế cho ai cũng là rất bình thường không có gì là đặc biệt thế nhưng thông thường mỹ nữ là đặc quyền bình thường đều là đối tượng được hưởng thụ sự phục vụ thần thái của tiêu phàm lại thản nhiên như vậy có thể thấy được bọn họ trước giờ đều là như vậy chủ yếu và thứ yếu rõ ràng tên công tử bột này, chẳng lẽ thực sự là một nhân vật thâm tàng bất lộ sao? Trong lòng Lê Lạc dâng lên một cảm giác như vậy, thật lòng mà nói, khi ở khách sạn Đại Đường Vương Triều, trong mắt anh ta vốn dĩ không có tiêu phàm. Đây cũng là bệnh thường gặp của những người có vẻ hoành tráng, càng trâu bò lại càng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tuy nhiên ngay sau đó, trong lòng Lê Lạc liền bỏ qua cảm giác này. Phỏng chừng tên họ tiêu này, chính là tương đối biết dỗ dành làm cho con gái vui vẻ mà thôi thế giới bây giờ, phổ biến loại giả dạng thâm trầm. Giống như ai không thích nói chuyện người đó liền rất hoành tráng. Hoặc là, đem một đoạn lời chỉ có ba chữ phân làm ba lần để nói, cũng rất hoành tráng. Quyền tiểu thư, mọi người dùng chút gì đó đi. Lê Lạc nói, không hề đi đụng vào tấm thực đơn có bọc giấy bóng kia, giọng điệu cũng có chút không được tự tại. Ở quán ăn hè phố như thế này, có thể có đồ ăn ra cái gì để chọn đây? Đem cái tốt lại đến, này nhổ tận gốc, chỉ sợ cũng không đủ ăn bữa cơm ở Đại Đường Vương Triều. Lê Thiếu muốn lộ ra hào khí đẹp trai, cao to, con nhà giàu của mình, cũng không có chỗ thi triển. Cái tiệm ăn tổ chim này còn cách Đại Đường Vương Triều gần như thế, hại Lê Thiếu ra ngay cả muốn khoe chiếc xe Bentley đáng giá hơn 7 triệu tệ kia cũng không có cơ hội. Lê Thiếu thậm chí hoài nghi Tân Lâm chính là cố ý, không cho anh ta cơ hội khoe khoang. Đến đây, đương nhiên là ăn thịt dê ngâm bánh bao rồi. Phục vụ, cho chúng ta mỗi người một phần thịt dê ngâm bánh bao, tổng cộng bốn phần, Lê Công Tử, Nhạc Tổng, hai người các vị muốn gọi cái gì, tự mình đích thân gọi. Quyền Thiên Thiên cười nói, tôi thì cũng cho phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân, thêm mấy lon bia nữa. Lê Lạc vốn dĩ chỉ định gọi mấy lon bia, anh ta thực sự có chút không quen thứ đồ ăn ở quán ăn hè phố này, có điều nói đến bên miệng lại sửa lại cũng gọi một phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Hiện tại anh ta muốn theo đuổi Uyển Thiên Thiên, trước mặt mỹ nữ giả bộ, sợ có chút không ổn. Nếu như muốn giả bộ, thời khắc chưa đến, vẫn cần đợi đến khi quan hệ đôi bên tiến thêm một bước, vậy mới nghiêm túc giả bộ một trận, một lần nhất định phải thu phục tiểu yêu tinh này. Nhạc Tổng, còn ông? Ha ha, tôi đương nhiên cũng là một phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Ai ra, bánh bao không nhân này rất ngon, ăn như thế nào cũng đều không chán. Lê Thiếu người ta đều gọi thịt dê ngâm bánh bao không nhân, nhạc tổng khẳng định phải hầu tiếp. Hơn nữa đến giờ này, nhạc tổng vẫn thật sự có chút đói, gọi một phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân cũng rất tốt, hình như có một thời gian không ăn rồi. Làm một người cố đô chính thống, lão nhạc đối với bánh bao không nhân quả thật yêu thích không rời. Quyền thiên thiên, Tân Lâm lại tự gọi thêm hai đĩa rau xào. Lúc này mới giống như tư thế ăn món ăn vặt đặc sản. Chỉ chốc lát, em gái phục vụ đưa bánh bao không nhân lên, trước mặt mỗi người bày một chiếc bánh bao không nhân, một cái bát tự xé ra. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân chính thống, tốt nhất là tự mình xé bánh bao không nhân, ít hay nhiều, xé nhỏ hay lớn tùy ý. Lần này, Uyển Thiên Thiên cướp ngay trước mặt Tân Lâm, cầm chiếc bánh bao của Tiêu Phàm lại, bắt đầu xé, cười hỏi, nhỏ hay to? Bánh bao không nhân to như vậy đều xé sao? Dáng vẻ rất tùy ý. Lại nói đến chiếc bánh bao không nhân này cũng không phải rất lớn, người bình thường có thân hình cao như của Tiêu Phàm, ăn một cái có lẽ còn không đủ. Thế nhưng, sống chung, với tiêu phàm nhiều ngày như vậy, Uyển Thiên Thiên biết tiêu phàm lại bắt đầu tích cốc tích cốc, một cách dưỡng thân cổ truyền, không ăn ngũ cốc đối với mấy chuyện ăn uống này, không hề để ý. Một cái bánh bao không nhân, có lẽ còn ăn không nổi. Đều xé ra, nhỏ một chút. Tiêu phàm gật gật đầu, cũng rất tùy ý đáp, liền cứ ngồi ở đó, không có chút lời khách khí nào. Cô tức giận trong lòng Lê Thiếu thực sự không rất thuận nữa rồi. Anh em, Cậu có thể là bạn trai của Uyển tiểu thư, có lẽ cậu quen cô ấy trước, cái này coi trọng duyên phận, tôi cũng không ghen tị với cậu. Thế nhưng cậu đây là thái độ gì, cư nhiên muốn một cô gái xinh đẹp như vậy xé bánh bao không nhân cho cậu, không có tay hay sao? Đối với mỹ nữ làm sao có thể không quý trọng như vậy? Nếu đổi lại là tôi, cô ấy muốn thế nào tôi đều nghe theo cô ấy, cho dù cô ấy muốn hái sao trên trời, tôi cũng lập tức bắc thang, tuyệt đối không có hai lời. Nhạc Tổng rất hiểu chuyện bèn cầm lấy bánh bao và cái bát trước mặt Lê Thiếu. Chuyện xé bánh bao này cũng không phải việc tốn thể lực gì, ai cũng có thể làm tốt, quan trọng là để ý thái độ. Tiêu tiên sinh, làm việc ở bộ hai ủy ban trung ương nào ở Bắc Kinh vậy? Lê Thiếu mỉm cười hỏi. Anh làm sao biết anh ta đi làm ở bộ hai ủy ban trung ương? Mười ngón tay xanh mướt của Uyển thiên thiên hơi nhếch lên, một bên xé bánh bao, bên hỏi. Nhìn ra được, Khí chất này của Tiêu tiên sinh, vừa nhìn đã biết không phải là người làm ăn. Trên thương trường không có thân sĩ nhã nhặn nho nhã như vậy, tôi đoán hẳn là làm việc ở bộ hoặc ủy ban trung ương quốc gia. Cũng chỉ có làm việc ở bộ và ủy ban quốc gia mới dưỡng thành một tâm thái tốt đẹp như vậy. Lê thiếu mặc dù bản thân không ở trong thể chế phát triển, lại cũng biết những cán bộ trẻ tuổi như thế này ở các bộ ủy ban trung ương quốc gia làm việc, trước mắt cán bộ địa phương tâm thái là cao cỡ nào, loại cảm giác ưu việt đó gần như là tự phát. Tiêu phàm này, 78 phần là cán bộ cấp trưởng phòng của các bộ các ủy ban quốc gia, đến cố đô mới có thể có sự thanh tú ưu việt như vậy. Lê Thiếu hơi mỉm cười, đối với tiêu phàm có tăng thêm sự tán thưởng, thuận tay lấy điếu thuốc thơm và bật lửa trong túi ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt. Thuốc lá thơm thì thôi, chiếc bật lửa kia lại là màu bạc tinh khiết, dù ở dưới ánh đèn tờ mờ, cũng là phát sáng, dạng dỡ vô cùng. Nhạc tổng đang xé bánh bao cho Lê Thiếu lập tức hai mắt phát sáng, đặt chiếc bánh trong tay xuống, cầm chiếc bật lửa bạc nguyên chất của Lê Lạc, cẩn thận thưởng thức, chật chật trong miệng. Lê Thiếu ra, đây là kim cương vũ, số lượng có hạn của đuôi bông nước Pháp phải không? Nghe nói chiếc bật lửa này, vỏ là bạch kim, toàn thân trên dưới đều được khảm kim cương, số lượng có hạn toàn cầu, luôn luôn đắt, có phải không? Lê Lạc cười cười, không thèm để ý chút nào, nói. Cũng không đắt quy ra nhân dân tệ còn chưa đến 500 ngàn. Ánh mắt của nhà tổng nhìn chân chối, lập tức lắc đầu liên tục, cười khổ. Không đến 500 ngàn, Lê Thiếu, xem anh nói kìa, đây không phải là xe, đây là bật lửa đó. Một chiếc Audi A4, loại đẳng cấp nhất, hình như cũng chưa đến giá này thì phải. Trong miệng nhạc tổng phát ra tiếng hít hà, hình như đột nhiên răng bỗng rất đau. chương 302, Đại hội giám bảo. Lời này vừa nói ra miệng, bốn người đối diện liền có bốn phản ứng khác nhau tiêu phàm mỉm cười dường như không hiểu bọn họ nói gì vẫn bình tĩnh như trước tân lâm coi như không nghe thấy đường huyên thì nhẹ nhàng cười cười nhưng mang theo ba phần châm chọc vị nhạc tổng này tốt xấu gì cũng là cán bộ lãnh đạo phó giám đốc sở bản lĩnh vuốt mông ngựa quả thật đúng là lô hỏa thuần thanh từ mức độ thân quen của nhạc tổng và lê lạc khi không phải lần đầu thấy chiếc bật lửa đắt tiền xa xỉ kia của lê lạc nhưng bây giờ lại giả bộ bày ra bộ mặt ngạc nhiên, điểm bán liên quan tới chiếc bật lửa, kim cương vũ kia giờ lại nhớ rõ ràng, nói rành mạch một hơi, không mang theo chút nói lắp nào. Cùng với lúc lãnh đạo được phóng viên TV phỏng vấn, đối chiếu với bản thảo mà đọc, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Dù sao thì cũng đã sớm luyện tập trước cho tốt rồi. Loại thủ đoạn này dùng với mấy nữ sinh viên, học sinh trung học không dành thế sự, thử trăm lần, hiệu nghiệm cả trăm, nghe đâu chỉ cần mang một cái chìa khóa xe sang từ trên mạng tới chạy quanh quán rượu một vòng là đã có thể cua được bạn gái rồi lại càng không cần phải nói loại bật lửa kim cương vũ số lượng có hạn hàng thật giá thật cũng phải bán giá mấy chục triệu mấu chốt chính là lê thiếu đã tìm sai đối tượng rồi yên tri xã đại đương gia vật phẩm quý hiếm nào mà chưa thấy qua chứ lê lạc đương nhiên không hiểu rõ bởi vậy liền cười mấy cái không quan tâm nói Audi A4, cũng có thể, giá cả loại xe này tôi cũng không hiểu rõ lắm. Lời nói này cũng rất hợp lý. Audi mặc dù là dòng xe thương hiệu nổi tiếng sang trọng, nhưng giá cả xe Audi A4 lê thiếu quả thực không biết, anh ta cũng không hỏi giá cả dòng xe này làm gì thậm chí một chút liên hệ cũng không. Lê Công Tử, mỗi ngày đều đem Audi A4 trong túi, không thấy mệt sao. Quyền Thiên Thiên cười khúc khích hỏi, liếc mắt nhìn Lê Thiếu cùng nhạc tổng một cái, trong phút chốc bách mị lan tràn, ngay cả trợ lý hỗ trợ của nhà tổng cũng bị quang sắc làm cho loạn cả mắt, có chút khó có thể kiềm chế. sắc mặt lê lạc hơi đổi, lập tức nói: “Quyền tiểu thư nói đùa rồi, tôi cảm thấy bật lửa này thiết kế không tệ, sử dụng cũng thuận tay nên mới mua về, quả thật không có nghĩ nhiều như vậy.” lời này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo rồi, lại nói thêm: “trên dưới người lê thiếu không vật nào không phải là hàng hiệu, không phải là vũ khí tán gái chứ.” quyền thiên thiên gật gật đầu. Sau đó lại cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo mềm mại lọt vào tai Lê Thiếu lúc này lúc này không khỏi có chút thần mị, mơ hồ mang theo cả ý châm chọc. Lê Lạc có thể thấy, bất kể là Tiêu Phàm, Tân Lâm hay Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên, ai cũng không quan tâm mấy thứ anh ta vừa khoe ra, hơn nữa Tiêu Phàm và Tân Lâm không có một chút tâm tư nào đặt trên mấy vật này. Uyển Thiên Thiên không nói toạc ra là, khoe của đã là cho anh ta mặt mũi lắm rồi. Kể từ đó, trong lòng Lê Thiếu liền có chút thấp thỏm mấy người này rốt cuộc có lai lịch gì a à? một cô gái mang khẩu âm cố đô nồng đậm đi tới mang tới trước mặt mỗi người bánh bao không nhân đã tách sẵn mấy ông con trai không hẹn mà gặp đều tách lấy một cái còn mấy nàng con gái thì chỉ có tách lấy hơn nửa cái bánh bao không nhân đừng nhìn tân lâm uyển thiên thiên đường huyên đều là cao thủ võ thuật nội công thâm hậu ngày bình thường sức ăn cũng không được nhiều lắm nhưng mấy loại dược vật đại bổ nguyên khí hữu ích căn cơ thì lại ăn rất thường xuyên Nhạc tổng vội vàng đứng dậy, cầm một lon bia tới trước mặt, vực một tiếng mở lon bia ra rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt của Lê Thiếu. Lê Thiếu cầm lon bia lên, cười nói. Tiêu tiên sinh, đồ ăn vẫn chưa mang lên, nếu không mọi người nâng ly trước đi. Tiêu phàm gật đầu cười, giơ tay lấy bia tân lâm đã mở sẵn ra cho hắn. Tiêu phàm không thích uống bia lắm, nhưng tử lượng cũng không nhỏ, bạn bè gặp nhau, uống mấy lon cũng không thấm vào đâu. Mọi người cùng nhau cụng ly một cái. Trong lòng Lê thiếu có chút cảnh giác, cũng không dám tùy tiện khoe khoang ra, chỉ sợ gây ra phản cảm với Uyển Thiên Thiên, chỉ có hiểu bóng gió về tình hình của đám người Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên. Đa số, Tiêu Phàm chỉ cười mà không nói, Uyển Thiên Thiên thì chỉ quấn quýt bên hắn. Không khí trên bàn cũng không tính là quá tẻ nhạt đi. Lê thiếu không có được phương thức liên lạc với Uyển Thiên Thiên, tự nhiên có vài phần buồn bực. Cũng may đồ ăn còn chưa ăn được. Mọi người chưa giải tán thì vẫn còn có cơ hội Lê Lạc là loại người thù dai nhớ lâu Nếu không phải như vậy Thì sẽ không trong duyên một lần gặp Mà bám giết huyền thiên thiên không buông rồi Một lúc sau Thức ăn được đưa lên Phở bò nóng hổi lần lượt từng bát từng bát cũng được bưng lên Mùi thơm ngào ngạt sông thẳng vào mũi Tân Lâm lấy phở bò cho tiêu phàm Rắc thêm chút rau thơm Hành thái lên rồi quấy đều Sau đó đẩy tới trước mặt tiêu phàm Hơn 3 năm nay Tân Lâm vẫn luôn quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của tiêu phàm. Có điều sau khi tiêu phàm bị thương, hắn mới bắt đầu ăn ẩm thực hàng ngày, trước đó, hắn đã tiến nhập vào trạng thái bán tích cố, bình thường chỉ ăn có chút hoàng kỳ, nguyên tham, sơn dược và các loại trái cây rừng, ích khí bổ thần. Quyền thiên thiên uống chút canh, liên tục gật đầu, nói. Ngon quá xá, thơm thật đấy, ai nha, một tháng chưa được ăn phở bò chính tông A. Tân tỷ tỷ, làm sao chị biết ở đây bán phở bò ngon thế này vậy? Trong giọng nói mang theo vài phần tò mò, theo lý thì Tân Lâm nhất định không quen thuộc cố đô bằng cô. Bởi vì với quan hệ, nghề nghiệp, Uyển Thiên Thiên đã tới không ít nơi ở cố đô rồi, phở bò cũng thường xuyên ăn. Cha ở trên mạng, câu trả lời của Tân Lâm khiến Uyển Thiên Thiên giật mình kinh hãi, không nói được lời nào. Trong suy nghĩ của Uyển Thiên Thiên, Tân Lâm giống như sống ở thời cổ đại, là mỹ nữ cổ điển điển hình là cô gái truyền thống không thể truyền thống hơn được nữa. Dường như cái từ mạng này cùng Tân Lâm không có chút liên hệ nào cả. Kỳ thực điều này cũng là do Uyển Thiên Thiên hiểu sai, mỗi mật thất của chỉ thủy quan đều có internet, đều có thể lên mạng. Nhạc tổng nếm thử một miếng, nói: Dựa theo tiêu chuẩn mà nói thì món này cũng không có gì mới mẻ cả. Món ăn này phải bỏ cái cũ, tạo cái mới mới được. Những món ăn ngon ở thời đại này tôi đã đều thử qua rồi. Uyển tiểu thư, nếu cô thích phong vị đồ ăn và tần quan chúng tôi, ngày mai tôi bảo đầu bếp khách sạn, làm cho cô vài món. Chúng tôi có hai đầu bếp hạng nhất, tay nghề cũng không tệ. Mắt thấy Lê Thiếu rằng có một hồi không có tiến triển gì, nhạc tổng cũng không thể giả ngốc trông coi, phải tận lực giúp đỡ mới được. Việc tán gái này, gấp không được, nhất định phải từng bước từng bước một, nhất là khi phải nảy ra từ trong tay người khác, nhất định phải có kiên nhẫn. Này không phải là lấy người mặt tiêu phàm chứ gã cũng không biết tiêu phàm nhã nhận trời sinh, nhẫn mà không phát, hay là căn bản chỉ, trêu chọc, lê thiếu, hoàn toàn sẽ không tạo thành uy hát yêu ta ép gì với mình nên mới không thèm để ý. Loại tự tin này có không phải là loại dũng mãnh bình thường. Việc này, phải xem chủ ý của chủ nhà đã, không biết lịch trình ngày mai của anh ấy sắp xếp thế nào. Uyển Thiên Thiên cười hì hì nói, quay đầu nhìn tiêu phàm. Ai ra, chủ nhà, chúng ta ngày mai chơi thế nào vậy? không cẩn thận một cái, tiêu chân nhân liền đã thành chủ nhà rồi. Sắc mặt Lê Thiếu lại hơi đổi. Tiêu phàm cười, nói. Nhạc tổng, nghe nói tối mai khách sạn muốn làm một đại hội giám bảo, phải không? Ồ, hóa ra tiêu tiên sinh muốn hướng tới đại hội giám bảo sao? Cậu cũng là người đam mê đồ cổ sao? Tinh thần nhạc tổng không kìm nổi chấn động. Cái gọi là đại hội giám bảo dân gian là một chương trình tống nghệ sắp được mở ra. Vài đài truyền hình trung ương và đài địa phương cũng theo tới. Tần Quan là tỉnh lớn có văn vật nổi tiếng, truyền hình vệ tinh Tần Quan đương nhiên sẽ không cam lòng lạc hậu, nên mới làm ra chương trình như vậy. Trong đó, thành phần Lăng Xê chiếm đa số. Nhưng đại hội giám bảo của Tử Điếm Vương Triều Đại Đường này lại không có quan hệ với đài truyền hình, càng không có quan hệ tới việc Lăng Xê. Đây là một đại hội giám bảo kín, cự tuyệt mọi phỏng vấn truyền thông và tiếp sóng người tham dự ngoại trừ những người đưa bảo vật tới giám định thì còn lại đa số đều là các tàng gia họ đều đặc biệt hướng tới bảo vật chứ không phải tham dự vì muốn lăng xê ví như loại thân phận này của lê thiếu chính là khách quen của đại hội giám bảo bọn họ không muốn bị lên truyền hình đâu nhận cái gì giấu cái gì có tiền không tiền đây đều là chuyện mỗi nhà cùng hai bên thế nhân có quan hệ sao ở trước mặt công chúng bộc lộ là vui sao không bị kiểm sát phiên ủy ban kiểm tra kỷ luật nhớ thương thì cũng bị trộm cắp nhớ thương thôi. Cũng không hẳn là hướng tới đại hội giám bảo, nghe nói mấy lần đại hội giám bảo ngày trước giám định ra vài đồ tốt, vừa khéo gặp dịp thì tới xem chút cũng không sao. Ai nha, tiêu tiên sinh, chuyện này thực ra khá đơn giản, nhưng lúc này cậu mới nhắc tới thì hơi muộn mất rồi. Nhạc tổng hít hà mấy hơi không ngừng, thần sắc lộ chút khó xử. Tiêu phàm cười cười nói. Vậy ư, tham gia đại hội giám bảo còn có điều kiện hạn chế sao chưa nói tới điều kiện hạn chế mà vì đại hội giám bảo đồng thời chính là hội đấu giá khách tham gia đại hội đều phải giao tiền thế chấp cũng không nhiều lắm chỉ là mấy chục triệu hẳn cũng không phải là gì với tiêu tiên sinh nhưng mấu chốt chính là thư mời chúng tôi đã sớm phát hết rồi ngày mai sẽ bắt đầu hiện trong tay tôi đã không còn thư mời nữa rồi tiêu tiên sinh cũng biết đấy sân bãi cũng cố định rồi tiêu phàm cười nhạt không lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên dài ra, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Nhạc Tổng liếc mắt nhìn Lê Lạc một cái. Lê Lạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nhạc Tổng, mấy người tiêu tiên sinh đây ở xa tới chính là khách, anh hiện tại cũng không có cách nào, vậy thế này đi, lấy thư mời của tôi đưa cho tiêu tiên sinh và tiểu thư Uyển Thiên Thiên đi, tôi không tham gia đại hội dám bảo là có thể rồi. Nhạc Tổng vừa nghe cái, dường như giật mình một cái, liên tục xua tay, nói lê thiếu như vậy không được đại hội dám bảo sao có thể thiếu mấy cổ đông trong nghề được như này vậy để tôi nghĩ cách lê thiếu yên tâm nếu đã là bằng hữu của cậu dù khó khăn hơn nữa tôi cũng sẽ nhất định nghĩ cách giải quyết ha ha vậy cảm ơn nhạc tổng nhiều tiêu phàm mỉm cười gật đầu cảm tạ với lão nhạc nào nào tiêu tiên sinh tân tiểu thư uyển tiểu thư đường tiểu thư chúng ta cạn thêm chén nữa nếu đã tới cố đô rồi Tôi nói thế nào cũng là chủ nhà, có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói ra nha." Lê Thiếu Nhân cơ hội nâng bia lên, nhiệt tình mời. "Cạn ly." Mọi người lại giơ bia lên cục. Đúng lúc đang náo nhiệt, một chiếc xe mui trần phong cách thể thao tiến vào, kẹt một tiếng, rồi đậu đối diện bên đường cái. Ngay lập tức ánh mắt của tất cả đều bị hấp dẫn. Chương 303: Gặp lại Lang tổng. Nhìn thấy lái xe của xe hơi thể thao mui trần kia, khóe miệng Uyển Thiên Thiên đường huyên đều hiện lên ý cười cổ quái. Tiêu phàm cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi ngay sau đó lại cúi đầu ăn phở bò, còn tân lâm thì một chút cũng không phản ứng. Người bình thường mặc kệ họ có muốn, tác quái, thế nào, chỉ cần không uy hát yêu ta ép an toàn của tiêu phàm, tân lâm sẽ không tốn quá nhiều tinh lực mà đặt trên người bọn họ. Một nam nhân tóc ngắn húi cua, mặc tây trang màu trắng, phong cách xa hoa từ trên xe nhảy xuống, nhìn quanh quất, non đắc chí không tưởng được đây đúng là cái vị lang ngọc đình lang tổng tập đoàn khai thác mỏ dương quan mà bọn người tiêu phàm đụng phải ở thiên bảo trai sáng nay đây mà dưới ghế lái phụ là một cô gái rất kiều diễm buổi sáng bởi vì sự quấy rồi của vương nhạn và đám người tống hoàn khiến lang tổng không thể tiến thêm một bước tới cơ hội tiếp cận đại mỹ nữ nữ tử yêu kiều này cũng không bị có nguy cơ thất nghiệp không có mỹ nữ tương bồi thôi thì loại bậc chung này giữ lại ở bên chống đỡ thể diện cũng được theo sát sau chiếc xe thể thao xa hoa chính là một chiếc xe đen việt dã, từ bên trong nhảy ra mấy vị vệ sĩ. Lang tổng từ khi phát đạt, khi ra ngoài đều mang theo mấy đủ hai loại trang bị, này mỹ nữ và vệ sĩ. Không có hai thứ này, bất kể có tinh tướng cỡ nào dường như cũng thể hiện ra được. Ví dụ như bật lửa kim cương vũ của Lê thiếu kia đắt tiền ngang xứng với một chiếc xe Audi 4A, nhưng người biết hàng thật chân chính thì có được mấy người. Hơn nữa đồ chơi kia quá nhỏ. Lê Thiếu cũng không thể buộc cái dây thừng mà đeo lên cổ được, loại đồ vật này phải trong một hội tương đối cao cấp mới có đủ huyễn khốc lóa mắt cộng bá đạo. Phạm vi của lang tổng thì không cao như vậy, cái y muốn chính là muốn cho người đời nhìn thấy một chút. Đi nào, sang bên kia ăn phở bò nào. Lang tổng vung tay lên tựa như tướng quân đang chỉ huy thiên quân vạn mã tướng, khi phách hiên ngang hùng hùng hổ hổ lại tới đây. Ô, cũng không biết là do lang tổng mắt sắc, hay là mỹ nữ kia quá mức chói mắt, Lan Ngọc Đình mới đi chưa được hai bước, dưới chân liền như bị dính cao su, bất định một chỗ, sau một lúc vẫn không di chuyển, trong mắt nhìn thẳng sang bên kia. Thật khéo quá, không ngờ trong một buổi sáng đụng tới tận ba mỹ nhân như kia. Chẳng lẽ vận đào hoa của lão tử đã tới rồi? Một ý niệm bỗng nổi lên trong đầu lang tổng, ngay lập tức ánh mắt lang tổng bị ký bản quyền tê ý bản quyền thành đỏ bừng lực lửa. Lang tổng rất tin tưởng duyên phận, ha ha, xin chào mọi người. Rất nhanh, Lang Ngọc Đình đã phục hồi tinh thần, bước tới bàn bên cạnh, ha ha đập rầm rầm, không thèm để ý cuộc ẩm ý của mình làm người khác rất bất mãn. Lấy tố chất của Lang Tổng mà nói, lão ta ở phương diện này không có ý thức. Lão Lang ta đây họng lớn, thì sao? Không thích nghe, không thích nghe thì lượn về nhà. Lê Lạc và Nhạc Tổng đều có chút mạc danh kỳ hiệu, trong óc lục lọi một vòng, xác định không có quen người này. Vậy hẳn là bằng hữu bên tiêu phàm rồi, có điều, khí chất, này. Tiêu tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, các vị tiểu thư, xin chào, ha ha, thật đúng là có duyên phận nha. Lang Ngọc Đình không thèm để ý tới mọi người đang ù ù cạc cạc, liền ngay sau đó lôi một chiếc ghế nhựa ra đặt mông xuống, may mắn thế nào lại ngồi giữa Uyển thiên thiên và đường huyên. Tân lâm thì lạnh lùng quá, cho dù người thô kịch như Lang Ngọc Đình, cũng theo bản năng mà cách xa cô một chút. Cảm giác cô có chút cổ quái, chẳng may mà bạo phát, sợ rằng không thể ngăn cản nổi. Nữ tử xinh đẹp đi theo phía sau cũng ngay lập tức ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, an vị bên cạnh huyền thiên thiên, đem huyền thiên thiên và lang ngọc đình tách ra. Nữ tử xinh đẹp này cũng nhìn ra, bà Mỹ nữ kia, tân lâm quá lạnh lùng, lang ngọc đình dường như không dám trêu chọc vào, đường huyên thì tuổi hơi lớn, chỉ có huyền thiên thiên nhìn qua nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng hoạt bát hồn nhiên, nói cách khác, huyền thiên thiên dễ dàng bị mắc câu nhất. Nhất định phải canh chừng nghiêm ngặt tử thù ăn phở bò hả, ha ha, đều tính vào cho tôi, tính hết vào cho tôi. Lang Ngọc Đình Đại Mã Kim Đao ngồi chỗ kia, vươn dài cổ, nhìn ngó xung quanh, rất nghiêm nghị có uy. Hai hàng lông mày của Lê Lạc Nhân lại, liếc Lang Ngọc Đình một cái, thản nhiên nói. Xin hỏi vị này quý danh là gì? Làm việc ở đâu vậy? Hương vị nhà giàu mới nổi trên người Lang Ngọc Đình nồng tới mức không thể nồng hơn được nữa, bằng nhãn quang của Lê Lạc, tự nhiên liếc mắt cũng có thể nhìn ra, người này khả năng là quan chức chính phủ không lớn, đã lăn lộn ở thể chế nội bộ thì không thể có loại ánh mắt này. Không ngờ dám ở trước mặt Lê Thiếu Thủy Tiên giả tỏi, giả bộ là người có tiền. Tôi họ Lang, Lang Ngọc Đình, phụ trách tập đoàn khai thác mỏ dương quan. Lang Ngọc Đình đĩnh đặc nói số hiệu, trong lời nói mang đậm vẻ dương dương đắc ý. Dường như chỉ cần nói ra, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, ắt sẽ phải cây ếch yêu ta ép sợ, biến sắc tập đoàn khai thác mỏ dương quan ư. Mặt lê lạc lộ ra thần sắc mơ hồ, nhìn về phía nhạc tổng, muốn trưng cầu ý kiến. Nhạc tổng cũng mơ mơ hồ hồ, cho mày dường như đang cố gắng suy nghĩ, vị này là thần thánh phương nào, sao lại xuất hiện như vậy? Thật làm cho người khác khó hiểu mà. Biểu hiện của hai vị này có thể đã làm tổn thương lòng tự tôn của lang tổng, khuôn mặt lang tổng suy sụp, vẻ mặt rất không hài lòng. Không phải đang cố ý đấy chứ, ông đây không tin các ngươi chưa từng nghe qua tập đoàn khai thác mỏ dương quan lang ngọc đình hừ một tiếng nói với tiêu phàm tiêu tiên sinh sao lại tới đây dùng cơm vậy tôi đã nói với cậu rồi phở bò ở đây tuy chính công nhưng ăn nhiều thì cũng chẳng có gì thế này đi tôi mời khách chúng ta tới quán vương triều đại đường ăn ngon một bữa tôi bao tôi bao kỳ thực lang ngọc đình cũng tới ăn phở bò lang tổng đột nhiên giàu có nhưng khẩu vị bao năm lại không thể sửa vẫn luôn là khẩu vị này. Nhưng tình hình hiện tại lại thay đổi, ai mà biết ở chỗ này lại gặp được mỹ nữ chớ. Tự nhiên lão sẽ thay đổi giọng điệu, ngon lại tới, liền biến thành tiết mục cây nhà lá vườn, coi thường không thèm để ý nữa. Không như thế thì sao có thể làm lộ rõ sự xa hoa của lang tổng. Tiêu tiên sinh, mấy người từ thủ đô tới phải không? Tôi nói cho mọi người biết chứ, cố đô chúng đôi, khách sạn xa hoa khí phái nhất chính là khách sạn Vương Triều Đại Đường tôi cùng giám đốc quan hệ xã hội của khách sạn đó là bạn bè, nếu các cậu vào trong đó tiêu phí, chỉ cần nói tên lão lang tôi ra, họ liền giảm giá ưu đãi cho cậu 90%. Tại Trung Quốc, giảm giá 90% chính là giảm 10% tại Việt Nam. Tay lang Ngọc Đình vung lên, khí thế 10 phần nói. Giảm giá ưu đãi 90% sao? Quyền Thiên Thiên cười khanh khách hỏi lại một câu, ánh mắt lướt qua mặt Lê Lạc và Nhạc Tổng mang theo ý bớn cợt khó có thể che giấu không ngờ lần tới cố rô này lại có thể gặp được kẻ dở hơi thú vị thế này. Nhưng thật ra rất đúng khẩu vị của huyền đại đương gia. Ai, tiểu muội à, em cũng chớ coi thường 90% giảm giá ưu đãi này. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây chính là vấn đề mặt mũi. Em không biết đấy chứ, khách sạn, vương triều đại đường, rất kiêu ngạo, người bình thường đi tiêu phí đều là giá tổng cộng, tuyệt đối không phá lệ. Có thể giảm giá 90% đã tốt lắm rồi giám đốc vu rất nể mặt mũi anh đấy nhé. Tới đây, tới đây, đây là danh TH Iota F của anh. Lang Ngọc Đình nói xong mang theo một hộp danh TH Iota F lóng lánh kim quang từ trong túi áo Tây Trang, lần lượt phát danh TH Iota F đi, con mắt chỉ lượn qua đảo lại trên người Uyển thiên thiên, thiếu chút nữa nuốt trúng nước miếng rồi. Bây giờ thật sự là khó gặp báu vật nha. Lang Ngọc Đình tự nhận thấy sống tới ngần này tuổi, lão vẫn chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như thế này nếu có thể câu được cô nàng, bất kể tốn bao nhiêu cũng đáng. Hóa ra là Lang Tổng. Nhạc Tổng tiếp nhận danh TH yêu của lão, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười tươi giói. Kỳ thực tới hiện tại, lão nhạc vẫn không nhớ ra được cái gì gọi là tập đoàn khai thác mỏ dương quang, càng không có ấn tượng với Lang Tổng. Có lẽ Lang Ngọc Đình là người có tiền, nhưng khách quý mà khách sạn Vương Triều Đại Đường tiếp đãi rất nhiều, người có quyền thế nhiều như cá giết qua sông, nhà giàu mới nổi như Lang Ngọc Đình, nhạc tổng hoàn toàn không để trong mắt, đấy là còn không nói vì người này mà lãng phí một tế bào não, cho dù là một số điện thoại cũng sẽ không lãng phí một chỗ mà dành cho số điện thoại của Lão Lang. Điện thoại và dữ liệu thẻ SIM đều có hạn, nếu để cấp bậc của Lão Lang kia chiếm một vị trí nhỏ nhoi thì chịu nổi được không? Căn bản không cần sử dụng, nhưng Lang Ngọc Đình nhắc tới giám đốc vu bên quan hệ xã hội khách sạn, nhạc tổng tự nhiên sẽ biết. Thuộc hạ của y, vẫn là có khả năng hơn. Tuy đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là ở chỗ Lê Thiếu đã rất không cao hứng rồi. Dù sao nhạc tổng cũng phải nghĩ cách đuổi cái tên đáng ghét kia đi. Nếu Lê Thiếu thực sự phát hỏa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu xếp. Công bỏ ra dàn xếp trong đêm nay thành ra công cốc hết. Ha ha, vị này là... Rốt cuộc cũng có người kinh ngạc thán phục, sự, bi thương, trong lão lang cuối cùng cũng được an ủi, lập tức thay đổi sắc mặt nhìn về phía lang tổng. Tôi họ Nhạc, Lang tổng, đây là danh thẻ IHITF của tôi. Rất cảm ơn Lang tổng đã ủng hộ và yêu ái khách sạn chúng tôi. Về sau Lang tổng mà tới khách sạn của chúng tôi, tôi sẽ làm chủ giảm giá ưu đãi cho Lang tổng 80%. Lang tổng đây chính là chiết khấu cao nhất của chúng tôi, hội viên kim cương mới được hưởng loại ưu đãi này đấy. Nhạc tổng cười ha ha, đưa danh thẻ IHITF của mình qua. Tấm danh thẻ IHITF màu trắng rất giản dị, không sặc sỡ một chút nào khách sạn các người sao? Cậu là nhân viên khách sạn Vương Triều Đại Đường sao? Cậu là người của ban quan hệ xã hội hả? Vậy khẳng định là quen biết giám đốc vu rồi, tôi cùng anh ta là bằng hữu Lang Ngọc Đình bụng đầy nghi ngờ, nhận lấy danh TH yêu ta ép cằn nhằn, trực tiếp đem, xếp, nhạc tổng làm ở ban quan hệ xã hội. Xem chừng nếu người này đồng ý nói cho lão vài câu nịnh nót, Lang Tổng không chừng nói tốt vài câu trước mặt giám đốc vu cho vị huynh đệ thức thời này tăng lương thăng chức. Tổng Giám Đốc, Nhạc Thanh Á. Ngay sau đó, Lang Ngọc Đình liền trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt rất không dám tin. Cậu, cậu là Tổng Giám Đốc Khách sạn Vương Triều Đại Đường sao? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh Lang Tổng cũng giật mình nhìn Nhạc Thanh, không ngờ ở chỗ này lại gặp Chủ tịch Khách sạn Vương Triều Đại Đường. À có thế không hiểu bối cảnh thực sự của khách sạn Vương Triều Đại Đường, không biết quán rượu này hợp doanh, nhưng trong suy nghĩ của à, ông chủ khách sạn này chắc hẳn có nhiều tiền hơn Lang Ngọc Đình. Ha ha, Lang tổng, là tôi. Nếu Lang tổng là khách quen của chúng tôi, chúng tôi khẳng định sẽ ưu đãi nhiều hơn cho Lang tổng." Nhạc Thanh mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo không thể giấu. "Chương 304: Điều tra tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan Lang Ngọc Đình cầm danh THIOTA F của Nhạc Thanh, trong mắt đảo hai vòng rồi rơi trên người lê lạc. "Nhạc tổng giám đốc, hạnh ngộ, hạnh ngộ, xin hỏi vị tiên sinh này là?" Lan Ngọc Đình có thể nhìn ra thần thái của nhạc thanh đối với Lê là có sự kính cẩn không nói ra được, thậm chí còn lộ ra vẻ cẩn thận. Không hề nghi ngờ vị soái ca trẻ tuổi tầm 30 tuổi này là một nhân vật khó lường. Ở loại chuyện này, loại người như Lang Ngọc Đình kỳ thực xoay chuyển không hề chậm chạp. Chỉ có điều, nằm mơ lão cũng không nghĩ tới tùy tiện dạo quanh thành đồ cổ mà cũng gặp được con cháu chính cống nhà quyền quý bậc nhất. Sự hết kiên nhẫn trên mặt Lê Thiếu Hiện lên rất rõ, khoát tay áo chán ghét nói, Lang Tổng, bằng hữu chúng tôi họp mặt, nếu không có chuyện gì, mời Lang Tổng đi đi có được không? Lê Thiếu đang rất buồn bực, lão Lang nếu không biết thức thời, nếu không may sẽ chọc vào hỏng súng của Lê Thiếu. Sắc mặt Lang Ngọc Đình biến sắc, trong đầu có chút chẳng vui vẻ gì. Cho dù cậu có là nhân vật cỡ nào, cũng không cần chảnh thế chứ. Đuổi rồi đi hả, chẳng lẽ tư cách ngồi chung với các ngươi của lão Lang ta không có hả? Mắt thấy Lang Ngọc Đình không thức thời, Nhạc Thanh liếc lão một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Trong lòng Lang Ngọc Đình phát hoảng, cố nén tức giận, đứng dậy, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Vậy được, nhạc tổng, tôi không quấy dậy nữa, chúng ta đi." Lão vung tay về phía bọn họ, không quay đầu lại bước thẳng đi. Nếu không có cơ hội tiếp cận mỹ nữ, vậy thì cũng không cần thiết chào hỏi Tiêu Phàm làm gì. Các người thì lợi hại rồi, tôi không thể trêu vào hay không thể trốn nổi hả? nhưng sự thật chứng minh, có không ít người không thể trêu chọc, thậm chí ngay cả trốn cũng trốn không xong. Lang Ngọc Đình ngay cả phở bò cũng chưa ăn, lên xe thể thao cái liền ầm ầm lái đi, Lê Lạc nhìn chiếc xe thể thao biến mất ở ngõ nhỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt, lấy điện thoại ra gọi một cú. Xin chào, đàm cục trưởng phải không? Là tôi, Lê Lạc. Điện thoại vừa thông, thanh âm của Lê Lạc liền tao nhã cao cao tại thượng trở lại, dường như y là người lãnh đạo trực tiếp của vị đàm cục trưởng kia, khóe miệng lập tức mỉm cười, có thể thấy vị Đàm cục trưởng bên kia đã nói những lời khiến đầu Lê Thiếu thoải mái không ít. Ha ha, Đàm cục trưởng, không cần khách khí như vậy. Là thế này, tập đoàn khai thác Mỏ Dương Quan, ngài đã nghe nói qua chưa? Đúng rồi, chính là Dương Quan, ông chủ hình như là họ Lang, công ty Dương Quan này, cục khoáng sản mấy người điều tra cho tôi, xem thủ tục của họ có đủ không, vì sao á? Ha ha, Đàm cục trưởng, chẳng lẽ phải nhất định hỏi vì sao à? rất đơn giản, chính là tôi thấy không thích tính cách ông chủ họ lang của công ty đó quá lộ liếu, đại vĩ ba lang sao. Người như vậy có thể kinh doanh tốt được sao? Điều tra kỹ chút cho tôi. Ngữ khí của Lê Lạc có chút không vui, nhíu mi nghe bên kia nói vài câu sau đó mới giãn ra một chút. Vậy được, cứ như thế đi, mấy người cứ điều tra đi, có kết quả thì điện thoại lại cho tôi. Lang Ngọc Đình có nằm mơ cũng không nghĩ tới vì chính mình bồng bột nhất thời, lại có thể mang tới phiền toái lớn như vậy. Lê Thiếu rất tàn nhẫn, một chút cũng không đùa, trực tiếp hướng lão hạ đao. Nếu tập đoàn khai thác mỏ dương quan phá sản, La Ngọc Đình sẽ chẳng còn gì nữa. Lê Lạc nhìn qua phong độ có thừa, là thân sĩ nghiêm chỉnh, nhưng xuống tay không một chút dung tình. Hơn nữa, La Ngọc Đình cũng ngốc, Lê Lạc cũng không thực sự, oán hận, lão, chỉ có thể trách do vận hạn lão không tốt. Lê Thiếu đang lo không có cơ hội thể hiện chút thực lực chân chính trước Mỹ nữ, La Ngọc Đình lại muốn lên làm bia ngắm, Lê Thiếu từ chối thì bất kính, thôi thì chẳng cần khách khí nữa. Đặt điện thoại di động xuống, Lê Lạc hồi phục thành hình tượng nho nhã hữu lễ như cũ, khẽ mỉm cười, nói. Ngại quá, bị loại người không ra sao quấy dày. Tiêu Phàm cười cười, nói. Tôi ăn xong rồi, cảm ơn. Đối với chủ đề của Lê Lạc hắn cũng không muốn tiếp lời. Dường như trong mắt Tiêu Phàm, La Ngọc Đình rất nhàm chán, Lê Lạc so với lão cũng chẳng khá hơn chút nào, vô cùng nhàm chán giống nhau. Tân Lâm liền đứng dậy, vô thành vô tức đi tới quầy thu ngân, chuẩn bị tính tiền. Nhạc thanh hơi sửng sốt, mới, dường như là do Lê Thiếu làm chủ, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng phải đúng quy củ, vội vàng đứng dậy nói. Tân Tiểu Thư, để tôi trả, để tôi trả. Tiêu Phàm cười nói. Nhạc Tổng, đừng khách khí, đại hội dám bảo ngày mai còn phải phiền tới nhạc Tổng mà. Mắt thấy Tân Lâm không định ngừng lại, vẫn đi tới quầy thu nhân, Nhạc Thanh cũng không tranh giành nữa, nói: "Tiêu tiên sinh yên tâm, chuyện đại hội giám bảo, tôi sẽ sắp xếp." "Tốt rồi, cảm ơn nhạc tổng." "Đâu có đâu có, Tiêu tiên sinh khách khí quá rồi, các vị cùng Lê thiếu là bằng hữu, thì đều là bằng hữu của nhạc thanh tôi." "Chút chuyện như vậy, tiện tay làm thôi mà, không đáng nói." Lê Lạc Nhân cơ hội nói chuyện với Uyển Thiên Thiên. "Uyển tiểu thư, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, mấy vị cho tôi chút thể diện." cùng đi hát nhé. Nếu không đi clubbing cũng được, mọi người cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay Kim Đồng và Lệ Na đến cố đô quay phim, mời bọn họ cùng tới đây cho mọi người cùng quen biết nhé. Đây chính là đòn sát thủ của Lê Lạc. Kim Đồng, Lệ Na là diễn viên đang rất hâm mộ, minh tinh phái thần tượng, nói ra thì không có người trẻ tuổi nào là không thích bọn họ. Không biết đã có bao nhiêu fan đã coi họ thành tình nhân trong mộng và sùng bái trước kia chỉ cần lê lạc nói mời những minh tinh này đến uống rượu nói chuyện phiếm ngay lập tức rất thuận lợi gần như không có cô gái nào nói ra từ không cả đây chính là chiêu tán gái đại sát khí của gã tất nhiên lê lạc cũng không nói dối kim đồng lệ na hiện tại đúng là đang ở cố đô quay phim cùng lê thiếu có giao tình không ít lê thiếu điện thoại một cái kim đồng lệ na nếu không có việc gì đặc biệt thì nhất định sẽ tới qua kim đồng lệ na mấy năm qua lê thiếu đã cùng một số nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình có vài mối lộ thủy nhân duyên không ít người đã cùng lê thiếu có quan hệ xá bản quyền tê ịt lộ thủy nhân duyên chỉ những mối tình ngắn tạm thời chiếu theo lời nói của lê thiếu mà nói thì thực sự gã đã ngán họ lắm rồi chơi ngán rồi nói thực lên giường với nhiều nữ minh tinh như vậy không ai có thể đánh đồng được với uyển thiên thiên bọn họ kém quá xa thậm chí theo kịp đường huyên cũng hiếm hơn nữa hơi thở Phong Trần, bình thường đó càng làm cho nam nhân dễ dàng chán họ. Nhưng cái này không gây trở ngại được Lê Lạc mượn tấm biển của mấy cô minh tinh để lừa gạt mấy tiểu cô nương. Uyển Thiên Thiên cười khúc khích, nói Lê Công Tử, hay là thôi đi, tôi đối với mấy cái này không có hứng thú. Kỳ thực, Uyển Thiên Thiên không bài xích mấy thứ giải trí kia. Mấu chốt chính là tiêu phàm không hứng thú, chứ không phải Uyển Đại Đương ra không có hứng thú. Uyển Thiên Thiên thực sự rất sợ chọc giận tiêu phàm. Cái này, Uyển tiểu thư. Lê Lạc vẫn muốn khuyên bảo, Uyển Thiên Thiên đã cười hì hì, đuổi theo Tiêu Phàm, giơ tay khoác lên cánh tay của hắn, cái đầu nhỏ xinh đẹp dựa lên vai Tiêu Phàm, nhảy chân sáo như chim nhỏ nép người. Lê Lạc lập tức ngây người. Nhạc Thanh vội vàng nghiêng đầu, không thể để Lê Lạc nhìn thấy ý cười khóe miệng mình được. Nhạc Thanh thừa nhận, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đều là những mỹ nữ khó gặp, nhưng Nhạc Thanh có cảm giác Lê Thiếu hơi, háo sắc rồi, nếu bàn về mỹ nữ, Cố Đô không thiếu. Bằng thế lực của Lê Thiếu ở Cố Đô, cộng thêm tài năng và của cải của hắn, loại con gái nào mà không đoạt được chứ? Tội gì cứ phải chết trên một cái thân cây chứ? Nhìn tinh lực của người ta cao cao tại thượng thế kia cơ mà. Xem ra thực mất mặt quá, vốn tưởng chỉ cần có chút thủ đoạn, thậm chí bày ra chút thân thế, mấy người con gái kia nhất định sẽ xua như xua vịt, cơ bản cũng không nghĩ lại không phải như vậy. Ba đại mỹ nữ kia đều đổi tới đổi lui quanh người công tử bột, tiêu phàm, hoàn toàn không để Lê Thiếu vào mắt. Ngụm tức này của Lê Thiếu làm sao mà nuốt trôi được đây? Người này a à, động chút cái là bực mình. Một khi mà đã tức giận, như thế nào cũng phải phân thắng bại. Hơn nữa loại người Lê Thiếu lớn trong xô y g xứ y g, cho tới giờ cũng chưa từng nếm qua cái hắt xì của cậu ấm, càng không thể chịu đựng được việc này. Trong đầu nghĩ vậy, lòng nhạc thanh bỗng dâng lên một niềm thích thú khó hiểu cho y nếm thử chút hương vị bị người khác bỏ qua nó như thế nào. Đám người Tiêu Phàm không nhanh không chậm, bước chân cũng không chậm lắm nhưng rất nhanh đã bỏ bọn lê lạc, Nhạc Thanh thật xa. Nhạc tổng, giúp tôi một chuyện. Nhìn bóng lưng gầy yếu cao ngất của Tiêu Phàm và chiếc váy đỏ phấp phới của Uyển Thiên Thiên, Lê Lạc nhẹ lắc đầu, rốt cục cũng đem tâm tư trở về, quay đầu nói với Nhạc Thanh. Nhạc Thanh gật đầu không ngừng, Lê thiếu khách khí quá, có việc gì thì cứ phân phó. Lê Lạc cười nói, chỉ thị thì không dám, anh dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo phó giám đốc sở, tôi cũng chỉ là một kẻ bình dân mà thôi, nào dám chỉ thị cho anh, ha ha, nhạc tổng, anh xem có thể giúp tôi tìm cách liên lạc với họ không. Bọn người tiêu phàm thuê hai phòng ở khách sạn, Vương Triều Đại Đường, đều là lấy chứng minh thư của Tân Lâm và Đường Huyên. Tổng quầy phục vụ cũng lưu lại số điện thoại hai cô. Lê Lạc trịnh trọng, nhờ, nhạc thanh hỗ trợ, tất nhiên sẽ là phương thức liên lạc với Uyển Thiên Thiên. Xem thái độ hi hi ha ha không thèm quan tâm của Uyển Thiên Thiên, Lê Lạc tự biết nếu mình đi hỏi số Uyển Thiên Thiên nữa, trăm phần trăm sẽ bị nhỏ mũi cho xem. Lê Lạc có thể thấy, đừng nhìn Uyển Thiên Thiên hi hi ha ha, giống như khờ khảo ngây ngô, không hề xảo trá, nhưng loại tính cách này khi cự tuyệt người khác vô cùng dứt khoát gọn gàng, không cho người ta đường lui. Nhạc Thanh không lập tức đáp ứng, ngược lại trầm ngâm. Cũng khó trách Nhạc Thanh thận trọng, Lê Lạc không phải người khác, nếu là bạn bè bình thường, Nhạc Thanh sẽ không do dự. Có thể giúp được thì giúp, không giúp được cũng chẳng liên quan. Nhưng việc này của Lê Thiếu lại không thể tùy tiện đáp ứng được, làm được thì không nói làm gì, nếu không làm được nhất định sẽ đắc tội. Vô duyên vô cớ đắc tội Lê Lạc, nhạc tổng trung quy bị mắc tội oan A. À. Làm sao vậy, nhạc tổng cảm thấy rất khó xử lý sao? Do dự như vậy liền khiến Lê Lạc mất hứng. Nhạc tổng dùng mình, vội nói. Lê Thiếu, Việc này để tôi nghĩ cách, ngày mai là đại hội giám bảo, là một cơ hội tốt. Đã là khách quý của đại hội giám bảo, đều phải lưu lại phương thức liên lạc. Vậy thì được rồi, chỉ cần người còn lưu lại khách sạn thì vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Trên mặt Lê Lạc rốt của cũng hiện ra vẻ tươi cười. Sao đại vĩ Ba Lang, ý chỉ những câu nói có có ẩn ý trêu đùa, chế diễu. Trường 305, giác quan thứ 6 sắc trời tối dần. Tại lầu 3 khách sạn Vương Triều Đại Đường phòng số 3026, trong phòng khách lóe lên ánh đèn. Trên bàn trà phòng khách bày một con rùa ngọc, mai màu trắng ngà, mở ảo sáng bóng dưới ánh đèn dịu dàng, vô cùng ảo diệu. Tiêu phàm hơi dựa vào sofa, hai mắt khép hờ dường như đang dưỡng thần. Ba gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ quay quanh bàn trà, các cứ một phương, sáu con mắt xinh đẹp nhấp nháy, nhìn chầm chầm con rùa ngọc. Ăn xong phở bò, vừa về tới khách sạn, Tiêu Phàm liền đem con rùa ngọc ra nghiên cứu. Ba vị mỹ nữ tắm rửa xong liền gia nhập vào hàng ngũ nghiên cứu. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình mềm mại của Uyển Thiên Thiên khẽ đảo, giơ tay nhào nặn vuốt vuốt mắt, dầm gì nói. "Ai nha, đau mắt quá, mệt chết đi được, con rùa chết tiệt này ẩn giấu bí mật gì hà. Cái đồ án này xem lâu liền đầu váng mắt hoa, chịu không nổi a." À, đừng huyên cười khổ một tiếng, cũng dụi dụi con mắt. Uyển Thiên Thiên nói không sai chất ngọc con rùa này rất ấm áp mềm mại dịu dàng tuy vậy đồ án trên lưng con rùa lại rất mông lung xem không được rõ ràng dường như cách một tầng xương khói trong mắt phong vãn nương đồ án này cũng là một mê cung đã được viết phỏng lại để đi sâu vào nghiên cứu quyền thiên thiên xoa mắt một lúc sau đó nằm úp trên bàn trà nhìn cái miệng nhỏ của con rùa ngọc thở hổn hển lão rùa đen à lão rùa đen a à, ngươi nói chuyện đi hoa văn trên lưng ngươi là để làm gì a à? rốt cuộc người có hữu dụng không đây? Đừng lừa gạt chúng ta chứ. Ngay lúc ấy, Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấu mắt hoa, rùa ngọc liền biến mất không bóng dáng. Ai nha, sao lại vậy? Đợi Uyển Thiên Thiên phục hồi tinh thần, rùa ngọc đã ở trong tay tiêu phàm, không biết hắn đã dùng loại ma pháp nào. Vẻ mặt đường huyên vùa cây ếch yêu ta ép sợ vừa kính nể. Cô thấy rất rõ, tiêu phàm không phải dùng ma pháp, mà là cách không thủ vật, thuần túy dựa vào lực chống đỡ. Ngọc này tuy không lớn, nhưng vật thể đều là ngọc thạch khắc thành, rất nặng. Bàn tay Tiêu Phàm vừa vươn ra nhấc một cái, rồi ngọc liền bắn tới tay hắn. Nội công này của hắn thâm hậu cỡ nào đây? Ngoại trừ nghe đồn cao nhân tuyệt thế có nội công thâm hậu như vậy, trong hiện thực, Đường Huyên quả thật tới giờ mới gặp được người thi triển loại võ công thần kỳ này. Nhìn bộ dạng Tiêu Phàm cử trong nhược khinh, xử lý việc khó một cách dễ dàng, đây chỉ là tiện tay phát huy, căn bản không có quá nhiều gánh nặng lực xuất ra cũng dư thừa. Mọi người nghỉ ngơi thôi, để tôi thử lại mấy cách khác xem sao. Tiêu phàm chậm rãi nói, hai chân một khúc, khoanh chân ngồi xuống sofa, hà tao trống ở đan điền, đem rùa ngọc đặt trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Thiên và Đường Nguyên ngơ ngác nhìn nhau. Đôi nghi thành tú của Tân Lâm nhân lại, nói. Anh đã nói bên trong thứ này có ẩn chứa lực che đậy thiên cơ rất mạnh. Tân Lâm nói còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng thời gian tân lâm đi theo tiêu phàm không hề ngắn chỉ có cô mới rõ lực thiên cơ che đẩy của thuật sư tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng lợi hại trình độ thuật sư càng cao thâm đối mặt với lực thiên cơ che đẩy càng phải cẩn thận tiêu phàm gật gật đầu nói đừng lo anh thử xem phương pháp phái hà lạc đã từ từ làm chỉ cần tình hình không đúng anh sẽ lập tức dừng anh cảm thấy đồ vật này rất quan trọng lời này của tiêu phàm cũng không phải là ăn nói bậy bạ loại giác quan thứ sáu thần bí này nói không thành tiếng nhưng quả thực tồn tại. Thân là thuật sư lớn, giác quan thứ sáu của tiêu phàm phát triển không ngừng. Trên thực tế, thuật bói toán cùng loại giác quan thứ sáu có quan hệ rất sâu. Buổi tối hôm qua mới vào khách sạn Vương Triều Đại Đường, tiêu phàm liền gieo một quẻ, theo quẻ tượng cho thấy thì trong hai ngày này sẽ phát sinh một số việc đặc biệt, có lẽ đối với phương hướng sau này của hắn sẽ có ảnh hưởng quan trọng. Ừm, Tân Lâm khẽ vuốt cầm, không có nói thêm, sau đó ngồi xuống ghế sofa nhuyễn kiếm nhỏ cực mỏng lẳng lặng đặt lên bàn trà lóng lánh hàn quang quyền thiên thiên và đường huyên nhìn nhau cùng im lặng các cư một phương bày ra trận thế phòng ngự quyền thiên thiên tạm thời không thể sử dụng nội lực sức chiến đấu cực yếu nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trên giang hồ như vậy cũng không phải là không có gì nếu thực sự có tình huống bất thường phát sinh ít nhất cô cũng có thể kịp thời cảnh báo một tiếng khấn rất nhẹ vang lên trong phòng khách bảo quang lưu chuyển trên mặt tiêu phàm, theo thời gian chuyển rời, thậm chí toàn thân đều tỏa ra một cỗ mông lung sáng bóng, làm người ta nhìn thấy một cái liền không kìm lòng nổi sinh ra cảm giác thân quen. Trong phòng khách rất yên tĩnh, một cỗ thần niệm lực, chậm rãi bao lại rùa ngọc, từng chút thẩm thấu vào trong. Niệm tiêu phàm niệm chính là, chú ngữ, phái hà lạc âm dương phái truyền. Phái Hà Lạc Âm Dương trước thời nhà Thanh thì bắt đầu suy bại, trong phái có rất nhiều điển tịch thất truyền, nhưng trong, vô cực thuật tang, vẫn có rất nhiều điển tịch cổ điển được bảo tồn đầy đủ, thậm chí có cả bài tự viết tu luyện tâm đắc của hai vị trưởng giáo tổ sư phái Hà Lạc mấy trăm năm về trước. Cũng không biết tại sao cuốn điển tịch đó lại được phái vô cực môn lấy được. Chú ngữ tiêu phàm niệm được xuất từ trong sách của một vị trưởng giáo tổ sư phái Hà Lạc. Dùa ngọc này cùng tiền bối tông sư của phái Hà Lạc có tương quan. Như vậy lấy thuật pháp phái Hà Lạc thủ chút cũng là điều cần thiết. Thời gian từng giờ từng giọt trôi qua, bỗng nhiên một bức đồ án hiện ra trong đầu tiêu phàm rất mơ hồ dường như là một khối vật hình tròn không ngừng xoay tròn trong lòng tiêu phàm vừa động lập tức tăng niệm lực thẩm thấu cái gọi là thần niệm lực cũng có liên quan tới giác quan thứ sáu người thường xuyên thấu qua minh tưởng phương thức đều có thể cảm giác được tất nhiên loại cảm giác này rất mơ hồ như có như không giống như tiêu phàm tu luyện thành công thành một thuật sư lớn thần niệm lực chính là thực sự tồn tại vô hình hữu chất có thể tinh nhảy cảm giác được sự tồn tại của loại sức mạnh này, và có thể khống chế nó. Bước đồ án kia dần dần hiện lên rõ ràng. Cùng lúc đó, cách xa nghìn cây em về thủ đô, trong khu biệt thự Tây Sơn, một tòa biệt thự chiếm một khoảng đất rộng cũng lóe lên ánh đèn. Mấy năm gần đây, ngôi biệt thự này dường như buổi tối không hề tắt đèn. Cũng không biết chủ nhân ngôi biệt thự ấy bận rộn cái gì nữa. Trong phòng khách biệt thự, có hai gã đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, tóc quăn, hốc mắt trũng sâu ngồi đối diện nhau. Ngồi ở phía tây chính là thủ tọa đại đệ tử Tây Ly Giáo, Dung Thiên Tổ Sư, ngồi dưới là Thương Thiên Đại Tế Ti Tát Bỉ Nhĩ, ngồi phía đông là Ngũ Đại Vô Thánh Hạng Bốn Tây Ly Giáo Huyết Thiên Đại Tế Ti Áp Bát. Tát Bỉ Nhĩ ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc nghiêm nghị. Áp Bát bưng tách hồng trà uống một hớp, hạ giọng nói. Đại sư Huynh, Tam sư Huynh khi nào thì tới vậy? Chắc sẽ tới nhanh thôi, nó nói phải mở cái hội gì đó lũ người nước này thích tụ họp thật đấy. Tát bỉ nhĩ nâng cổ tay lông mượt bóng lên liếc đồng hồ đeo tay một cái, thuận miệng đáp, trong giọng nói xen lẫn ý khinh thường. Sư phụ vẫn không thể xuất quan sao, cái tên tiêu phàm kia lại không ít lần ra ngoài tản bộ. Abbas nói xong, chân mày cao lại, mặc dù chưa nhìn tận mắt dung thiên tổ sư và tiêu phàm giao thủ, nhưng nghe hai vị sư huynh nói qua tình hình, chi tiết có chút khác nhau, tổng thể thì cũng không khác nhau mấy dựa theo tình huống lúc đó mà nói dung thiên tổ sư là bên công kích tiêu phàm là bên phòng thủ hơn nữa đồng thời nghịch thiên cải mệnh cũng phải bị động phòng thủ theo lý thì cứ coi như tiêu phàm không bị lọt vào lực thiên địa cắn trả mà chết ngay tại chỗ nhưng ít nhất trọng thương cũng phải nhiều hơn dung thiên tổ sư mới đúng nhưng hiện tại tiêu phàm dường như đã sớm khỏi còn dung thiên tổ sư vẫn đang bế quan như vậy chẳng phải sư phụ bị thương còn nhiều hơn cả tiêu phàm sao không lý nào a à là đại vô thánh Tây Ly giáo, trình độ thuật pháp của Abbas không thể coi là cao thâm nhưng cũng biết rõ tính hung hiểm của nghịch thiên cải mệnh. Thuật sư Cao Minh nếu có chuẩn bị đầy đủ hết, không bị bất cứ ngoại lực quấy nhiễu nào cũng không nhất định có thể toàn thay trở ra. Tiêu Phàm sao có thể làm được như vậy? Nếu quả thực là như vậy, chẳng lẽ trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm lại hơn cả Dung Thiên Tổ sư sao? Abbas tuyệt đối không tin. Tuy gã không giống đại sư huynh tôn thờ sư phụ, đó không phải là người nữa mà chính là thần abbas có chút hơi hồ đồ mất rồi tát bỉ nhĩ cười lạnh một tiếng nói tứ sư đệ người hiện tại hoài nghi sư phụ sao sư đệ không dám abbas giật mình kinh hãi vội vàng đặt chén trà xuống thanh âm có phần cung kính mặc kệ trong lòng abbas có tin vị đại sư huynh chủ trì giáo vụ này không nhưng ít nhất trên mặt gã vẫn có sự tôn trọng đối với tát bỉ nhĩ nói ra cũng buồn cười Ngũ đại vô thánh Tây Ly giáo Abbas chịu trách nhiệm là, võ lực, ngày bình thường đều là mấy hoạt động gợi yêu ta ít người, thấy máu là chuyện thường. Nhưng những ngày thường nhật hành sự, Abbas lại rất nhã nhận, thủ lễ, khác xa tát bỉ nhĩ tính khí táo bạo kia. Ánh mắt tát bỉ nhĩ hấp hái quét mấy lần trên gương mặt Abbas, lúc này mới khẽ vuốt cằm thần sắc hòa hoãn trở lại, nói. Tứ sư đệ, trong này có điều then chốt, đệ hẳn không hiểu rồi. Mời đại sư hoanh chỉ điểm. Abbas kính cẩn nói, không người xuống. Tát bỉ nhĩ khoát tay áo, nói. Đệ và tiêu phàm cũng coi như là đã từng giao thủ, đệ thấy hắn đã khỏi hoàn toàn sao. Abbas trầm ngâm nói. Đệ có đối mặt và giao thủ với hắn, tuy nhiên phân tích từ việc hắn không tiếc vận nội lực chữa thương cho cô gái trộm mộ kia, thương thế của hắn hẳn là đã khỏi rồi. Hẳn là đã khỏi sao? Ha ha, đệ nói chỉ là thương thế của thân thể hắn thôi. Abbas kinh sợ nói đại sư huynh ý huynh là thương tổn của tiêu phàm quá nặng sao đó là điều tất nhiên lúc ấy sư phụ tuy cùng tử vi tiên sư ngô thạc sương đấu hai ngày nguyên khí có chút thương tổn nhưng cuối cùng đã tỉnh lại trấn giáo thần thú thánh linh đúng lúc tiêu phàm bắt đầu công kích trong tình huống đó cho dù hắn có là thiên thần hạ phàm cũng không có khả năng đảm bảo hắn không bị thương sư phụ kết luận rồi dù hắn không chết nhưng ít nhất cũng bị tụt mất một cảnh giới trở lên hiện tại nhìn hắn có vẻ an bình đấy, nhưng để cho rằng trình độ pháp thuật của hắn khôi phục nhanh vậy sao? Chúng ta đều là thuật sư, trong lòng ắt hiểu rõ thương tổn đó không dễ dàng khỏi như vậy. Tát bỉ nhĩ lạnh lùng nói, nhe răng cười độc ác một tiếng. Có lý, có lý. Abbas mừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 306, không phải tộc ta, tâm tất dị. Nhưng sư phụ thì sao? Sau một lúc, Abbas lại có chút lo lắng nói. Tiêu phàm bị thương không dễ dàng mà khỏi, vậy liên hệ với dung thiên tổ sư đã lâu như vậy không xuất quan là sao? Thương thế tiêu phàm trầm trọng, không có nghĩa dung thiên tổ sư bình an vô sự. Tát bỉ nghĩ nói. Sư phụ đang thận trọng để đạt được mục đích, không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Dù sao chúng ta vẫn đang ở trong nước Hán, là thiên hạ của họ, mọi việc đều phải cẩn thận không thể chỉ vì vậy mà hỏng toàn bộ kế hoạch được. Abbas nói, việc bên này không phải có tam sư huynh rồi sao? Tát bỉ nhĩ, hư, một tiếng, liếc Abbas một cái, dường như đối với lời Abbas nói ra rất bất mãn. Tứ đệ, suy nghĩ của đệ vẫn thẳng tắp một đường như vậy. Abbas dường như có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh có ý gì? Tứ sư đệ, đệ đừng quên bọn người hắn có một câu thành ngữ không phải tộc ta, tâm tất dị nếu không phải lợi ích của gia tộc mình lão tam có tận tâm tận lực vậy không trong giọng nói của tát bỉ nhĩ mang theo ý giáo huấn abbas kinh sợ trần trừ nói đại sư huynh không thể nào tam sư huynh mặc dù là người hán nhưng cũng là đồ đệ của sư phụ sư phụ đã có lệnh huynh ấy dám không tuân theo sao dù thế nào thì huynh ấy cũng sẽ không gây bất lợi cho sư phụ không gây bất lợi cho thần giáo tát bỉ nhĩ hư nói ta cũng không bảo nó sẽ gây bất lợi cho sư phụ, càng không bảo nó gây bất lợi cho thần giáo, nó cũng không có gan làm. Nhưng không chứng tỏ nó từng giây từng phút đều đồng lòng cùng chúng ta. Sẽ có nhiều lúc, nó sẽ vì gia tộc của nó mà suy nghĩ. Ví dụ như thị cục phái người mặc thường phục đi giám thị Hoàng Hải Văn Nhị hôm trước đều đã bị triệt bỏ rồi. Hả, vì sao? Abbas vẫn còn không hiểu rõ tình huống, liền vội vàng hỏi. Dù sao dung thiên tổ sư trong lúc bế quan, việc giáo vụ đều do Tát Bỉ Nhĩ phụ trách, Abbas chỉ hỗ trợ. Triệt tiêu giám thị văn nhị thái gia, Tam Sư Huynh chỉ cùng Tát Bỉ Nhĩ nói, nhưng lại không cho Abbas biết. Tát Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải muốn tranh đấu chính trị sao, tên văn nhị kia cũng là người của vô cực môn, theo như Diệp Cô Vũ nói thì gã là Sư Huynh của tiêu phàm. Thị cục phái thường phục đi giám thị gã, tiêu gia không vừa lòng. Tát bỉ nhĩ tựa hồ đổi với tam sư đệ vô cùng bất mãn, mỗi lần nhắc tới y không phải kêu rên thì cũng chính là cười nhạt không cái nào là sắc mặt tốt cả abbas trầm ngâm nói đại sư huynh để thấy chúng ta nên thông cảm cho tam sư huynh chúng ta ở đây lâu vậy rồi thời gian cũng không ngắn tất cả hậu cần đều do huynh ấy cung ứng quan hệ với bên trên cũng là do huynh ấy khơi thông cũng chẳng dễ dàng gì có một số việc huynh ấy hẳn rất khó xử cũng không nên trách móc nặng nề làm gì nên nói rằng abbas đang luận rất công bằng không ngờ tát bỉ nghĩ lại giận tím mắt, mở to hai mắt chừng Abbas, cả giận nói. Lão tứ, ý ngươi là gì? Vì sao theo phe nó? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Abbas thở dài, nói. Đại sư huynh đừng hiểu lầm, đệ không phải theo phe tam sư huynh. Nói về tình cảm, đương nhiên tình cảm chúng ta rất thâm sâu. Chúng đệ tuy không phải cùng một tộc, nhưng cũng là một dân tộc. Đệ gia nhập thần giáo, huynh chính là đại sư huynh tình cảm huynh đệ nhiều năm của chúng ta, huynh còn hoài nghi sao? Nghe Abbas nói vậy, sắc mặt tát bỉ nhĩ mới dịu đi, khẽ gật đầu. Đệ chỉ muốn chúng ta làm thành đại sự, hoàn thành kế hoạch của sư phụ, hoàn thành nghiệp lớn thiên thu của thần giáo, chỉ dựa vào chúng ta thì không đủ, còn phải đoàn kết hết tất cả mọi người. Không cần nói Tam sư huynh là đệ tử thần giáo, kể cả Diệp cô Vũ là người ngoài, chúng ta cũng phải nỗ lực cùng gã quan hệ cho tốt, ít nhất là bên ngoài phải tỏ ra là vậy bằng không, bọn họ cũng sẽ không tận tâm tận lực vì thần giáo làm việc. Ai ngờ vừa nhắc tới Diệp Cô Vũ, thần sắc mới dịu đi của Tát Bỉ Nhĩ lại phẫn nộ trở lại, nổi giận đùng đùng nói. Lão Tứ, ngươi đừng có hồ đồ, ngươi tưởng Diệp Cô Vũ là cái loại tốt lành gì đấy hả? Nếu lúc trước y mà không lập huyết khế với sư phụ, không chừng chúng ta đã sớm mỗi người một ngả rồi, thậm chí còn có thể ra tay với chúng ta. Người như vậy, người còn tin tưởng y sao? Abbas không khỏi ngạc nhiên. Tát bỉ nhĩ vẫn tức giận chưa tiêu, nói. Lần đó tới Trấn Dương Tây, có bao nhiêu cơ hội tốt đúng không? Diệp cô vũ được xưng là vua sát thủ, lão nhân trong núi của một thứ gì, sao y không hiểu chuyện mà bắt lấy cơ hội ngàn năm có một chứ? Không ngờ lại cứ thế để nó trôi đi, ai biết y có tâm tư gì, người về sau tuyệt đối phải đề phòng chút, ngàn vạn lần đừng có tin tưởng y. Abbas im lặng không nói gì. Cách nhìn của Tát Bỉ Nhĩ đối với Diệp Cô Vũ có chút kích động, trên đại thể thì cũng không hề ít. Mỗi lần Abbas ở cùng Diệp Cô Vũ trong lòng đều bốc lên một cỗ hàn ý nguy hiểm, cùng Diệp Cô Vũ khách khí, tôn trọng lẫn nhau chẳng qua chỉ là mấy thứ giả vờ này nọ. Người này mới thực sự là, không phải tộc ta, tất có gì, cùng với Tam Sư Huynh không phải là một chuyện. Tam Sư Huynh dù là người Hán, nhưng Abbas tin mọi người đều nhất tề đề vì cùng một mục tiêu lớn. Diệp Cô Vũ thì không chắc lắm đại sư huynh trước mắt chúng ta cứ tận lực lợi dụng y đi dù sao thế lực thiên ưng giáo cũng không hề nhỏ diệp cô vũ cũng rất lợi hại im lặng một lúc abbas thở dài mang theo ý tứ khuyên bảo đó là điều tất nhiên không phải là bất đắc dĩ thì ta cũng không thể cùng y thật sự cạch mặt đợi sau khi sư phụ xuất quan hắn sẽ không dám ngạo khí như vậy nữa abbas liên tục gật đầu nói chắc chắn là vậy rồi diệp cô vũ dù giỏi nhưng trước mặt sư phụ chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật thôi. Đúng lúc đang nói chuyện, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe ô tô, hai đường sáng như tuyết của đèn ô tô dọi thẳng tới đó. Abbas không kìm nôi đứng dậy, nói. Tam sư huynh tới rồi. Tát bỉ nhĩ lạnh lùng, hừ, một tiếng, vững vàng ngồi tại chỗ, cái mông không rời sofa nửa phần. Bất kể thế nào, gã mới là đại sư huynh Tây Ly Giáo, đứng đầu ngũ đại vô thánh. Trừ dung thiên tổ sư, không ai có địa vị trên gã cả rất nhanh bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn khóe miệng abbas nhanh chóng toát lên ý cười khó có thể phát hiện tam sư huynh chính là như vậy vĩnh viễn trầm ổn không chút hoang mang phong độ của tướng lĩnh ở điểm này đại sư huynh kỳ thực kém rất xa chỉ có điều sư phụ đã đem giáo sự ngày thường giao cho đại sư huynh xử lý mọi người đương nhiên phải hết sức phối hợp tam sư huynh cửa phòng khách biệt thự bị đẩy ra, thanh thiên đại tế thi mặc áo giáp kít màu đen xám đi tới, abbas vội vàng gật đầu chào hỏi. tứ sư đệ, tam sư huynh mỉm cười với abbas, sau đó lập tức quay sang tát bỉ Nhĩ, thần sắc trở nên rất trang trọng. xin chào đại sư huynh. ừ, đến rồi thì đi thôi. lúc này tát bỉ Nhĩ mới chậm rãi đứng dậy, thản nhiên gật đầu một cái, lập tức khoát tay, nhấc chân đi tới một bên phòng khách tam sư huynh liền vội vàng hỏi đại sư huynh chúng ta đi đâu vậy gặp sư phụ tát bỉ nhĩ không quay đầu lại chỉ chăm chăm đi về phía trước gặp sư phụ sao sư phụ đã xuất quan rồi ư tam sư huynh chấn động ngay sau đó trên mặt liền lộ ra thần sắc vui mừng ánh mắt không kìm nổi mà nhìn về phía abbas dường như muốn y chứng thực tin tức này là thực hay giả abbas nhún nhún vai lắc đầu ra hiệu mình cũng không rõ ràng Tát bỉ nhĩ đẩy một cái cửa bên hông phòng khách, đi vào. Tam sư huynh bất đắc dĩ cùng áp bát đuổi theo. Cánh cửa sườn mở ra, bên trong là một hành lang giống phòng khách, trên hành lang cũng phủ thảm dày vàng óng, được làm thủ công rất tinh xảo. Ngôi biệt thự được phối trí trang hoàng vô cùng xa hoa. Nếu nơi này là nơi, rừng chân của dung thiên tổ sư, tam sư huynh tự nhiên muốn tận tâm cung phụng, như phụng dưỡng ân cha mẹ. Hai bên hành lang đều có hai cửa phòng. Tát bỉ nhĩ đẩy cánh bên phải phòng thứ hai đi vào, tam sư huynh cùng Abbas im lặng đuổi kịp, bất trí nhất từ. Hiển nhiên, bọn họ biết sau khi bước vào cánh cửa đó sẽ thông tới nơi nào. Xem bên ngoài căn phòng là một phòng ngủ bình thường, nhưng mở ngăn tủ cửa ngầm không ngờ còn lộ ra một thông đạo. Ba người cùng bước vào thông đạo ngầm, Abbas rất cẩn thận đem tủ âm tường cửa ngầm giấu đi rất kỹ. Bộ phận ngầm của biệt thự và bộ phận trên mặt đất xây dựng giống nhau, vô cùng đại khí, thô kịch chỉ e diện tích tầng hầm ngầm so với diện tích xây dựng trên mặt đất nhỏ hơn nhiều. Tầng hầm ngầm vô cùng khô ráo, thoáng gió, ánh sáng mờ tỏ, đi ở bên trong không có chút mùi lạ nào. Ba người tát bỉ nhĩ vừa chuyển qua thông đạo ngầm thứ nhất, lập tức có hai gã áo bảo trắng cúi người kính cẩn chào bọn họ. Bái kiến ba vị đại tế ti. Hai gã nam tử này ước chừng 30 tuổi, ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻ mặt dũng mãnh, bên hông rắt loan đao, tất nhiên chính là cảnh vệ tầng hầm ngầm. Tát bỉ nhĩ tùy ý khoát tay áo coi như đáp lễ. Abbas vỗ vỗ bả vai hai gã cảnh vệ, lộ ra vẻ tươi cười cổ vũ. Abbas là quản lý, lực lượng vũ trang của Tây Ly Giáo, rất có nghề chỉ huy cấp dưới. Mấy gã cảnh vệ này quanh năm chỉ được dừng lại tầng hầm ngầm chật hẹp nhỏ bé này của biệt thự, khó tránh khỏi hầm hực. Lúc này cổ vũ một chút thì cũng rất đáng quý. Ngạo khí cao cao tại thượng của Tát Bỉ Nhĩ, từ sâu trong nội tâm của Abbas rất không ủng hộ. Quả nhiên, trên mặt của hai gã cảnh vệ liền lộ ra vẻ cảm kích, sẵn sàng vì đại tế ti mà quên mình phục vụ. Tam sư huynh thì không tỏ vẻ đặc biệt gì với hai gã cảnh vệ, chỉ quay đầu liếc áp bát một cái tỏ ý khen ngợi. Rõ ràng ở điểm này bọn họ rất giống nhau. Tầng hầm ngầm không chỉ có một tầng, ba người vòng qua góc, đi dần xuống thấp. Không giống, tường hòa an nhiên, xây dựng trên mặt đất của biệt thự, tầng hầm ngầm canh phòng rất nghiêm mật, dọc đường ít nhất phải trải qua ba đợt minh chạm canh gác, hai ám đổi, mới đi được tới cuối hành lang, dừng lại trước cửa lớn bằng gỗ lim xem chừng vô cùng nặng. Vừa tới trước cánh cửa, ngay cả ngạo khí của Abbas cũng phải kiềm chế xuống, đổi thành thần sắc vô cùng kính cẩn, ba người đồng loạt để hai tay giao nhau trước ngực, cúi người thật sâu xuống. Bái kiến sư phụ, chương 307, dung thiên tổ sư các người đều đến rồi hả? Sau một lúc, từ trong mật thất truyền tới một âm thanh giả nua, trung khí vô cùng mãnh liệt. Nét mặt Tát Bỉ Nhĩ lập tức lộ rõ sự vui sướng, một tay lần nữa lại xoa ngực bái một cái, thanh âm cung kính. "Chúc mừng sư phụ, thân thể người đã quá tốt rồi. Thời gian sư phụ bế quan, chúng con đều rất lo lắng." Lời này cũng không tính là vuốt mông ngựa, lòng trung thành của Tát Bỉ Nhĩ đối với Dung Thiên Tổ sư rất chân thật, ai cũng không nghi ngờ. Sau khi bế quan 9 tháng, Dung Thiên Tổ sư rốt cục cũng cho truyền ba vị đệ tử thân truyền bọn họ, đó thực sự là một tin tức tốt lành. Căn phòng dưới đất này, nguyên bản chính là xây dựng để tu luyện. Thậm chí ngôi biệt thự cũng được xây ở khu vực tốt nhất Tây Sơn, linh khí ngầm rất dồi dào. Sau khi Dung Thiên Tổ sư đi vào, gian phòng lớn nhất tầng hầm được tiến hành cải tạo lại. Dung Thiên Tổ sư tự mình bày ra pháp trận, tu luyện tại căn phòng bí mật này. Từ khi cùng Tiêu Phàm giao thủ, Dung Thiên Tổ sư bị trọng thương nôn ra máu, sau đó liền lập tức vào căn phòng bí mật bế quan tĩnh dưỡng suốt 9 tháng trời. Đây là lần đầu tiên từ lúc đó Dung Thiên Tổ sư triệu hồi đệ tử. Trước đó, Dung Thiên Tổ sư chỉ thông qua điện thoại thông báo trong một thời gian ngắn hãy đem mấy đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống vào mật thất. Trừ lần đó ra tuyệt đối không có tin tức gì khác, hoàn toàn không nghe được thêm tin tức gì. Tát Bỉ Nhĩ, ngươi cho rằng sư phụ suy nhược tới mức ấy sao? Một lần đấu pháp như vậy có thể khiến nguyên khí của ta đại thương, cần tới 9 tháng để hồi phục sao? Mật thất chìm vào trong trầm mặc một lát sau đó dung thiên tổ sư lãnh đạm hỏi tát bỉ nhĩ giật mình kinh hãi vội vàng kính cẩn đệ tử không dám con chỉ là lo lắng cho thân thể sư phụ mà thôi tát bỉ nhĩ rất tôn thờ sư phụ trong sâu nội tâm lại không hề sợ hãi nói tiếp như minh chứng lòng không cầu lợi với thiên địa gã đối với sư phụ rất trung thành và tận tâm cho tới giờ gã cũng không quan tâm sư phụ có cái nhìn không tốt đối với mình không cho dù thực sự phạm sai lầm Tát Bỉ Nhĩ cũng chỉ là vô tình, không phải là cố ý ngỗ ngược với sư phụ. Đối với lời nói của Tát Bỉ Nhĩ, Dung Thiên Tổ sư từ chối cho ý kiến, liền rời đề tài, hỏi. Chuyện của người đó điều tra tới đâu rồi? Chuyện liên quan tới tiêu phàm, Tát Bỉ Nhĩ vẫn chưa báo cáo với sư phụ, sợ quấy giày tu luyện của sư phụ. Trong lúc tu luyện tối kỵ cảm xúc dao động, hiện tại Dung Thiên Tổ sư đã chủ động hỏi, tự nhiên sẽ không thể giấu nữa, Tát Bỉ Nhĩ cúi đầu nói, "Sư phụ, đã tra được rồi ạ." À. Người đó tên Tiêu Phàm, cháu trưởng Tiêu gia, làm trong phòng tôn giáo quốc gia. Tiêu Phàm còn là trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn nữa ạ? À. Trưởng môn phái vô cực môn ư? Dung Thiên Tổ sư giật mình kinh ngạc nói. "Vâng, thưa sư phụ, tình hình là do Diệp Cô Vũ nói ra, chúng con đã xác minh đúng là sự thật." Sư phụ của Tiêu Phàm chính là Triệu Chỉ Thủy, hắn cũng là đệ tử cuối cùng của Triệu Chỉ Thủy. Tát bỉ nhĩ cẩn trọng nói, trong mật thất lại rơi vào yên lặng. Tát bỉ nhĩ, tam sư huynh, Abbas liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Sau một lúc, dung thiên tổ sư nói, nếu là Diệp cô vũ nói thì là sự thật không thể nghi ngờ rồi. đệ tử cuối cùng của triệu chỉ thủy sao? nói vậy thì triệu chỉ thủy còn sống ư? Tát bỉ nhĩ trần trừ nói, việc này con cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong thời gian này cũng không nghe qua thấy sự xuất hiện của Triệu Chỉ Thủy. Lão ta còn sống hay không, Diệp Cô Vũ cũng không thể khẳng định. Hừ, cho dù lão ta còn sống, cũng chỉ là hơi tàn, chẳng lẽ còn có thể giúp được đệ tử cái gì nữa? Nếu ta nhớ không lầm, Triệu Chỉ Thủy năm nay cũng phải 110 tuổi. Ở tuổi như vậy, cho dù là trưởng giáo tổ sư vô cực môn thì cũng làm được cái gì nữa? Dung Thiên Tổ sư hừ lạnh một tiếng, nói: Trước đó ngữ điệu của Dung Thiên Tổ Sư vẫn rất trầm ổn, không chút gợn sóng, nhưng vừa nhắc tới Triệu Chỉ Thủy, giọng điệu trở nên đại biến, dường như trong tức khắc bị kích động. Có lẽ giữa Triệu Chỉ Thủy và lão ta từng có lúc đụng độ, hơn nữa chẳng phải là ký ức vui vẻ gì. Tát Bỉ Nhĩ rất đồng tình, liên thanh phụ họa. Sư phụ nói rất đúng, con cũng cho rằng như vậy. Cho dù Triệu Chỉ Thủy còn sống cũng không phải là uy hát yêu ta ép gì đối với chúng ta nói không chừng cả đám đệ tử còn phải theo sau chân nữa kia. Tam sư huynh vẫn giữ im lặng bỗng nói. Sư phụ, theo con được biết thì vô cực môn có rất nhiều đệ tử, nếu không gặp phải tai họa bất ngờ thì đều có thể sống tới hơn 100 tuổi. Giống như yêu nghiệt cá biệt vậy, còn có thể cùng người đấu pháp. Người nghe ai nói? Không đợi dung thiên tổ sư mở miệng, tát bỉ nhĩ đã mở miệng trước, rất không vui hỏi. Diệp cô vũ, tát bỉ nhĩ hừ mạnh một tiếng, dường như muốn hung hăng bác bỏ lời nói tới miệng lại nuốt trở lại giống như gã vừa rồi cũng nhắc tới diệp cô vũ tiêu phàm là trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn đều do diệp cô vũ cung cấp cả dung thiên tổ sư hỏi diệp cô vũ tới lúc nào ai mời y tới không ai mời cả y tới một tháng trước là do y tự tới vừa tới đã khiến mọi việc làm hư một hồi tát bỉ nhĩ hầm hừ nói thanh âm của dung thiên tổ sư bình tĩnh trở lại không sợ hãi hỏi y làm hỏng chuyện gì tát bỉ nhĩ lập tức đem chuyện đánh lén của đoàn khổng tước báo với sư phụ sư phụ con cho rằng diệp cô vũ trở về lần này rất có vấn đề với tiêu chuẩn của thiên ưng y làm sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy được y cũng không phải không biết tình hình của tiêu phàm không ngờ phái sát thủ đi lại bị dính phải sự bảo vệ tiêu phàm rất nghiêm mật của đoàn khổng tước cái này không phải là cố ý mật báo cho tiêu phàm sao Tát bỉ nghĩ lập tức nói ra phán đoán của mình. Dung Thiên Tổ sư không vội vã kết luận, trầm ngâm nói: Hai người các ngươi thì nghĩ sao? Tam sư huynh và Áp Bát liếc nhau một cái. Tam sư huynh nói: Sư phụ, con đồng ý với ý kiến của đại sư huynh. Diệp cô vũ trở về quả thực có chút khả nghi, con nghi ngờ y không phải đến giúp bang phái chúng ta mà còn có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác ư? Vậy ngươi cho rằng Diệp cô vũ mưu đồ cái gì? dung thiên tổ sư trầm giọng hỏi tam sư huynh ngẫm nghĩ một lát nói mưu đồ của y là gì con tạm thời vẫn chưa thể khẳng định nhưng lần này chúng ta vẫn chưa cầu viện thiên ưng mà y đã tự mình tới rồi con cảm thấy y hơi nhiệt tâm quá mức abbas cũng nói sư phụ căn cứ của chúng ta ở thiên ưng truyền tới tin tức mấy năm nay diệp cô vũ không chỉ một lần lén tới châu á mỗi lần đều hành động rất bí ẩn chỉ đem theo vài tên thân cận thậm chí mấy tên trưởng lão chủ chốt của thiên ưng cũng không biết y trở về hoa hạ rốt cuộc là muốn làm gì dung thiên tổ sư nói chuyện của diệp cô vũ các ngươi không cần quản nhưng mà sư phụ à tát bỉ nhĩ vội vàng nói dường như muốn biểu đạt ý không đồng tình trong suy nghĩ của tát bỉ nhĩ sự nguy hiểm của diệp cô vũ không thua kém tiêu phàm chỉ bởi vì tiêu phàm được xếp là kẻ thù trong khi diệp cô vũ dung thiên tổ sư lại đưa y trở thành người một nhà tát bỉ nhĩ, nói thêm chút tình hình của tiêu phàm đi. Dung thiên tổ sư đã cắt đứt suy nghĩ của tát bỉ nhĩ, thản nhiên nói. Ba người tát bỉ nhĩ vẫn đứng ngoài mật thật, vẫn đối thoại cách cửa như vậy, dường như dung thiên tổ sư không có ý cho các đệ tử đi vào. Vâng, thưa sư phụ. Tát bỉ nhĩ không dám cưỡng lại lệnh của dung thiên tổ sư, một tay xoa ngực, bái một cái. Căn cứ theo tình hình mà phân tích thì tiêu phàm bị thương rất nặng. Sau lần cùng sư phụ đấu pháp, Ước chừng hắn đã biến mất khỏi thủ đô nửa năm, ngay cả Tết âm lịch cũng đón ở ngoài. Đầu xuân năm nay, hắn mới trở lại thủ đô, người này vô cùng giáo hoạt, trước khi rời thủ đô còn bố trí rất nhiều mê trận, ẩn giấu thân phận thật sự của mình. Cho tới giờ, chúng ta vẫn chưa biết hắn chữa thương tại đâu. Tuy nhiên, sau khi hắn trở về thủ đô, hoạt động khá nhiều, thường xuyên xuất hiện ở mấy khu ăn chơi. Lúc trước còn dây dưa không rõ với một nữ nhân người Nga nữ nhân người Nga kia chịu sự khống chế thi đấu trong vũ đội, viễn đông chi hổ, hát trong quán bar. Vì người phụ nữ này mà tiêu phàm còn thi đấu sống mái với một tên thủ hạ. Hiện tại nữ nhân da trắng kia đã rời khỏi quán rượu, không biết ở nơi nào nữa. Không lâu sau đó, tiêu phàm cùng truyền nhân cơ khinh xa của phái hòa lạc cũng thường xuyên liên hệ, còn đội trộm mộ yên chi đại đương ra hiện tại đớn nát ở cùng một chỗ với tiêu phàm. Xem chừng quan hệ rất mật thiết, không chừng giữa họ chính là quan hệ nam nữ tát bỉ nhĩ báo cáo rất quy củ rất nhiều chỗ đều dùng thuật ngữ tiêu chuẩn chiều qua tiêu phàm đi tần quan và đi cùng hắn là ba nữ nhân đi tần quan sao vâng thưa sư phụ bọn họ đi tần quan làm gì tát bỉ nhĩ lắc đầu nói tạm thời không rõ ràng lắm nghe nói là muốn tìm ít văn chương thất lạc của phái vô cực môn bọn chúng dung thiên tổ sư trầm mặc một lúc hỏi tát bỉ nhĩ những tin này là do ai cung cấp cho ngươi Đông Phương, là ngươi phải không? Cái gọi là, Đông Phương, chính là cách gọi của Dung Thiên Tổ Sư với đệ tử thứ ba của mình. Tam Sư Huynh Vái lại nói. Sư phụ, có một chút tình báo là do con cung cấp, một chút thì là do Diệp Cô Vũ cung cấp. Diệp Cô Vũ cũng có biện pháp biết được hành tung của tiêu phàm. Dung Thiên Tổ Sư lãnh đạm nói. Một thứ gì gợi yêu ta ít người là nghề, ở phương diện theo dõi hẳn có chỗ đặc biệt. Nếu ngay cả mục tiêu đều không tìm ra, bọn họ làm sao có thể đảm bảo xác suất ám sát thành công chứ đúng vậy ạ à, thưa sư phụ tam sư huynh lại cúi đầu kính cẩn nói tuy rằng trong nội tâm y cũng không hoàn toàn đồng ý với suy đoán của dung thiên tổ sư diệp cô vũ dường như còn những thứ khác để theo dõi tiêu phàm nhưng lúc này gã cũng không có ý định tiếp tục thảo luận vấn đề này trong thời gian này các ngươi làm việc không tệ nhất là tát bỉ nhĩ cực khổ cho ngươi rồi tạ ơn sư phụ khích lệ Đệ tử không cực khổ, những thứ này đều thuộc bổn phận công việc. Tát Bỉ Nhĩ lập tức tươi cười, mặt mày hớn hở. Được rồi, các người đi trước đi, phải chặt chẽ chú ý tới tiêu phàm, đi xem xem có thể tìm cách thông qua hắn tìm được triệu chỉ thủy hay không. Điểm này rất quan trọng, ta đang luyện một loại tân pháp, cần phải thêm chút nữa mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong thời gian ta bế quan này, vẫn do Tát Bỉ Nhĩ chủ trì toàn cục, Đông Phương, Abbas hỗ trợ. Vâng. Thưa sư phụ. Ba người đồng loạt khom người. Mặt khác, Tát Bỉ Nhĩ, người thông báo cho Diệp Cô Vũ, bảo y giờ tí ngày mai đến nơi này của ta một chuyến. Vâng, sư phụ. Tát Bỉ Nhĩ thoáng sửng sốt, cung thanh đáp ứng. Chương 308, có mắt mà không thấy Thái Sơn đại hội giám bảo được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Vương Triều Đại Đường. Nhạc Thanh rất có chữ tín, Tiêu Phàm Như Nguyện đã lấy được thư mời của đại hội giám bảo, là do Nhạc Thanh tự tay mang tới giao cho Uyển Thiên Thiên lần nữa thanh minh đây chính là ý của Lê Thiếu, vị huyền tiểu thư mà cống hiến sức lực là vinh hạnh của Lê Lạc. Hơn nữa, Lê Lạc so với nhà giàu mới nổi Lang Ngọc Đình kia có chút khác nhau. Chuyện này mà đặt lên người Lang Ngọc Đình thì không biết phải tốn bao nhiêu mỏ sắt nữa. Bản thân Lê Lạc không lộ diện, chỉ cho nhạc thanh đem thư mời tới đã chứng tỏ thân phận nhất đẳng của đại thiếu. Tất nhiên tiêu phàm không quan tâm, bất kể là Lang Ngọc Đình hay Lê Lạc đều không được đặt trong mắt tiêu phàm nhưng đối với đại hội giám bảo này tiêu phàm rất có hứng thú. Trong nhà ăn khách sạn dùng xong bữa tối, tiêu phàm liền đứng dậy đi tới đại sảnh, ba cô gái thì đi theo sau. Tân Lâm vẫn mặc áo phông trắng, quần bò, tóc xóa ngang vai, trang điểm rất nhẹ, đơn giản mộc mạc. Đường Huyên thì mặc tây trang, tóc búi lên rất tinh xảo, mang đậm bộ dạng của thành phần mỹ nữ tri thức. Còn Uyển Thiên Thiên thì mặc áo màu đen cánh rơi, phía dưới là váy ngắn in hoa hồng thật lớn, hai đùi thon dài thẳng tắp, trắng nón, có thể nói là không chút tỉ vết, đẹp tới mức cực hạn, dù đi tới chỗ nào cũng thu hút vô số ánh mắt kinh diễm của nam nhân. Vừa mới ra khỏi nhà ăn liền xuất hiện vấn đề. Một bóng người xông ra, mang theo một luồng gió mạnh mẽnh liệt sông về phía bọn họ. Mặc dù người này rất khí thế, nhưng ánh mắt của đám người tiêu phàm là loại nào chứ? Liếc mắt một cái liền nhận ra, tên vừa vào tới không ngờ chính là Lang Ngọc Đình. Vóc dáng Lang Ngọc Đình không tinh xảo, hùng hục mấy trăm mét mà sông lên thì cũng có một chút khí thế. Nhưng Lang Ngọc Đình không có khả năng tiếp cận được tiêu phàm. Hàn quang chợt lóe Bên tai Uyển Thiên Thiên thoáng qua một âm thanh bén nhọn, lông mày xinh đẹp được kẻ đen của Yên Chi nhẹ nhàng nhếch lên, liếc mắt nhìn Tân Lâm một cái. Tuy nội lực của Uyển Thiên Thiên đang bị phong bế không thể cùng người khác động thủ, nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Thân được xưng là nữ mà đầu đứng đầu mấy tỉnh phương Bắc, truyền nhân phái Yên Chi, Uyển Thiên Thiên đương nhiên có thể nghe ra đây chính là âm thanh của ám khí phá không. Hơn nữa còn là loại châm ám khí rất nhỏ. Uyển Thiên Thiên biết rõ, ám khí càng nhỏ thì càng khó nắm bắt trong tay. Nhất là loại ám khí ngân châm, bởi bản thân nó cực kỳ nhẹ, nếu muốn bắn ra để đả thương người phải cần một động năng cực lớn. Hiện nay, phó thuật suy vi, không cần nói tới ám khí ngân châm, người có thể chơi giao tốt cũng không nhiều. Mắt thấy Tân Lâm cũng không có làm động tác gì lớn chỉ có cổ tay nhẹ nâng lên, ám khí kia liền bay ra ngoài có thể thấy được đàn chỉ thần công của cô đã tu luyện tới cảnh giới vô cùng cao thâm. Trên mặt Tân Lâm không chút sợ hãi, đối với ánh mắt của Uyển Thiên Thiên coi như không nhìn thấy. Mấy ai biết trong nháy mắt, Tân Lâm kỳ thực đã đem tất cả mọi người quanh thân quét qua một lượt, bao gồm cả mấy lối đi, cũng không thể tránh được đôi mắt của Tân Lâm. Thân là vệ sĩ bên người, Tiêu Phàm đối với việc sử dụng mấy kỹ năng này cô đã sớm làm cực lưu loát. Tiếp đó chính là những tiếng vang liên tiếp, nam nữ kinh hô ở bên trong, Lang Ngọc Đình kêu tới long trời lở đất, giống như tuấn mã đang phi nhanh thì bỗng nhiên vấp phải dây thừng ngáng chân, dừng chân không kịp ngã mạnh ra ngoài. Bịch. Ngay sau đó, Lang Ngọc Đình ngã gục, chụp ếch một cái thật mạnh. May mà thảm của khách sạn vương triều đại đường đủ dày, chất lượng đủ dai, bằng không Lang Tổng vừa rồi đã đầu rơi máu chảy rồi, không may thì ngay cả răng cửa cũng bị rụng vài cái. Dù là vậy, nhưng Lang Ngọc Đình vẫn chật vật không chịu nổi, gục mãi ở đó, lầm dầm gì đó, sau một lúc lâu vẫn không đứng dậy được. Lang Tổng hiện giờ phải nếm đau đớn không ít, toàn thân không có chỗ nào không đau. Tiên sinh, tiên sinh, ngài đừng vội vã như vậy chứ. Rất nhanh sau đó, có hai gã nhân viên phục vụ chạy tới đỡ Lang Ngọc Đình dậy, rất quan tâm hỏi han. Tiên sinh, ngài bị thương chỗ nào? Có cần gọi xe cứu thương không? Lang Ngọc Đình lắc đầu liên tục, nhẹ răng nhếch miệng một hồi mới nói được một hơi, đừng lo, đừng lo, là tôi chạy nhanh quá, không cẩn thận bị ngã, cảm ơn, cảm ơn. Tiên sinh, thực sự không cần sao, hay cứ gọi xe cứu thương nhé. Không cần, không cần, không sao đâu, không sao thật mà. Lang Ngọc Đình xoay người, dùng sức xoa nhẹ đầu gối vài cái, rồi lại gấp gáp ngẩng lên nhìn đám người uyển thiên thiên, vốn là đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại bày ra vẻ mặt tươi cười, ra sức đứng thẳng đẩy hai gã nhân viên phục vụ sang một bên, khập khiếng đi về phía họ. Uyển tiểu thư, Uyển tiểu thư, rất xin lỗi, rất xin lỗi, đều là lỗi của lão lang tôi, Ngọc lang đình tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội quý nhân, tôi tới bồi tội với tiểu thư đây, rất xin lỗi, rất xin lỗi, là tôi mắt mù, tôi chính là một người mù. Lang Ngọc Đình cà nhắc đi tới trước mặt Uyển Thiên Thiên, cúi người thật sâu, luôn miệng nói bồi tội xin lỗi, nói liên miên không dứt thậm chí không ngại cả đống người nhìn thấy, giơ tay lên, ba, ba, hai tiếng, không nhẹ không nặng tự tát mình hai cái. Từ thanh âm và vẻ mặt của lão có thể thấy lang tổng hiện tại nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt nhìn Uyển thiên thiên vô cùng đáng thương, mang theo sự cầu khẩn buồn bã vô tận và ý cầu xin tha thứ. Huyền thiên thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, mắt đen lung liếng mở to chừng lê lạc. Lê lạc đúng lúc ấy xuất hiện, mỉm cười chào hỏi với Uyển Thiên Thiên. Có điều vẻ đắc ý trên mặt khó có thể giấu đi, dường như bản thân mới hoàn thành một đại sự khó lường. "Uyển tiểu thư, rất xin lỗi, rất xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi một lần này thôi. Chỉ cần có thể bảo vệ công ty của tôi, Uyển tiểu thư chính là đại ân nhân của tôi, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm tạ." Nhìn ánh mắt của Uyển Thiên Thiên không đặt lên mình dù chỉ một chút, Lê Lạc rất nóng mắt, khom dạp người hướng về Uyển Thiên Thiên, Tốc độ xoay người cực nhanh, làm cho mọi người không khỏi có chút lo lắng cho cái eo của y, vạn lần đừng có rắc rắc, một tiếng mà cắt thành hai đoạn. A, à, đây không phải là Lang tổng tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan sao? Đúng rồi, hình như là ông ta, thế này là sao? Đắc tội với ai mà phải khẩn trương như vậy? Vị này là Uyển tiểu thư, là người thế nào a? À? Xinh đẹp thật đấy. Lang Ngọc Đình ở trước mặt Lê thiếu cái gì cũng không tính nhưng cũng là khách quen của khách sạn vương triều đại đường người này bình thường rất hay đắc ý làm việc rất đường hoàng khách nhân xung quanh không ít người quen biết lão thấy tình hình như vậy lập tức tiếng nghị luận rầm rì nổi lên bốn phía còn có người giơ tay chỉ trỏ mang theo ý tò mò vô cùng những tiếng nghị luận đó đều lọt vào tai lang ngọc đình lão chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng sộc thẳng lên đầu trong óc ầm ầm rung động khuôn mặt gầy chướng đến đỏ bừng hận không thể tìm một cái lỗ nứt mà chui vào lang tổng, ai đeo chuông thì người đó phải cởi. Tôi không có hứng thú gì với công ty khai thác mỏ gì gì đó của ông. Bị nhiều người chăm chú nhìn, lang tổng vẫn cố cắn răng gắng ngược, uyển đại đương ra không vui, liếc mắt nhìn lang ngọc đình một cái, không mặn không nhạt nói, con mắt hạnh nhân xinh đẹp hơi nhíu phun ra một đạo hàn quang. Cuối cùng bà cô này đã chịu mở miệng, lang ngọc đình vui mừng quá đỗi, liên tiếp cúi đầu, lắp bắp nói. Uyển tiểu thư, thật sự xin lỗi, rất xin lỗi, 12 vạn lần xin lỗi cô tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn hừ huyền thiên thiên hừ nhẹ một tiếng đưa tay rừng lang ngọc đình eo nhỏ uốn éo dày da dê màu hồng dẫm nát sắc vàng trên thảm bước nhanh về phía lê lạc đang trốn một bên xem náo nhiệt khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng sương lạnh xem ra nữ ma đầu thực sự rất tức giận nhìn bộ dáng của huyền thiên thiên như vậy một gã đàn ông cao không nhịn được tiến lên một bước đứng chắn trước nửa người lê lạc một cô gái mặc trang phục công sở vẻ mặt khẩn trương nhìn nhanh tới uyển thiên thiên tuy rất khẩn trương nhưng lại mang che giấu một tia tò mò mỹ nhân tri thức này và tên đàn ông cao kia hẳn là tùy tùng của lê lạc không hề nghi ngờ mỹ nhân tri thức kia cũng nhìn ra lê lạc và vị mỹ nữ trước mặt kia dường như đã xảy ra chút chuyện uyển thiên thiên dừng bước trước mặt lê lạc lạnh lùng hừ một tiếng uyển tiểu thư lại gặp lại rồi lê lạc khẽ vươn tay đem người đàn ông trước mặt đẩy sang một bên, cười nói. Chỉ có điều hàn quang trong mắt huyền thiên thiên rất nặng, Lê Lạc có chút không chịu nổi, không thể không đem ánh mắt mình rời sang một chút. Lê Công Tử, đã lớn vậy rồi còn thích chơi loại trò trẻ con này sao? Chơi vui lắm hả? Ấu trĩ thật đấy. Huyền thiên thiên lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, eo thon lại xoay, bỏ lại vẻ mặt sướng sờ của Lê Lạc rơi xuống đâu đó, xoay người rời đi. Đi thôi. Từ đầu tới cuối, Tiêu Phàm vẫn không nói một lời, thần sắc trên mặt rất bình thản, tựa hồ đối với trò khôi hài trước mắt không có nửa phần thưởng thức. Uyển Thiên Thiên vừa tới, liền thản nhiên nói một câu, nhấc chân đi vào thang máy xuống đại sảnh đa chức năng. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đi theo phía sau, Lê Thiếu cũng được, Lang Ngọc Đình cũng được, đều không cần để ý tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bóng lưng của bốn người. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Lê Lạc đã sớm biến mất không bóng dáng một cỗ vừa thẹn vừa giận dâng lên cánh tay phải run run gắt gao nhìn bóng lưng của đám người tiêu phàm trong mắt trào lên một ngọn lửa âm u thật đúng là không nể tình được nữa rồi chỗ khác không dám nói trên đất cố đô này thể diện của lê thiếu thực sự rất quý giá nhiều năm như vậy không có ít người đã từng đối nghịch với lê thiếu nhưng những người đó không ai có kết quả tốt cả kết cục nhất định sẽ rất khó coi cho xem lan ngọc đình như vậy đã được coi là vô cùng may mắn rồi cuối cùng lão vẫn chưa được coi là thực sự đắc tội lê thiếu, nhiều nhất chỉ là có mắt như mù mà thôi. Nhưng tiêu phàm này, lại còn có cả uyển thiên thiên nữa, không để lại chút thể diện nào cho lê thiếu. Được, rất được, vô cùng được. Sau một lúc, lê thiếu cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ. chương 309, Sĩ Diện Tại sảnh lầu ba khách sạn Vương Triều Đại Đường, sự trang trí tinh xảo không nói ra được, khách sạn cố đồ bậc nhất quả là có chút khác so với địa khí mấy khu khác. Sảnh truyền thông giờ phút này đã sớm tiến hành xong bố cục đại hội giám bảo. Hội trường đại hội giám bảo này so với cảnh tượng trên TV không khác nhau lắm, rất nhiều chỗ ngồi sắp thành hình bán nguyệt, hướng lên bục khán đài. Chỗ ngồi vòng bán nguyệt còn chia ra thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu ước chừng có thể chứa được 5 người, cái bàn ở giữa thì bày tự thư viết dãy xô Ả Rập. Bảo an thì được bố trí khá nghiêm mật. Tuy bảo an đều rất nho nhã lễ độ, rất có giáo dưỡng, nhưng không có thư mời tuyệt đối không được vào hội trường. Dựa theo quy tắc hội trường, cùng với đại hội giám bảo hay nói thẳng chính là một hội bán đấu giá. Căn cứ theo mấy đại hội giám bảo trước thì mỗi đại hội đều xuất hiện bảo vật quý hiếm, thậm chí còn có bảo vật cấp quốc gia với giá bán trên trời. Bởi vậy, bảo an ở hội trường phải nghiêm mật một chút cũng là điều đương nhiên. Tất nhiên văn vật phải có lai lịch trong sạch nếu là hàng lậu mà tới đại hội dám bảo khoe khoang thì chính là tự tìm phiền toái rồi. Quyền thiên thiên giao cho nhân viên bảo an kiểm tra thư mời, là số 31. Có hơi chút bất ngờ chính là bảo an vừa thấy số này liền tươi cười, đối với bọn họ khách khí gấp đôi, tự mình dẫn dắt bọn họ tiến vào đại sảnh, đi vào chỗ ngồi số 31. Quyền thiên thiên lúc này mới phát hiện, số 31 là số lớn nhất của cả hội trường, hơn nữa vị trí cũng là mới bổ sung thêm, Xem ra đây là do Nhạc Thanh vì bọn họ mà cố ý sắp xếp. Đại hội giám bảo vốn chỉ có 30 tòa đầu, thư mời trong tay Nhạc Thanh đã phát hết ra ngoài, những người đó không phải là khách quý bình thường, không thể lấy lại được, Lê thiếu lại dặn nhất định phải làm cho được, thế nên Nhạc Thanh chỉ có thể ở ngoài 30 tòa đầu, tạm thời tăng thêm một số 31. Mặc dù là tạm thời tăng thêm tòa đầu nhưng so với tòa chính thức thì cũng không kém, bất kể là quy cách hay cấp bậc đều rất giống với những tòa khác chỉ có điều vị trí hơi nhích sang bên một chút, điều này cũng không có cách nào khác. Bảo An hiển nhiên trước đó đã được nhạc tổng đặc biệt dặn dò, vì vậy vừa mới thấy thư mời số 31 liền đặc biệt khách khí. Tiêu Phàm ngồi xuống giữa, Uyển Thiên Thiên rất tự giác chờ Tân Lâm ngồi xuống trước, bên người Tiêu Phàm có hai vị trí, Uyển Thiên Thiên đem quyền ưu tiên tặng cho Tân Lâm. Tân Lâm không nói tiếng nào ngồi ra bên rìa. Thấy tình hình như vậy, Uyển Thiên Thiên rất tự nhiên nói với Đường Huyên nhị tỷ ngồi vào thôi như vậy thì đường huyên ngồi bên phải tiêu phàm uyển thiên thiên ngồi bên trái tân lâm ngồi ngoài rìa lúc này công lực uyển thiên thiên hoàn toàn biến mất tự nhiên sẽ được coi là đối tượng bảo hộ tân lâm đường huyên một trái một phải bày ra trận thế phòng ngự đơn giản mặc dù nói là võ công của đối tượng được bảo hộ của tiêu phàm thậm chí còn trên cả tân lâm và đường huyên nhưng đó là một chuyện bất cứ chỗ nào tân lâm chưa bao giờ quên chức trách của mình chỉ thủy tổ sư và thất diệu cung chủ bảy năm ước hẹn cũng đã trôi mất nửa thời gian rồi. Tiêu Phàm và Tân Lâm rất điềm tĩnh, Đường Huyên cũng mỉm cười ngồi xuống, không nhiều lời, duy chỉ có Uyển Thiên Thiên khá hưng phấn, không nhịn được đứng thẳng đánh giá tình hình hội trường. Thời gian bọn họ ăn cơm tương đối muộn, lúc này hội trường đã ngồi khá đông đủ khách khứa. Với cùng cảnh tượng nhìn thấy trên TV, đại hội giám bảo của khách sạn Vương triều đại đường quy mô còn đa dạng hơn khách nhân trong hội trường này vừa nhìn đã thấy không ít người giàu có. Cách ăn mặc cũng không nói lên nhiều nhưng loại khí độ sung mãn tự tin này bất kể thế nào cũng không thể nào giả được. Trong người không có hàng hoặc trong người không có tiền mặt thật nhiều thì không dám tự tin như vậy. Người bình thường cũng không có tư cách tham gia đấu giá ở đại hội đồ cổ này. Trên khán đài xếp một hàng ba bậc đầu, hẳn là giám khảo. Hai người nam nữ trẻ tuổi mặc lóng lánh tay cầm mic đứng ở một bên, hẳn là người chủ trì đấu giá đại hội giám bảo chưa chính thức bắt đầu, chỗ trên tòa đầu khán đài vẫn trống không. Nhân vật quan trọng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Rất nhanh, đồng hồ đã chỉ tới 7 giờ 30. Âm nhạc dễ nghe vang lên, thanh âm của người chủ trì rất mãnh liệt, ba vị chuyên gia giám bảo cuối cùng cũng nối đuôi nhau từ hậu trường ra. Ba vị chuyên gia này đều là nam nhân, tuổi từ 40 đến 60, mang bộ mặt mỉm cười, mặt mày hồng hào khí độ, nhìn qua đều là chi sĩ uyên bác bụng đầy thi thư uyển thiên thiên bỗng nhẹ nhàng cười cái đầu nhỏ xinh đẹp đưa tới trước mặt tiêu phàm hạ giọng nói anh thấy không người ở giữa đeo kính mắt ấy chính là ông chủ thiên bảo trai nam thúc đồng tiêu phàm khẽ mỉm cười gật gật đầu nói cũng có điểm giống uyển thiên thiên không khỏi ngạc nhiên cái gì mà có điểm giống ông ta chính là ông chủ thiên bảo trai chẳng lẽ anh thấy ông ta là giả sao tiêu phàm cười nói người tất nhiên không phải là giả chỉ có điều trưởng thành thì tương đối gian xảo, giống như là gian thương vậy. Hóa ra anh nói có điểm giống là ý như vậy a. À. Thương nhân có 10 thì đến 8 là gian xảo, không buôn bán thì không gian dối a. À. Quyền thiên thiên giờ khóc dở cười nhìn kỹ ông chủ thiên bảo trai lần nữa, lập tức cảm thấy lời nói của tiêu phàm rất đáng tin cậy. Dưới bề ngoài tao nhã của nam thúc đồng cất giấu sự gian xảo khó phát hiện ra được. Thiên bảo trai lúc còn là một cửa hàng nhỏ, Nam Thúc Đồng ngày trước tự nhiên sẽ không giống như hôm nay, đức cao vọng trọng, thời điểm nên gian xảo thì tuyệt đối gian xảo, nửa phần cũng không tốt đẹp gì. Hiện giờ Thiên Bảo Trai đã trở thành một trong hai cửa hàng văn vật lớn nhất nhì cố đô, Nam Thúc Đồng càng có phong độ của người tri thức, càng lúc càng giống một giáo sư chuyên gia rồi. Dựa vào ông ra dám nhập một khối lớn hàng từ yên chi xã, còn có thể đem kinh doanh của Thiên Bảo Trai ngày càng mở rộng, nhiều năm như vậy không sợ gặp chuyện liền có thể biết người này tuyệt không đơn giản. Giới đồ cổ như vậy còn không cản nổi địa vị số một của Lưu Bát, ít nhất cũng được coi là nhân vật cự phách. Nam Thúc Đồng đi tới vị trí giữa, hướng tới mọi người chắp tay, thành thật mà không khách khí ngồi xuống, có thể thấy ba vị giám khảo này để ông ta làm chủ. Có thể khiến tiền bảo trai làm tới quy mô ngày hôm nay, ở phương diện giám định và thưởng thức văn vật, Nam Thúc Đồng chắn chắn có bí mật độc đáo, chính là thâm niên trong nghề A. Tương đối mà nói, Nam Thúc Đồng là giám khảo nhỏ tuổi nhất trong ba người, ước chừng hơn 40 tuổi, hai gã giám khảo còn lại đều khoảng 50 trở lên, vị bên phải thứ nhất kia tuổi gần 60. Để Nam Thúc Đồng ngồi xuống trước, chính là bọn họ thừa nhận vị trí lãnh đạo của Nam Thúc Đồng. Sau khi Nam MC cầm mic giới thiệu ba vị giám khảo liền nói thêm mấy câu khách sáo chính thức bắt đầu đại hội giám bảo, nhưng lại bị ánh mắt Nam Thúc Đồng ngăn lại. Ánh mắt Nam Thúc Đồng quét qua chỗ khách quý số 1, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy thâm ý. Người nam chủ trì bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng gật đầu gửi lời cảm ơn tới Nam Thúc Đồng, cảm tạ thiện ý nhắc nhở của ông ta. Khách quý tòa một đối diện với khán đài giám bảo là dành cho vị khách tôn quý nhất. Hiện tại khách quý tòa vẫn chưa thấy, người chủ trì tỉnh tỉnh mê mê tuyên bố đại hội giám bảo bắt đầu tức là chính không cho khách quý tòa một thể diện. Lúc khách quý số một đại giá Quang Lâm phát hiện đại hội giám bảo đã bắt đầu, nếu không xin lỗi mọi người thì thật không đúng. Thực sự cần phải xin lỗi thì thể diện biết đặt đi đâu chứ suy cho cùng, đều là người chủ trì không có ánh mắt mà ra. Nhìn thấy chi tiết này, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, dường như cảm thấy nam thúc đồng cũng có chút phúc hậu. Động tác nhỏ này không thể qua được ánh mắt huyền thiên thiên, cô không khỏi nhếch đôi môi đỏ mọng lên, hạ giọng nói. Anh nha, đừng tưởng nam thúc đồng này là người tốt, nói không chừng ông ta muốn nịnh bợ khách quý số một kia. Người này hành động ấu trí quá, cái giá cũng không nhỏ nha. Câu cuối cùng tựa hồ ám chỉ cái gì khác đường huyên khẽ mỉm cười nói thiên thiên có lẽ ông ta cố ý đấy cái này không dọa sợ em sao uyển thiên thiên suy một tiếng có chút khinh thường người hai người đang đàm luận không thể nghi ngờ chính là lê lạc ánh mắt của uyển thiên thiên và đường huyên là gì chứ sớm đã phát hiện toàn bộ hội trường đại hội giám bảo khách hứa đã tới đông đủ duy chỉ có bóng dáng lê lạc là không thấy đâu nhìn thái độ nịnh bợ của nhạc thanh đối với gã mà nhìn thì biết lê lạc nhất định sẽ tham dự biết rõ huyền thiên thiên đã tới hội trường giám bảo, lê lạc không có khả năng không tới đây. Đợi khoảng 2, 3 phút, lời của người chủ trì đã sớm nói hết, đành phải nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian. Sắc mặt không tránh khỏi lo âu, duỗi dài cổ nhìn lối vào xung quanh. Đại thiếu à, ngài nếu không đến thì năn nỉ ngài thông báo cho một tiếng A, à, thế này không phải là đã khiến chúng tôi khó xử rồi sao? Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng không có được chỉ thị rõ ràng, Người chủ trì cũng không dám tuyên bố đại hội bắt đầu. Căn cứ theo kinh nghiệm, đại hội dám bảo như này Lê Thiếu sẽ không bỏ qua, mỗi lần đều là khách quý số 1. Cho dù khách quý số 1 hôm nay không phải Lê Thiếu thì thân phận của người đó cũng không hề kém Lê Thiếu. Không thể vì một MC nho nhỏ mà đắc tội kẻ đó được. Tuy nhiên, người MC có thể nén giận, đợi Lê Thiếu đại giá quang lâm, nhưng không có nghĩa những người khác có thể nhẫn nhịn. Chủ trì, sao lại thế này? Thời gian đã qua 5 phút rồi, tại sao vẫn chưa bắt đầu? Xảy ra chuyện gì sao? Một giọng nam hào phóng ở chỗ ngồi khách quý vang lên, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Vị này là khách nhân bàn số 5, người chủ trì cũng nhận ra được ông ta là khách quen của đại hội giám bảo, thấy ông ta không kiên nhẫn, vội vàng cười. Xin lỗi, rất xin lỗi Long Tổng, khách nhân còn chưa tới đây, chúng ta chờ một chút. Khách nào mà lớn lối vậy, nói như vậy nếu hắn ta không tới thì chúng ta vẫn phải đợi sao? Long Tổng bàn số 5 càng thêm bất mãn. Hội trường lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, không khí cũng trở nên rất vi diệu. Ha ha, ông chủ Long, thời gian của ông quý giá vậy sao? Vài phút thôi mà cũng quan trọng như vậy. Ngay lúc đó, cửa hội trường chính bị đẩy ra, một người trẻ tuổi, giọng nói rất yêu nhã vang lên. Vừa nghe thấy thanh âm yêu nhã đó, sắc mặt Long Tổng đại biến, vốn là đang nổi giận đùng đùng, trên mặt giờ lại phải cố nặn ra vài phần tươi cười, cười ha ha nói, Lê Thiếu, tôi hay nói giỡn thôi, cậu vạn lần đừng để ý. Trong đầu ông ta vạn lần hối hận, tại sao mở miệng mà lại không động não như vậy? Khách quý bàn số một này có tới 7, 8 phần chính là IA. Vô duyên vô cớ đắc tội với người này thực sự rất không có lời A. À. chương 310, đấu giá. Hóa ra là hay nói giỡn, ông chủ Long, lần sau trước mặt nhiều người như vậy đừng có đùa loạn nếu như bị hiểu lầm sẽ không tốt ông nói có đúng hay không lê lạc hiển nhiên không định bỏ qua lãnh đạm nói nghe ra thì có vẻ tâm tình lê thiếu có chút không tốt ông chủ long trong lòng chửi ầm lên nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười với lê lạc hạ mình cũng không lên tiếng nữa càng mở miệng càng dễ phát sinh vấn đề lời nói hơi cứng rắn một chút thì lại đắc tội với lê lạc nếu quá mềm yếu ông chủ Long cũng là người có sĩ diện cao. Có thể ngồi bàn năm khách quý, lai lịch của ông chủ Long cũng không bình thường. Thấy ông chủ Long mềm mỏng, lê lạc cũng không, đuổi gờ yêu ta thêm nữa, chỉ trầm mặc theo ba gã nhân viên hộ tống chậm rãi đi xuống bàn một khách quý. Xem ra, đây mới thực sự là y nha, trước tất cả mọi người đều giả vờ cứng rắn. Mấy tên đời hai này đều có tính tình như vậy. Quyền thiên thiên lại bĩu môi. Lê Thiếu không biết mình càng làm vẻ bao nhiêu, chẳng những không làm cho cô thét trói tai ái mộ, ngược lại huyền thiên thiên lại càng có ấn tượng khinh thường y hơn. Tất nhiên, cho dù y có để lại ấn tượng gì thì cũng đều là vô bổ cả. Nữ nhân cho tới giờ đều chỉ sùng bái nam nhân mạnh mẽ hơn mình. Tuy nhiên ngay sau đó, huyền thiên thiên kinh ngạc phát hiện, thần sắc của tiêu phàm trở nên vô cùng ngưng trọng, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng tới chỗ lê lạc. Sao vậy? Huyền thiên thiên thì thầm một tiếng, vọng theo thì phát hiện ánh mắt của tiêu phàm không phải đặt trên người lê lạc, mà là nhìn chăm chú vào một nhân viên mới xuất hiện bên người lê lạc. Người này mới xuất hiện ước chừng 40 tuổi, vóc dáng trung bình, diện mạo cũng bình thường, cách ăn mặc cũng bình thường nốt. Nói ngắn lại thì người này mọi thứ đều rất quy củ, không lộ sơn, cũng không lộ thủy ý chỉ rất bình thường, không đặc biệt thuộc loại người rất bình thường, tùy tiện ném vào trong một đám người thì sẽ rất khó tìm ra. Quyền thiên thiên có chút hoang mang, Người này thực sự cũng quá tầm thường đi, không có gì đặc biệt cả, tại sao lại khiến Tiêu Phàm chú ý đến vậy? Căn cứ theo sự hiểu biết của Uyển Thiên Thiên với Tiêu Phàm, lần này hẳn mình đã nhìn sai rồi, có gì đó bí mật mà mình vẫn chưa phát hiện ra. Ngay lúc ấy, vị nhân viên ấy cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này, bắt gặp ánh mắt Tiêu Phàm đang nhìn sang, một đạo tinh quang hiện lên, sau đó lập tức khôi phục trạng thái bình thản, quay đầu đi tiếp, rất vâng lời theo sát cạnh lê lạc vô thanh vô tức ngồi ở bàn một khách quý. Xin chào Lê Thiếu. Nam Thúc Đồng mỉm cười hướng Lê Lạc gật đầu làm lễ. Đại hội giám bảo này nghiêm cấm nhà báo tiến vào, càng không cho phép quay phim là bởi muốn giữ bí mật cho khách. Nam Thúc Đồng cũng không sợ cách xưng hô, Lê Thiếu, bị truyền ra truyền thông quay được mà dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Đối với Nam Thúc Đồng, Lê Lạc vẫn tương đối khách khí, mỉm cười đáp lễ. Đợi Lê Lạc ngồi xuống, hai MC liếc nhau, âm thầm thở phào một cái, người này tới thì đại hội có thể bắt đầu được rồi. Nếu không xuất hiện, lại thêm mấy ông chủ long xông ra chất vấn thật khó có thể chống đỡ. Nam MC tuyên bố, đại hội giám bảo hôm nay quy trình vẫn như cũ, tổng cộng sẽ có 12 kiện bảo vật nhân sĩ đem tới. Đối với những chính phẩm giá trị sẽ tiến hành bán đấu giá tại chỗ. 12 quý nhân hiến vật theo thứ tự xuất trận, đều tùy cơ lấy mẫu, nói cách khác, 12 kiện bảo vật này không tồn tại, áp trục. Có lẽ bảo vật hiến đầu tiên là vật vô giá, trận đầu lập tức quyết chiến. Nhưng cũng rất có thể kiện bảo vật đầu tiên mang lên là đồ giỏm. Nhưng mà lại là tùy cơ lấy mẫu xuất trận, làm cả hội đấu giá tràn đầy lạc thú bởi sẽ, không biết, lúc nào sẽ xuất hiện bảo vật bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bán đấu giá cao trào không ngờ tới. Cùng với loại đấu giá dựa theo giá chỉ cao thấp mà sắp xếp thứ tự trật tự hội đấu giá mà nói, đại hội giám bảo và hội đấu giá bình thường không có cùng tư vị. 12 kiện thôi á? À. Uyển Thiên Thiên vừa nghe xong bắt đầu bĩu môi. Một đại hội giám bảo quy mô như vậy mà chỉ có 12 kiện bảo vật, có vẻ keo kiệt thật đấy. Trong suy nghĩ của Uyển Thiên Thiên, ít nhất cũng phải có 3-40 kiện bảo vật mới náo nhiệt. Bằng không, đại hội giám bảo vừa mới bắt đầu liền kết thúc rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Thêm quá trình bán đấu giá nữa thì cũng không kém đâu. Loại giám bảo thì không thích hợp kéo dài thời gian. Cũng tốt." chỉ cần có náo nhiệt xem là được. Uyển Thiên Thiên thực ra theo phe phái đông vui, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu cao hứng chờ đợi xuất hiện cao trào. Trên thực tế, đại hội dám bảo không khiến Uyển Thiên Thiên thất vọng, không ngờ ngay vòng một lại dám ran gai đồ tốt. Vị thứ nhất mang lên một đồng đỉnh xanh lục dấu tích loang lổ, vừa mới giao vào tay Nam Thúc Đồng, Nam Thúc Đồng trong mắt liền phụt ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, cái này giống như, hẳn là đồ cổ Tây Chu A, thành đồng đỉnh. Nam Thúc Đồng vừa giám định vừa thưởng thức Đồng Đỉnh, miệng vừa thì thào tự nói. Thanh Đồng Đỉnh thời Tây Chu sao? Hội trường lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Thanh Đồng khí của Tây Chu khai quật được mặc dù không ít, nhưng chỉ cần bảo tồn đầy đủ, thì bề ngoài khá tốt, đều mang giá xa xỉ, rất có giá trị. Ngay cả hai vị giám bảo ở bên cũng bu lại, cùng Nam Thúc Đồng thưởng thức minh văn được khác trên Thanh Đồng. Mấy phút sau, Ba gã giám bảo đã nhất trí đồ vật này là thanh đồng đỉnh xuất phát từ năm Tây Chu, là chính phẩm, được bảo tồn rất đầy đủ, bề mặt rất tốt, nhất định mang giá trị cao. Nam Thúc Đồng ra giá cho nó là sấp xỉ 120.000. Nói cách khác, với giá tiền này mà bán không được lời mà nói, Nam Thúc Đồng của Thiên Bảo trai có thể tự mình thu mua. Nam Thúc Đồng đảm nhiệm vai trò giám bảo chủ nhiệm cũng là có nguyên nhân cả. Sau MC trưng cầu ý kiến của quý nhân hiến vật, có nguyện ý bán tại chỗ Thanh Đồng đỉnh này không?" Quý nhân hiến vật Liên Thanh nói, "Nguyện ý." Nam Thúc Đồng đã đưa ra giá tham khảo, có tiến hành hiện trường bán đấu giá, lại còn khẳng định đề cao nó hơn, mặc kệ giá cả đề ra nhiều hay ít, tương đối mà nói, số tiền này cũng kiếm nhiều quý nhân hiến vật đương nhiên sẽ vui rồi. Đại hội giám bảo này không cho phép truyền thông tiến hành tiếp sóng cũng đã là một danh tiếng tốt lắm rồi. Không ít quý nhân hiến vật chủ động tới khách sạn Vương Triều Đại đường báo danh chính là hướng tới bán đấu giá cổ vật. Ai không hy vọng cổ vật của mình bán được giá tốt chứ? Hiện tại bắt đầu đấu giá, Thanh đồng đỉnh từ thời Tây Chu, giá quy định 120.000, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10.000. Thanh đồng đỉnh Tây Chu bày ở trên bàn, nam MC tạm thời làm người bán đấu giá, cao giọng nói: 140.000 120.000 đối với người thường mà nói là một con số trên trời, nhưng đối với những người ở đây mà nói thì không đáng kể. Có thể tới tham gia đại hội giám bảo này, ngoại trừ đám người tiêu phàm, Uyển Thiên Thiên là tạm thời tăng lên, nhạc thanh không rõ được chi tiết, còn những khách khứa khác ở cố đô đều là những người có tầm cỡ, MC chưa dứt lời đã có người tăng giá. Hơn nữa còn tăng 20.000 lần, 150.000, 450.000. Rất nhanh, Nhóm khách quý đem kiện đấu giá thứ nhất đẩy lên cao trào. Cuối cùng thanh đồng đỉnh cũng được bán ra gấp đôi so với giá đặt ra, cuối cùng định giá 600.000, bị bản số 5 của ông chủ long kia lấy đi. Ông chủ long kỳ thực không chắc có nhiều cái tốt hơn thanh đồng đỉnh Tây Chu không, chỉ có điều lúc nãy bị Lê Lạc làm mất thể diện nên hiện tại phải lấy trở về. Mua về giá gấp đôi giá đặt ra của thanh đồng đỉnh cũng có thể biểu hiện ra được ông chủ long tiền nhiều thế lớn. Lê Lạc tựa hồ đối với thanh đồng đỉnh kia không có hứng thú, nên cũng không tham gia vào cạnh tranh. Đại hội giám bảo vẫn đâu vào đấy tiến hành, cũng không biết có phải do chủ sự đặc biệt sắp xếp không, hay là đúng dịp nữa, quý nhân hiến vật đêm nay mang tới bảo vật không tệ, gần như mỗi kiện đều là chính phẩm, trong đó có tam kiện có giá vô cùng xa xỉ. Giá khởi điểm của một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thậm chí lên tới 500 000 Lúc này, toàn bộ đại hội giám bảo đã chuẩn bị kết thúc, chiếc vòng ngọc phỉ thúy này là kiện thứ 11 được đưa ra giám định, trùng hợp lại là giá quy định cao nhất. Không khí hội trường vốn bắt đầu yên tĩnh lại, bây giờ lại lập tức sôi sục. Cuộc bán đấu giá bắt đầu tiến vào cao trào. Ông chủ Long lại trở thành người đặt giá chủ lực cho chiếc vòng phỉ thúy. Lần này, ông chủ Long không phải tranh giành vì mặt mũi, mà cạnh tranh chiếc vòng ngọc phỉ thúy này vì muốn lấy lòng cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi bên. Ông chủ Long đã qua tứ tuần, cô gái kia lại vô cùng xinh đẹp, tuy trang điểm rất đậm và ăn mặc diêm dúa, trên mặt chát phấn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không che được đi vẻ non nớt, nhìn qua thì chưa tới 20 tuổi. Cô gái dán chặt làn da mềm mại vào gương mặt to phù thúng của ông chủ Long, tạo thành cảnh vô cùng đối lập. Có lẽ cái giá hơn 500 ngàn cho chiếc vòng phỉ thúy kia có thể san phẳng nếp nhăn trên trán và sự chênh lệch tuổi tác của ông chủ Long. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này chất rất thuần, chạm trổ tinh xảo, khách tham dự cạnh tranh không ít, mới qua một vòng mà giá chiếc vòng đã được đẩy lên một cái giá cực cao. 800 ngàn. Sau khi người chủ trì hai lần hô lên giá, 78 ngàn, ông chủ Long cắn răng một cái lại dơ tấm biển trong tay lên. Ông chủ Long mở ra một cái là tiền đập ra càng nhiều, ông ta cho rằng làm như vậy tuổi chênh lệch của ông ta và cô gái trẻ kia sẽ càng trở nên thu hẹp. 800 ngàn, 800 ngàn. Ông chủ Long thật rất hào phóng, các nữ sĩ, các tiên sinh, còn ai muốn ra giá hơn 800.000 không? Nam chủ trì cũng bị kích động, liên thanh hô, không khí hội trường càng thêm sôi động. Thấy mọi người chậm chạp tăng giá, ông chủ Long có chút đắc ý, nhìn trái phải một lượt, rồi quay lại nhìn cô gái trẻ bên người nói chuyện, sơ cổ tay trắng nõn của cô ta lên không ngừng khoa chân múa tay, dường như muốn nói cho cô ta rằng sau khi cô ta đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó lên thì sẽ đẹp biết nhường nào. 800.000 thứ hai, các nữ sĩ, các tiên sinh nếu như không có giá cao hơn 800 ngàn này, chiếc vòng ngọc phỉ thúy xinh đẹp kia sẽ thuộc về ông chủ Long bản số 5. Giọng nói của nam chủ trì kia thậm chí có chút khàn khàn. Một triệu. Ngay lúc ấy, một âm thanh lười biếng chợt vang lên. Audio điện tử võ tấn bền. chương 311, tặng cho cô ấy. Vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của ông chủ Long liền sụp đổ. Lại là Lê Lạc dường như ông chủ long hôm nay phạm sát lê thiếu đặc biệt hướng tới ông ta ra tay vậy mặc dù đây là đại hội bán đấu giá bất cứ ai cũng có thể trả giá lê lạc làm như vậy cũng không phạm vào quy định nhưng trong trường hợp bình thường lê lạc nhìn chúng chiếc phòng ngọc phỉ thúy đó thì nên sớm ra giá hiện tại những người khác không theo thì tất nhiên chiếc phòng sẽ thuộc về ông chủ long đằng này lê thiếu lại bỗng nhiên đâm xiên ra một tiếng đã hô lên một triệu đây không phải đánh vào mặt ông ta thì là cái gì nhất định là gã nhìn lão long không thuận mắt, trước mặt nhiều ông chủ lớn như vậy tát lão long một bạt tai lớn. Một triệu mười ngàn, ông chủ long chỉ cảm thấy không vừa ý trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một con số. Cô gái trẻ bên cạnh ông ta lập tức ngửa đầu nhìn ông ta, mặt mày hớn hở, mang theo ý ngưỡng mộ sùng bái. Nam nhân chính là nên có khí khái. Tuy nhiên loại, anh hùng khí khái, như ông chủ long rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Lê Lạc cười lạnh một tiếng, tùy tay dơ một tấm biển, thản nhiên báo ra một cái giá mới. Một triệu hai mươi ngàn. Nhìn tư thế và vẻ mặt không ra sao kia liền biết, mặc kệ ông chủ Long ra giá thế nào, Lê Lạc đều theo tới cùng, tuyệt không lùi bước. Không phải tiền sao, anh đây chơi với chú. Ông chủ Long vốn muốn Lê Thiếu phải dập đầu, từ nay về sau, ở trong cố đô này thề không đội trời chung với Lê Lạc. Ông chủ Long rốt cuộc vẫn làm đại sự, vừa nghĩ tới đây, vừa mới máu nóng sôi sục liền sau đó nghiêm túc trở lại. Mồ hôi lạnh trong lúc vô ý túa ra ướt lưng, chơi không nổi. Vừa mới nghe đồn bối cảnh khủng bố của Lê Thiếu, ông chủ Long liền anh hùng khí đoản, không cứng thêm được nữa. Thật sự chơi không nổi y. Ha ha, nếu Lê Thiếu nhìn chúng chiếc vòng phỉ thúy này, tôi cũng không tranh nữa, chiếc vòng này là của Lê Thiếu rồi đấy. Mặt ông chủ Long biến hóa một trận, rốt cuộc thay đổi thành cười ha ha, đưa tấm biến nhẹ nhàng để lại bên mặt bàn. Nâng tách trà chậm rãi uống. Hừ, cô gái trẻ ngồi cạnh ông chủ long thất vọng, hất mạnh đầu, không nhìn ông ta cái nào. Thực mất mặt mà. Một cỗ xấu hổ và nghẹn uất trào lên trong mắt ông chủ long, chỉ có điều bị chén trà che lại, lê thiếu không nhìn thấy được. Dĩ nhiên nếu y có thấy cũng không thèm để ý. Điều y để ý chính là không thể tùy tiện đánh vào mặt ông chủ long được. Đôi bên cơ bản cũng không ở cùng một cấp bậc, một triệu hai mươi ngàn lần thứ ba 3. nam chủ trì cầm chùy nhỏ gõ mạnh trên bàn chúc mừng quý khách lê thiếu bản số 1, chiếc vòng ngọc phỉ thúy đã thuộc về lê thiếu nữ mc hai tay nâng hộp đựng chiếc vòng ngọc phỉ thúy khoan thai bước xuống dựa vào quy trình đấu giá phải đợi sau khi khoản tiền được trả thì chiếc vòng phỉ thúy này mới có thể chân chính đổi chủ nhưng quy củ là chết người là sống chỉ cần có hai chữ lê thiếu là vô giá không chỉ một triệu hai mươi ngàn là có thể đổi lấy được. Mấy đại hội dám bảo trước, Lê Thiếu cũng đã xuất thủ qua, nhiều nhất một lần. Chi ra hơn 5 triệu để lấy được một kiện thanh hoa cũng không chấp mắt lấy một cái. Một triệu hai mươi ngàn dùng để đánh vào mặt ông chủ Long, vậy đó được coi là gì? Khoan đã! Nữ MC mới đi được vài bước, Lê Thiếu liền đứng dậy, tay nâng lên rừng nữ MC lại. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn mặt Lê Thiếu, không biết vị đại thiếu này muốn xuất ra con thiêu thân gì. Có vẻ tối nay, chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia đã bị Lê Thiếu che lấp không còn tỏa sáng được. Lê Thiếu ngạo nghễ nhìn xung quanh, khóe miệng thoáng lên một tia cười thản nhiên, chậm rãi nói. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này không phải là muốn lấy cho tôi, tôi muốn tặng kiện lễ này cho quý cô Uyển Thiên Thiên bản số 31. Nói xong, ánh mắt Lê Thiếu liền hướng về phía bản số 31 mọi ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng theo ánh mắt của Lê Thiếu đi tìm người may mắn thần bí khó lường kia. Suốt cuộc là ai, nhân tài nào mà có thể nhận một lễ vật quý trọng như vậy? Hay là Lê Thiếu có ý tặng vật trước mặt mọi người rồi thổ lộ trước mặt mọi người a? À? Nhìn bộ dạng Lê Thiếu hoành tráng hò hét, cho dù không quen người đó cũng có thể biết vị đại thiếu này không đơn giản, là một đại nhân vật khó lường. Ông chủ Long là một kẻ đắc ý vậy mà trước mặt y lại giống như chuột thấy mèo bị mèo đánh cho, ba ba, mấy tiếng, cũng chỉ có thể nén giận, đến dám cũng không dám xả một cái. Cô gái kia rốt cục là có bộ dạng gì mà khiến Lê Thiếu ở trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ. Thật hạnh phúc quá đi. Trong vô số ánh nhìn nóng rực, Uyển Thiên Thiên chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Wow! Hội trường lập tức truyền ra một trận kinh hô. Chẳng những nam nhân kinh hô mà ngay cả nữ nhân cũng phải hô lên. Uyển Thiên Thiên kiều mị diễm lệ, ngay cả phái nữ trong phút chốc cũng có cảm giác ta thấy còn yêu. Thiên thiên tiểu thư, món đồ chơi nhỏ này tặng cô chơi đùa, hy vọng cô thích nó. Lê Thiếu hơi cúi đầu, nhò nhã lễ độ nói với huyền thiên thiên, mang theo phong độ của kẻ nhân sĩ. Đồng thời vẻ mặt lưu quang tràn ngập màu sắc, tựa hồ đối không thể nói ra được sự thưởng thức với biểu hiện của chính mình. Nữ MC vô cùng thông minh, cũng không quan tâm huyền thiên thiên có nhận lời hay không, xoay người đi về phía bản số 31. Sắc mặt Đường Huyên đại biến, liên tục nháy mắt với Uyển Thiên Thiên, ra hiệu cô ngàn vạn lần cũng không được nhận món lễ vật này. Cho tới giờ, Tiêu Phàm chưa từng coi trọng Lê Thiếu nhưng không có nghĩa là Tiêu Phàm không tức giận. Sự khoan dung độ lượng của nam nhân, gặp phải chuyện này cũng phải xẹp lép lại. Ai có thể ngăn cản cái đại khí rầm rộ này được a? À? Thật không hiểu tại sao lại chui ra một cái tên Lê Thiếu, đắc tội với Tiêu Phàm, đây mới chính là mất nhiều hơn được. Những thứ khác thì không nói nhưng thương thế bên trong cơ thể Uyển Thiên Thiên đã trầm tích âm khí. Nếu không có tiêu phàm thì sao biết làm thế nào? Uyển Thiên Thiên cười hì hì, tựa hồ không trông thấy sự nhắc nhở của Đường Huyên. Đường Huyên khẩn trương nhìn trộm sắc mặt của tiêu phàm, lại chỉ thấy sự điềm tĩnh trên mặt hắn, không có nửa điểm tức giận. Trong lòng Đường Huyên, lộp bộp một tiếng liền trầm xuống. Xem ra, tiêu phàm thực sự có chút tức giận. Không biết là tức giận lê lạc, hay là tức giận Uyển Thiên Thiên. Có lẽ có cả hai người đi. Không đợi Đường Huyên nghĩ cách giải quyết cho thỏa đáng, như MC đã cầm chiếc hộp tới trước mặt Uyển Thiên Thiên. Tự nhiên cười nói vô cùng dễ nghe hỏi cô, "Cô là Thiên Thiên tiểu thư ư?" Uyển Thiên Thiên khẽ vuốt cằm, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Lạc cười nói. "Lê công tử, chiếc vòng này là tặng cho tôi thật sao?" "Đúng vậy, hy vọng Thiên Thiên tiểu thư thích nó." Lê Lạc cười khẽ, vuốt cằm, phong độ càng thêm tao nhã tiểu tử, ta đây không tin không thể làm ngươi choáng váng mặt mày. Ngày xưa Chu U Vương vì muốn bao tự cười một tiếng mà không tiếc khói lửa diễn chư hầu, hôm nay Lê Thiếu vì muốn có được trái tim nữ nhân mà không tiếc vạn kim. Cổ kim đồng lý, cảm ơn. Uyển Thiên Thiên cười hì hì đáp, giơ tay lấy chiếc vòng phỉ thúy xanh mơn mởn đi ra. Chiếc vòng tay này là bang địa, có thể nói là tinh phẩm, từ trong hộp cầm ra đã thấy tản mát một cỗ ánh sáng xanh dịu dàng, chiếu rọi bàn tay trắng như tuyết của Uyển Thiên Thiên. Quả nhiên hợp lại với nhau tươi đẹp không gì sánh được. Tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn cô. Người con gái bên ông chủ long lại ghen tị khôn cùng. Khuôn mặt đẹp vặn vẹo biến hình. Nhất thiếu, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Uyển Thiên Thiên cầm chiếc vòng ngọc phỉ thúy khoa thay múa chân, bỗng nhiên không sợ hãi quay đầu lại hỏi tiêu phàm, vẫn cười hi hi như cũ. Thiên Thiên, đường huyên không kìm nổi mà gọi to một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt lắc đầu liên tục cô bé này thực nghịch ngợm quá trớn rồi đây không phải là đang cố ý gây hấn với tiêu phàm sao tiêu chân chân mà phát hỏa cái đại hội giám bảo này coi như toi luôn rồi cũng tạm tạm tiêu phàm cũng không tức giận nghiêm túc nhìn chiếc phòng ngọc phỉ thúy rồi mỉm cười đánh giá cũng được a à. uyển thiên thiên gật đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên kêu lên ai vị đại tàu kia mời đại tàu qua đây chút ánh mắt của mọi người lại theo ánh mắt cô nhìn sang, dừng trên người một nữ nhân mặc đồng phục nhân viên. Vị nữ phục vụ này ước chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, vẻ mặt thật thà chất phác, vừa nhìn liền biết là người thành thật. Nữ nhân viên phục vụ như vậy ở đây có bốn người, phụ trách bưng trà rót nước trong hội trường. Tiểu thư, tiểu thư gọi tôi sao? Nữ nhân viên phục vụ không ngờ Uyển Thiên Thiên lại gọi mình, sau một lúc mới định thần lại được trong mắt không ít khách nhân hiện lên vẻ tò mò không biết uyển thiên thiên muốn làm gì đúng vậy chính là gọi chị đấy mời chị tới đây một chút nụ cười trên môi uyển thiên thiên rất đẹp tiểu thư có gì chỉ bảo ạ à? nữ nhân viên phục vụ vẫn không hiểu gì cả chậm rãi đi tới sắc mặt hoang mang còn mang theo ba phần cảnh giác uyển thiên thiên cười khẽ vươn tay ra bắt lấy cổ tay nữ nhân viên phục vụ lập tức đeo cái vòng ngọc phỉ thúy lên tay cô gái ấy rồi khoa chân múa tay hai cái Gật gật đầu nói, tốt, khá đẹp nha, chiếc vòng này rất hợp với gia trị, tặng chị luôn đó. Nói xong, không nói thêm lời nào nữa liền đưa tay bọc lại cổ tay nữ nhân viên phục vụ. Á, à, trong đại sảnh đại hội giám bảo lập tức vang lên tiếng kinh hô, cùng lúc đó tròng mắt cũng bột bột rơi hết ra ngoài. Thật sự không ai nghĩ huyền thiên thiên sẽ chơi một đòn, bịp bợm như vậy. Cái này, cái này, tiểu thư, tôi không thể nhận. Nữ nhân viên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức thất kinh lắc đầu nguội nguội, mặt mũi trắng bệch. Cái này không thể trách cô ấy quá nhát gan, mặc cho ai ở chỗ này, bỗng nhiên có người vô duyên vô cớ đưa cho cô chiếc phòng phỉ thúy trị giá 1 triệu 20 ngàn, không bị hù chết mới là lạ đó. Cái này thì có gì mà không thể nhận, chị sợ cái gì chứ? Dù sao chiếc phòng này là người ta tặng cho tôi, tôi tặng lại cho chị, hợp tình hợp lý, cũng hợp pháp, chị nhận đi. Đúng rồi, Lê Công Tử, Tôi xử lý vậy anh không có ý kiến gì chứ. Tất nhiên, nếu như anh luyến tiếc, tôi cũng không miễn cưỡng. Quyền Thiên Thiên lập tức chuyển hướng sang bàn số một khách quý, cười hì hì hỏi, khuôn mặt rất ngây thơ vô tà. Há! Lê Lạc vốn cười khanh khách, nhưng gương mặt trong phút chốc trở nên xanh mét. Ô, xem ra công tử thực sự luyến tiếc rồi. Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một cái vòng tay sao. Được, nếu anh luyến tiếc thì thôi vậy, trả lại anh uyển thiên thiên làm như không thấy sắc mặt xanh mét của lê lạc cười càng vui vẻ ha ha thiên thiên cô lại nghịch ngợm rồi cái vòng này tôi tặng cô vậy thì nó chính là của cô rồi cô muốn cho ai tôi không can dự a à, sắc mặt lê lạc không ngừng biến đổi hít sâu mất ngụm khí lúc này mới đem một khoang lửa giận cưỡng ép đi xuống trên mặt cố nở nụ cười điềm tĩnh nói bất kể như thế nào trước mặt nhiều người như vậy thể diện của lê thiếu nhất định phải giữ lấy vì một một triệu hai mươi ngàn mà tự cho mình một cái bạt tai tuyệt đối không thể làm tốt uyển thiên thiên hài lòng gật đầu lại quay sang cô phục vụ chân tay luống cuống vẫn đang mơ mơ màng màng kia đại tẩu chị nghe rồi chứ lê công tử nói phòng ngọc này là anh ta tặng chị đó không đòi lại đâu cũng nói luôn chiếc phòng này là của chị rồi đấy chị cứ vui vẻ đi vâng của tôi sao nữ nhân viên phục vụ vẫn ủ ủ cạc cạc không phục hồi lại được tinh thần, ánh mắt trợn lên thật lớn, bị hạnh phúc bất ngờ làm hôn mê luôn rồi. Đường Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên thiên luôn thích náo loạn như vậy. Ngay cả khóe miệng Tân Lâm cũng hiện lên nụ cười thoáng qua. Đúng vậy, là của chị. Uyển thiên thiên vô cùng khẳng định nói, gật đầu trịnh trọng với nữ nhân viên phục vụ. Qua, wow. chố mắt trong chốc loát, nữ nhân viên bỗng hét chói tai, nghiêng ngả chạy ra ngoài cửa, ầm, um, một tiếng đem cánh cửa gỗ lim của đại sảnh mở ra, trong khoảnh khắc bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu cả. Nữ nhân viên phục vụ này ra cảnh bần hàn, từ thành phố lên làm công, dựa vào bà con xa làm kiếp trường ở khách sạn, thật vất vả mới được làm bưng trà rót nước ở khách sạn Vương Triều Đại Đường này. Một tháng cực khổ mới kiếm được 2.000 tiền lương, bình thường muốn nuôi sống gia đình, phải ăn mặc rất tiết kiệm, trang sức quan trọng nhất cả đời chính là chiếc dây chuyền vàng. Bỗng nhiên có một triệu 20 ngàn cứ vậy nằm trên tay, bảo cô bình tĩnh thế nào được. Không cần nói cô, cho dù là một khách quý ở đại hội này đột nhiên có một cái bánh nhân to tướng rơi xuống người mình, chỉ sợ cũng không bình tĩnh nổi. Sau một lúc, ở xa truyền tới một tiếng cười lớn, trong nháy mắt lại khóc giống lên, làm người nghe thấy cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Xem ra nữ phục vụ này không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Hội trường vốn hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên lại phát ra một trận cười vang. Tiếng cười của ông chủ long dường như phá lệ, cười vang dội. Về phần Lê Thiếu, thời khắc này là loại tâm tình gì thì có trời mới biết. Mặc cho ra mặt của Lê Thiếu thế nào, ai cũng có thể đoán tâm tình Lê Thiếu bây giờ không hề vui vẻ gì cả. chương 312, cổ vật thời nhà Hán trị giá 2.000 đồng. Rõ ràng bị huyền thiên thiên dội nước một phen, Lê Thiếu trong lòng lại buồn bực, nhưng lại không thể phủi tay áo mà đi, cứ như vậy mà rời khỏi hội trường. Dù nói thế nào, đại hội giám định bảo vật này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một người hiến bảo vật đang chờ để được mang bảo vật của ông ta mời chuyên gia giám định, nếu như Lê Thiếu rời đi lúc này thì có vẻ thật không có khí độ. Mời người hiến bảo số 12, Mã Tiên Sinh. Nam chủ chỉ thấy tình thế không ổn, liền cao giọng gọi to. Thời điểm này, chỉ có mau chóng chuyển sự chú ý của mọi người mới có thể làm cho Lê Thiếu bất lung túng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, người hiến bảo số 12, Mã Tiên Sinh hướng về phía trước, đi vào tầm nhìn của mọi người vị mã tiên sinh này khoảng 50 tuổi, nếp nhăn khắp mặt, cách ăn mặc vô cùng mộc mạc, thoạt nhìn có thể biết ra cảnh không tốt lắm, cuộc sống không thật như ý, điều này không phải vì sự giản dị ấy mà vì khí chất toát lên từ cả con người ông ta. Bước trên thảm đỏ tiến đến đài giám bảo, mã tiên sinh co do, sợ sệt, khuôn mặt mang theo một nụ cười gượng gạo, một chút cũng không có dáng vẻ tự tin, ngạo mạn của một kẻ thành công. Chẳng hạn như tiêu phàm, dù cũng ăn vận đơn giản như thế cũng không ai nghĩ hắn là một thư sinh nghèo cả mã tiên sinh trên tay bê một chiếc hộp vỏ ngoài khá tươi sáng mang đầy hơi thở hiện đại rất dễ nhận ra chiếc hộp này mới được thêm vào giả dụ như bảo bối mà ông ta mang đến cũng tươi mới như thế thì cũng không cần phải giám định nữa đồ cổ đồ cổ quan trọng nhất chính là ở chữ cổ trải qua phen phập phồng ký bản quyền tê ý bản quyền vừa rồi Mọi người đối với chiếc hộp trong tay Mã Tiên Sinh trái lại lại tràn đầy cảm giác mong đợi, hy vọng Mã Tiên Sinh có thể mang đến một bảo vật quý giá hơn cho mọi người. Như vậy đại hội giám bảo ngày hôm nay có thể coi là kết thúc mỹ mãn, so với những kỳ đại hội giám bảo trước đều ký bản quyền tê ý bản quyền hơn. Ít nhất những lần đại hội giám bảo trước cũng không có chuyện tát vào mặt tới vang cả tiếng chán chát. Có điều nhìn vị Mã Tiên Sinh bộ dạng trung thực này, không ít người cũng hoài nghi trong lòng người như vậy có thể cất giấu bảo bối tốt gì đây trên thực tế mã tiên sinh quả thật cũng không để cho người ta bất ngờ khi mở chiếc hộp rõ ràng không cân xứng ấy ra mã tiên sinh cẩn thận lấy từ trong ra một vật mang hình dáng chiếc bát khất thực liền có mấy vị khách quý lộ rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt những vị khách quý có thể tham gia đại hội giám bảo loại này đều không phải hạng đơn giản như vậy năng lực giám định và thưởng thức đồ cổ đều không giống bình thường nếu thật sự chỉ là đồ gà mờ thì làm sao dám tùy tiện tham dự cạnh tranh. Mặc dù nói, có cả nam thúc đồng trong ba vị chuyên gia dám bảo trong những trường hợp như thế này vẫn tương đối khiến người ta tín nhiệm, nhưng họ cũng sẽ chỉ báo ra một giá đấu giá thấp nhất, đến cuối cùng giá của bảo vật là bao nhiêu mới là giá cao nhất, phải xem nhận biết của mọi người đối với món đồ này rồi. Kẻ hoàn toàn một lỗ cũng không thông rất dễ bị biến thành đầu lớn bị một đau oan. Những chuyện thông đồng lẫn nhau, kết phường làm thịt người ở hội đấu giá thì số lượng cũng không ít, Chiếc bình bát mà Mã Tiên Sinh lấy ra màu sắc xanh trắng xen lẫn, chất ngọc cũng bình thường, thậm chí có thể nói là thấp kém. Người chơi đồ cổ lành nghề đều rất rõ đồ bằng ngọc không thật sự đáng giá, cho dù là đồ bằng ngọc cổ, nếu không đặc biệt phi thường thì giá cả thường cũng sẽ không quá cao. Lại càng không cần phải nói, chiếc bình bát Mã Tiên Sinh lấy ra này, chất ngọc bình thường như thế, vừa thấy cũng biết là tạp ngọc. Như vậy, bát khất thực tạp ngọc, kể cả niên đại cao, chạm trổ cũng tinh xảo thì giá trị cũng cực kỳ có hạn. Mà vẻ mặt ba vị giám bảo đại sư thì càng có thể nói rõ vấn đề. Vừa thấy chiếc bình bát tạp ngọc này, Nam Thúc Đồng liền hiện lên một tia cười thản nhiên nơi khóe miệng, vị giám bảo lớn tuổi nhất thì nhẹ nhàng lắc đầu, thân sắc trên mặt rõ ràng cô cho là đúng lắm, mặt khác vị giám bảo còn lại kia thì thoáng nhìn qua liền lập tức bưng chén nước trước mặt lên, dường như ngay cả một cái liếc mặt cũng không có hứng thú. Quả thật cũng không có gì đẹp mắt. Chẳng những là tạp ngọc, hơn nữa chạm trổ cũng bình thường chứ đừng nói tới đặc biệt gọi là tạp ngọc là nói cho dễ nghe một chút kỳ thực là một tảng đá hơi bóng láng một chút thôi nhưng nếu thứ này đã đến được trước mặt nam thúc đồng mà lại là trong đại hội giám bảo chính thức này cũng không thể cứ như vậy để người ta lấy về cũng phải giám định một chút cho vài lời bình mã tiên sinh chiếc bình bát này lấy được như thế nào vậy nam thúc đồng cầm lấy chiếc bát lật xem vài lần rất tùy ý hỏi đây là quy trình tiêu chuẩn của đại hội giám bảo, mỗi một vị hiến bảo đi lên, người giám bảo đều phải hỏi một câu như vậy. Mã tiên sinh vội vàng kính cẩn đáp. Nam tiên sinh, chiếc bình bát này không phải của tôi, là của một người họ hàng của tôi, nhà anh ta ở xa nên đã để cho tôi mang món đồ này tới. Ố, họ hàng thân thích à? Có phải gia truyền không? Nam thúc đồng liếc nhìn chiếc bình bát, lại thuận miệng hỏi. Có lẽ là đồ gia truyền, người họ hàng đó của tôi rất trung thực, rất an phận đấy nam tiên sinh tôi muốn hỏi một chút chiếc bình bát này có đúng là chính phẩm không lúc hỏi câu này giọng điệu mã tiên sinh có chút khẩn trương tựa hồ như sợ nam thúc đồng mở miệng nói ra một chữ không vậy nam thúc đồng cười ha hả nói mã tiên sinh chính phẩm đúng là chính phẩm chiếc bình bát tạp ngọc này của ông ta thấy là đồ cổ thời kỳ tần hán thủ pháp và hoa văn điêu khắc xem ra đều mang đặc trưng rất rõ nét của đặc thù tiền hán đúng là đồ cổ à. Vậy nam tiên sinh, chiếc bình bát này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Mã tiên sinh lập tức liền hứng phấn hẳn lên, hỏi luôn một câu. Giá trị bao nhiêu tiền ư? Câu hỏi này của mã tiên sinh dường như hỏi khó nam thúc đồng, có chút trần trừ, trầm ngâm không nói. Tất cả mọi người đều trở nên chú tâm, ngay cả mấy vị khách quý bi thất vọng lúc nãy cũng mở to mắt, nín thở chờ nam thúc đồng báo giá, có lẽ chính mình cũng có thể nhìn nhầm rồi dù nói thế nào, đây cũng là đồ cổ thời kỳ Tần Hán. Mã tiên sinh, tôi nói ra ông cũng đừng thất vọng nhé. Ở giới cổ vật, chế phẩm ngọc thạch không thể nào nhất quán đánh giá. Chiếc bình bát này chất ngọc quá kém, chạm trổ cũng quá bình thường, còn có không ít tổn hại, bề ngoài càng thêm bình thường, mặc dù là đồ cổ thời kỳ Tần Hán, cũng không phải rất đáng tiền. Thế rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền vậy? Mã tiên sinh liên tục không ngừng truy vấn, trên mặt hiện đầy vẻ suy tính thiệt hơn. Nam Thúc Đồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Mã tiên sinh, tôi cho giá của chiếc bình bát này là 2.000 đồng. 2.000. Mã tiên sinh lập tức lộ ra vẻ thật vọng cực độ trên khuôn mặt. Nam Thúc Đồng gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thật, ông ta cho chiếc bình bát này giá 2.000 đồng đã là rất cao rồi. Nếu người khác lấy một bình bát tạp ngọc như vậy đến, thiên bảo trai, bán, thì nhân viên của hàng chỉ có thể ra giá 500 đồng là cao nhất ông ta thấy lão mã này là người thành thật, bộ dạng đáng thương mới lương tâm phát giác cho cái giá cao gấp 4 năm lần như vậy. Nếu như thật sự tò ẩn bộ hội đấu giá này không có ai nhìn ưng chiếc bình bát này, thì Nam Thúc Đồng sẽ bỏ ra 2.000 đồng để mua lại, coi như làm chút việc thiện. Ha ha, mã tiên sinh, cho ông cái giá này thật sự là rất công bằng rồi. Vị giám bảo hơn 50 tuổi chậm rãi đặt chén trà xuống, cười như không cười nói chiếc bình bát này của ông có phải muốn bán đấu giá ở đây không? Thật ra vị chuyên gia này cũng là ngầm nhắc nhở mã tiên sinh, nếu ông thật sự muốn bán thì hãy bán ở đây, cho dù giao với giá thành thấp nhất cũng kiếm không ít. Đợi đến khi ra khỏi của của đại hội giám bảo này rồi, đừng nói là 2 ngàn, chỉ e 500 cũng không có người đồng ý. Lúc này, có thể khó được nam thúc đồng lương tâm phát giác. Mã tiên sinh trên mặt âm u một trận rồi lại trời quang một trận, dường như không nắm chắc được chủ ý, cắn răng một cái, nói. Hai ngàn thì hai ngàn, vậy bán đấu giá ở đây đi. Nhìn ra được, mã tiên sinh cũng không phải loại người ngốc nghếch, biết rất rõ, nếu không bán đấu giá ở trong này, chỉ sợ cái giá hai ngàn đồng cũng không thể lấy được. Tuy rằng đây không phải đồ của bản thân mình, nhưng người họ hàng kia đang cần tiền dùng. Hai ngàn tệ trong mắt người thành phố cũng chỉ là tiền ăn một bữa cơm, nhưng tại vùng núi xa xôi thì cũng đủ tiền sinh hoạt cần thiết cho một nhà mấy miệng ăn trong một năm rồi. Nói một cách khác, đối với người họ hàng kia của ông ta mà nói, 2.000 đồng cũng là một con số trên trời rồi. Tốt lắm, vậy thì đấu giá ngay tại đây đi. Nam Thúc Đồng mỉm cười vuốt cầm, dường như cảm thấy Mã Tiên Sinh đưa ra quyết định vô cùng chính xác. Người nam chủ chỉ vội vàng cầm lấy chiếc bình bát tạp ngọc kia, đặt ở một bên trên đài đấu giá, trùy nhỏ vừa gõ một tiếng làm phấn chấn tinh thần, nói. Bình bát tạp ngọc thời kỳ tiền hán một chiếc, giá khởi điểm 2 ngàn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Dường như trong gian đại sảnh đa năng này lại vang lên một trận cười. Không ít khách quý đang ngồi ở đây đều là dân pro, đã tham gia qua vài lần đại hội giám bảo, loại đồ cổ đẳng cấp thấp như vậy lại công khai đấu giá ở đại hội giám bảo, thật sự là mới gặp lần đầu tiên. 2.000 tệ, trong mắt những ông chủ lớn ở đây, hai ngàn tệ cũng tính là tiền sao. Người nam chủ chỉ cũng không nhịn nổi cười, làm người điều khiển chương trình, anh ta tự nhiên phải cố hết sức để kéo không khí của đại hội giám bảo lên. Chỉ có điều hiện nay xem ra muốn dựa vào món bình bát tạp ngọc rách dưới này để giấy lên đợt cao trào cuối cùng của đêm nay, e rằng lực chưa đủ. Anh ta lại có khả năng tạo bầu không khí, làm thế nào khi nàng dâu có khéo léo mà không có gạo làm sao nấu được cơm. Các vị, Bình bát tạp ngọc này tuy rằng không tính là vật quý, nhưng nam thúc đồng tiên sinh tự mình dám định đấy, là đồ cổ thời kỳ tần hán, hai ngàn tệ không phải quá đắt, mời các vị nhiệt tình ra giá. Mắt thấy phía dưới không một vị khách ra giá, người nam chủ trì cũng rất bất đắc dĩ phải nói như vậy. Vẫn không có ai ra giá, chỉ sợ rằng phải bỏ qua rồi. Được rồi, tôi ra hai ngàn. Một vị khách nữ số 16 tay cầm biển dơ lên, vẻ mặt đồng tình xem ra không ít vị khách và nam thúc đồng có tâm tư giống nhau, không phải chỉ hai ngàn tệ sao. Coi như làm việc tốt giúp người đi. Tốt tốt, thật tốt quá, cảm tạ vị nữ sĩ khẳng khái số 16. Hai ngàn tệ, có ai ra giá cao hơn hai ngàn tệ không? Có không, hai ngàn tệ lần đầu tiên. Người nam chủ trì lớn tiếng hô to, chùy nhỏ trong tay giơ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đập xuống, như vậy chấm dứt đại hội giám bảo ngày hôm nay. 2.500. Ngay sau khi người nam chủ trì kêu to 2.000 tệ lần thứ hai, rốt cục cũng có người ra giá. Vẫn là cái giọng nam lười biếng ấy, mang theo cái sự tự cho là tao nhã, lê lạc bị Huyền Thiên Thiên hung hăng quăng cho một cái tát. Lê Thiếu không ngờ lại một lần nữa xuất thủ. Chẳng lẽ Lê Thiếu muốn dựa vào chiếc bình bát tạp ngọc nho nhỏ này để xoay chuyển việc mất mặt vừa rồi hay sao? Nếu thực như thế, khó khăn này không khỏi là quá lớn rồi. Ba ngàn. Quả nhiên, Lê Lạc vừa dứt lời, lập tức có người ra giá cao hơn, hơn nữa một lần bỏ thêm 500. Lê Lạc, ồ, lên, hung hăng quay đầu quét ánh nhìn về vị khách số 31, ánh lửa nổi lên trong mắt. Trong ánh mắt hung tợn của Lê Thiếu, tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, chấm rãi buông tay cầm biển xuống, họ ẩn to ẩn như không thấy ánh mắt như phóng lửa của Lê Thiếu. chương 313, tăng giá sao lê lạc nhìn tiêu phàm chỉ từng đó mà to ẩn bộ người trong sảnh đều đang nhìn anh ta. Trong mắt đường huyên lóe lên một chút lo lắng. Tiêu phàm rốt cục vẫn phải xuất thủ. Không thể nghi ngờ, theo đường huyên thì tiêu phàm sở dĩ tham gia cạnh tranh chiếc bình bát tạp ngọc này rất rõ ràng là hướng về lê lạc. Lê lạc không ra giá, hắn cũng không ra giá. Lê lạc vừa ra trận, tiêu phàm lập tức theo vào, không chút khách khí đẩy giá lên. Tỏ rõ muốn khiến Lê Lạc bẽ mặt. Bởi vậy có thể thấy, tiêu phàm khởi điểm, sóng lớn không kinh hãi, đều là giả vờ, kỳ thực trong lòng đã vô cùng khó chịu. Thiên thiên vẫn là người thích càn quấy, nhưng đừng vì lê lạc không hiểu ra sao cả và tiêu phàm thực sự thích làm mình làm mẩy này, đường huyên lo lắng nhất chính là cái này. Không có sự giúp đỡ của tiêu phàm, nếu như sức khỏe của uyển thiên thiên không thể tốt lên được, thì ai sẽ đến quản lý yên chi xã? Trong mắt huyền thiên thiên lại hiện lên vẻ kinh ngạc ý nghĩ của cô và đường huyên hò ẩn to ẩn khác nhau. Tiêu phàm cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, bản thân đối với cái người lê thiếu gì kia, thực tình nửa chút cảm tình cũng không có, có điều chính là đang trêu chọc anh ta một chút cho vui. Cứ như thế, tiêu phàm có cái gì đáng để ghen chứ? Lại nói, tiêu phàm từ đầu đến cuối chưa từng tỏ vẻ muốn nhận huyền thiên thiên là người con gái của mình, hắn có tư cách gì để ghen? Nhưng tại sao tiêu phàm bỗng nhiên tham gia đấu giá làm gì chứ? nhưng uyên thiên thiên thật sự không tin tiêu phàm thực sự coi trọng chiếc bình bát tạp ngọc kia với thành tích của yên Chi xã trong giới cổ vật uyển thiên thiên tuyệt đối có thể coi là chuyên gia đối với việc đánh giá chiếc bình bát tạp ngọc kia cô hò ân toàn tán thành ý kiến của nam thúc đồng hai ngàn tệ thật sự là một cái giá rất cao rồi mà tân lâm lại không kìm nổi lòng mình chiếc eo nhỏ mềm mại đứng thẳng lên trong mắt toát lên vẻ chuyên chú và thần thái kiên nghị chỉ có cô trong lòng hiểu rõ Tiêu Phàm thật sự hứng thú với chiếc bình bát tạp ngọc kia. Về phần lê lạc, Tiêu Phàm ngay từ đầu đã không nghĩ anh ta thực sự có ý nghĩ nghiêm túc. Có đáng để chơi anh ta không? Đã bao giờ thấy một giáo sư lại so đo với một học sinh tiểu học đâu? Lê Lạc vẫn đang hầm hừ nhìn tiêu phàm chưa dứt, thì lại có người báo giá rồi. Lại là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cùng anh ta đến kia, âm thầm cầm lấy tấm biển trên bàn dơ lên. 4 ngàn, Người đàn ông trung niên âm điệu không cao, vô cùng trầm thấp, mang theo cảm giác mở ảo không nói ra được, dường như không phải từ trong miệng ông ta phát ra. Lê Lạc chợt thu ánh mắt lại, nhìn sang phía người đàn ông trung niên, lộ ra vẻ giật mình. Người đàn ông trung niên cũng giống như tiêu phàm, ánh mắt cũng không nhìn anh ta lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn lên chiếc bình bát tạp ngọc trên đài đấu giá, trong mắt mơ hồ lộ ra tia lửa hừng hực. Năm ngàn, không đợi người nam chủ trì mở miệng, tiêu phàm lại lần nữa giơ tấm biển lên nam thúc đồng và hai vị giám bảo sư khác nước nhìn nhau cười nhẹ lắc đầu xem ra hai bên cứ như vậy đối đầu rồi ở trên hội đấu giá chuyện này cũng không phải là hiếm thấy có đôi khi đám công tử lớn nhỏ con nhà giàu mới nổi nhìn nhau không vừa mắt liền thích tranh giành hơn thua như vậy tiền tiền là cái gì không phải đây mới chỉ có năm ngàn sao chỉ có mã tiên sinh vẻ mặt đầy vui mừng thật sự không ngờ tới vật này trong nháy mắt đã có người ra giá cao tới tận 5 ngàn. 10 ngàn. Lê Lạc cầm lấy chiếc biển trong tay người đàn ông trung niên, tay giơ lên cao, miệng hét lớn một tiếng, dường như muốn phun hết những kìm nén trong lòng ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục kìm nén xuống thì Lê Thiếu sẽ kìm nén đến mức sinh bệnh mất. Về phần cái bình bát tạp ngọc kia, Lê Lạc cũng không liếc mắt nhìn cái nào. Không phải là ném tiền sao? Được, hôm nay ta lấy tiền ném chết ngươi để những kẻ ngoại địa các người rõ ràng rằng, cổ đô thành này, rốt cuộc ai mới là lão đại. 20.000 Tiêu phàm không thay đổi giọng nói, giơ tấm biển lên. Không khí đại sảnh giám bảo cuối cùng cũng bắt đầu trở nên khác thường rồi. Những người lười biếng dựa vào ghế ngồi đợi xuất hiện trò hay để kết thúc màn diễn khách quý liền từng người một đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn qua, hai bên thật sự quyết đấu với nhau, không ai chịu nhượng bộ, phải nhìn lại, trận long hổ đấu này, cuối cùng ai mới là người thắng. Cũng có vài vị khách không kìm nỗi đánh giá tiêu phàm, hình như đối với con người tiêu phàm có quan tâm, thế nên càng quan tâm tới kết quả của trận đấu giá này. Đây là ai vậy? Sao mà to gan như vậy, dám đối đầu với Lê Thiếu tại cố đô này? Không muốn lăn lộn nữa sao? Xem ra, đây không giống rắn bản địa lắm, quá nửa là rồng qua sông, vẫn chưa được lĩnh giáo sự lợi hại của Lê Thiếu của cố đô. Người trẻ tuổi bây giờ ý à, một chút cũng không chịu nhường, nhất định phải đánh đến đầu rơi máu chảy mới rút ra bài học kinh nghiệm được. Ha ha, muốn so với ta ai nhiều tiền hơn à? Được, đến đây, hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Lê Thiếu cười nhạt một tiếng, cầm tấm biển trong tay giơ lên. 100.000. Giám bảo đại sảnh đang bắt đầu có chút ong ong thì lập tức yên tĩnh lại, đòn người đồng loạt mở to mắt nhìn về phía vị khách mang số 1, có chút khó tin. Nam Thúc Đồng liền buông chén trà trong tay xuống, giật mình nhìn Lê Thiếu. Lê Công Tử, ta biết rằng ngươi tiền, nhưng có tiền cũng không cần phải ném như thế chứ. Chúng ta phải giảng đạo lý. Chiếc bình bát mẻ này, dù thế nào cũng không đáng một trăm ngàn mà. Ngươi muốn quyên từ thiện, không cần nói một trăm ngàn, dù có gấp ngàn vạn lần như thế thì cũng không có gì phải nói, nhưng bây giờ không phải đang bán hàng từ thiện đâu. Ngươi lấy tiền ném cho ai xem vậy? tiểu tử sắc mặt tái nhật từ chỗ khác đến kia không đáng để ngươi điên cuồng như vậy đâu. Phải biết rằng, lê thiếu ngươi vừa vô duyên vô cớ đánh mất 1 triệu 200 ngàn đồng rồi, lại muốn thêm 1 triệu 200 ngàn đồng nữa sao? Đôi mắt của mã tiên sinh như căng tròn lên, giống như không tin nổi vào tai mình nữa. Sao lại chưa bao giờ dám nghĩ đến, thứ đồ đáng 2 ngàn lại biến thành 100 ngàn rồi? Mặc dù là hội đấu giá, cũng có cần thần kỳ như vậy không? 100 000 ngàn, người nam chủ trì rên lên một tiếng, ngơ ngác nâng chiếc chùy nhỏ trong tay. Xem tư thế này, căn bản không cần anh ta tạo không khí gì, trận chiến thu quan, này tối nay nhất định sẽ hết sức sôi động. Sự thật cũng là như vậy. Người nam chủ trì còn chưa kịp nói gì, tiêu phàm cũng đã dơ tấm biển lên. 150 ngàn. Sọng điệu bình tĩnh, dường như căn bản không nghe thấy lời nói hung tợn vừa rồi của Lê Thiếu. Uyển thiên thiên cũng không nhịn nổi nữa, trợn tròn mắt nhìn Tiêu Phàm, hạ giọng nói: "Này, bình tĩnh một chút, không đáng làm thế mà." Cái này, Uyển Thiên Thiên cũng có chút hoài nghi, Tiêu Phàm có thật sự đang ghen rồi. Có vẻ như chỉ có ghen tuông mới có thể khiến một chàng trai trước giờ rất lãnh đạm, bình tĩnh làm những hành động điên cuồng không thể lý giải như bây giờ. Tiêu Phàm nở một nụ cười nhạt không thành tiếng. Uyển Thiên Thiên vẫn còn muốn nói, nhưng bỗng nhiên lại quay người nhìn về phía Tân Lâm. Việc Tân Lâm không có bất cứ hành động gì, bằng trực giác, Uyển Thiên Thiên có thể biết được Tân Lâm dường như đang nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Uyển Thiên Thiên vừa xoay đi chỗ khác, Tân Lâm liền liếc cô một cái, hạ giọng nói: "Không cần ngắt lời, cô không hiểu." Uyển Thiên Thiên lập tức nổ đom đóm mắt. "Tôi tại sao lại không hiểu? Tốt xấu thì tôi cũng là người đứng đầu Yên Chi xã, thứ khác không hiểu còn có thể hiểu được, loại đồ cổ này, các người hiểu hơn tôi được bao nhiêu chứ?" Nhưng thấy Tân Lâm dáng bộ bình tĩnh, Uyển Thiên Thiên trong đầu cũng bắt đầu bồn chồn, có những thứ cũng không thể chắc chắn như vậy được. Tân Lâm đương nhiên không thể hiểu đồ cổ bằng cô, nhưng Tiêu Phàm thì khác. Bọn họ còn có pháp khí gì? Điểm này, Uyển Thiên Thiên thật sự không rõ. Lẽ nào chiếc bình bát tạp ngọc này cũng là một pháp khí? Nếu quả thực như vậy, pháp khí trên thế giới này cũng hơi có phần tụ tập quá rồi. 200 ngàn ngữ khí của Lê Lạc ngược lại lại bình tĩnh trở lại. Vốn đã quyết tâm dùng tiền đập cho choáng kẻ từ ngoài đến kia, thế thì không cần thiết lại phải tức giận hầm hầm như vậy, tự đánh mất thân phận. Mã tiên sinh lấy tay che miệng, ngực phập phồng gấp gáp, hồn hền hồn hền, cả mặt đỏ bừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu đi được. Nhưng không ai để ý đến ông ta, thậm chí cũng không ai để ý đến chiếc bình bát tạp ngọc bầy trơ trọi trên đài đấu giá. Mặc nhiên, ai cũng biết đây là cuộc đấu của hai người trẻ tuổi đang ghen mà thôi. Với chiếc bình bát tạp ngọc có quan hệ gì? 250 000 300 000 350 000 Hai người đuổi nhau báo giá, trong khoảnh khắc, chiếc bình bát tạp ngọc đã mang một cái giá cao khó tin. Một triệu, sốt cục, lại từ miệng lê lạc phát ra con số này. Trong đại sảnh vang lên tiếng, wow, đầy sự ngạc nhiên, thán phục. Đây là món đồ thứ hai vượt qua giá đấu một triệu trong đêm này, cả hai lần đều vì có Lê Lạc tham dự. Lần đầu tiên còn được, dù sao thì chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó giá khởi điểm cũng là 500 ngàn rồi, cuối cùng là thành một triệu 200 ngàn thành giá, cũng chỉ là lật qua lật lại một phen. Trên sàn đấu giá, loại tình thế này vô cùng thông thường, cuối cùng giá bán so với giá khởi điểm chênh lệch nhau đến mấy chục lần, cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng vượt qua 500 lần trở lên, thật đúng là hiếm thấy ít nhất mọi người ở đây, chưa ai tận mắt nhìn thấy một chuyện quá điên rồ như vậy. Chiếc bình bát tạp ngọc giá khởi điểm là 2.000 đồng, lại có người báo giá 1 triệu cao ngất trời. Lê Lạc vừa báo vừa nghiến răng nghiến lợi. Đây đã là giá cao nhất mà hắn có thể chấp nhận được. Cho dù Lê Thiếu muốn dùng tiền đập chết cái kẻ công tử bột họ tiêu kia, nhưng cũng có cực hạn. Nếu thực sự vượt qua cực hạn này, cho dù Lê Thiếu tiền nhiều như nước, cũng phải cẩn thận suy xét lại kết quả dù sao thì không lâu trước, y đã bị người ta, hại, mất 1 triệu 200 đồng rồi. Có tiền thì có tiền, cũng phải tiêu một cách xứng đáng, bị người ta hại mất thì cũng cô thú vị gì rồi. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt lê lạc đảo qua nét mặt của gần như lúc nào cũng có thể ngất đi của mã tiên sinh ngay cạnh đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường, không phải mấy tên này cấu kết diễn trò đấy chứ. Thông đồng cùng nhau, cố ý dẫn tôi vào trong. Đằng trước hại tôi một triệu 200 ngàn, bây giờ lại muốn dùng cách cũ để hại tôi thêm một triệu đồng sao. Nếu như là người ở cố đô, chẳng ai to gan như vậy, dám hại Lê Thiếu này, nhưng đây là những kẻ từ ngoài đến nên cũng khó nói được. Từng kẻ từng kẻ đều diễn rất hay. Hôm nay lừa được Lê Lạc Y rồi, hôm khác sẽ lập tức biến mất, không sợ Lê Thiếu ở trong thành cố đô tai mắt khắp nơi, người tìm không thấy người ư. Một triệu một trăm ngàn đồng. Tiêu Phàm vẫn không chút do dự dơ tấm biển lên, thản nhiên báo giá cao hơn. Trong quá trình cạnh tranh này, Lê Lạc còn biến ảo một chút sắc mặt, tiêu phàm lại từ đầu đến cuối không hề nao núng, chỉ cứ tiếp tục từng lần một báo giá. Xem điệu bộ này, tiêu chân nhân bị thu hút bởi chiếc bình bát tạp ngọc nhất định phải có nguyên nhân. Sắc mặt của Lê Lạc trở nên âm trầm như đáy nước, tay phải không ngừng run rẩy, dường như đang rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không để tay mình lại cầm lấy tấm biển kia nữa. Họ tiêu này đúng là quyết tâm chơi cho Lê thiếu một lần ra trò. Ngay tại lúc Lê Lạc Trần trừ không biết có nên cùng tiêu phàm chơi một trận đến cùng không, thì người đàn ông trung niên im lặng hồi kia đã vươn tay ra, nắm lấy tấm biển trước mặt Lê Lạc, không chút do so dự dơ lên cao. Một triệu hai trăm ngàn đồng. Sóng nam trầm thấp, mờ ảo, một lần nữa lại một lần nữa vang lên trong đại sảnh giám bảo. mười 314, giá trên trời đám người bên ngoài đều kinh hãi. Xiêm đại sư, Lê Lạc không kịp tức giận, cả kinh, đưa đầu đến trước mặt người đàn ông trung niên, đè thấp giọng kêu lên, giọng điệu lộ ra ý nghi hoặc. Lê Lạc tuyệt đối không cho rằng, Diêm Đại Sư vì dành thể diện cho mình mới chủ động tham gia báo giá. Lê Thiếu cho dù có tự tin hơn đi chăng nữa, đối với cái này cũng là tự biết mình. Diêm Đại Sư làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, bản thân Diêm Đại Sư cảm thấy chiếc bình bát tạp ngọc này đáng giá 1 triệu 200 ngàn đồng. Đây, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? ngay cả nét mặt nam thúc đồng đều đầy vẻ kinh ngạc lại thêm một lần đánh giá chiếc bình bát tạp ngọc đang đặt trên đài đấu giá kia không lẽ bản thân mình nhìn lầm rồi chiếc bình bát tạp ngọc này quả thật là một thứ đồ tốt nam thúc đồng lập tức ngầm lắc đầu vừa rồi gã quả thật đã tỉ mỉ giám định chiếc bình bát tạp ngọc kia niên đại chắc chắn sẽ không sai hoa văn điêu khắc trên chiếc bình bát tạp ngọc mang theo đặc sắc của thời kỳ tần hán cực kỳ rõ ràng thứ đồ này là một cổ vật có điều chất ngọc quá kém nói trắng ra chẳng qua là một chiếc bình bát từ một tảng đá điêu khắc ra mà thôi, còn có nhiều tổn hại như vậy, bề ngoài cũng không tốt. Cứ xem như là mắt mình bị hỏng, niên đại của chiếc bình bát này cho dù càng thêm lâu đời, là cổ vật của thời kỳ Tây Chu, thậm chí thời kỳ hạ thương đi chăng nữa, dựa vào chạm trổ, chất ngọc và hình dáng bên ngoài này cũng quả quyết không đáng giá 1 triệu 200 ngàn. Diêm đại sư sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu. Bên hiên bên kia, Uyển Thiên Thiên ngồi không yên, cũng không quan tâm đến, cảnh cáo, vườn nãy của Tân Lâm, lại tiến đến trước mặt tiêu phàm, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, trong con người đen lấy, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Tôi không biết. Câu trả lời của tiêu phàm thiếu chút nữa làm cho huyền thiên thiên phun ra máu. Anh không biết. Đại ca, anh ngay cả cái này là cái gì cũng không biết, liền liều mạng đặt giá như vậy, anh chê tiền quá nhiều rồi sao? Hay là nói, anh cảm thấy mặt của Lê Lạc đáng giá nhiều tiền như vậy, nhất định phải bỏ ra 1 triệu 200 ngàn đi tát một cái hay sao? Đại thiếu gia, đường huyên cũng không hiểu. Đây quả thật đã vượt qua sự hiểu biết của cô đối với tiêu phàm, từ khi đường huyên lần đầu tiên ở thất tinh trà liêu nhìn thấy tiêu phàm, trong nội tâm đã nhận định tiêu phàm là một cao nhân thực sự. Làm sao ngay cả một tiêu trưởng giáo trầm ổn như núi, cũng sẽ làm ra chuyện không thể hiểu được như vậy. Bên này đang xì xào bàn tán, Người nam chủ trì trên đài đấu giá đã cất giọng vô cùng su y g sứ y g tuyệt đỉnh kêu lên 1 triệu 200 000 đồng Trời ơi, 1 triệu 200 000 đồng Cảm tạ sự khẳng khái của quý khách số 1 Còn có ai mua với giá nhiều hơn 1 triệu 200 000 đồng không? Còn không, 1 triệu 200 000 đồng lần thứ nhất 1 triệu 200 000 đồng lần thứ hai 1 triệu 300 000 đồng Lần này người dơ tấm biển là Tân Lâm Ngữ điệu trong chẻo nhưng lạnh lùng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Tân Lâm cũng không biết chiếc bình bát tạp ngọc này rốt cuộc có chỗ nào không giống với đồ bình thường, cô chỉ cần biết một chuyện là đủ rồi, tiêu phàm đối với thứ đồ này, nhất định phải có được. Thế thì không có cái giá gì đáng để nói, phải dùng toàn lực đi có được, cho dù phải táng ra bại sản cũng không tiếc. Tuy nhiên Tân Lâm cũng đã âm thầm nhíu mày. Thẻ ngân hàng của tiêu phàm là do cô bảo quản, số dư trong thẻ chỉ có hơn 1 triệu 400 ngàn, tiếp tục như thế này, nhiều nhất lại đấu giá thêm một vòng, thì sẽ không chống đỡ nổi nữa. Một triệu bốn trăm ngàn. Bên kia báo giá, đều là người đàn ông trung niên diêm đại sư kia. Một lời nói đè thấp của Lê Lạc, trừ hai người họ, không có thêm người thứ ba nào có thể nghe thấy. Cũng không có ai biết người đàn ông trung niên thần bí bên cạnh Lê Lạc này chính là Diêm Đại Sư. Hơn nữa, thời gian trước Diêm Đại Sư vẫn đang ở thiết môn, nhanh như vậy liền đến cổ đô, Hình như dáng vẻ của Lê Lạc đối với y đều là vô cùng tôn kính. Vẫn là rất bản lĩnh. Trong chốc lát, bàn khách số 31 trở nên trầm mặc, bất luận là Tiêu Phàm hay Tân Lâm, đều không tiếp tục báo giá. Dám bảo đại sảnh lại truyền ra tiếng ong ong, nói nhỏ, thậm chí còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ sang bên này. Xuất hiện loại trầm mặc này ở phiên đấu giá là chuyện rất bình thường. Hoặc là giá của vật được bày đấu giá vượt qua dự kiến ban đầu của người tham gia đấu giá hoặc là hết tiền rồi. Lê Lạc cũng nhìn lướt sang phía bên này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý không thể che giấu. Ôn con, muốn đấu với ta. Có đủ tư cách sao? Tân tỷ tỷ, Quyền thiên thiên ngược lại có chút không nén được tức giận, Nhưng đầu nhìn về phía tân lâm, nghi ngờ hỏi. Lúc trước là không hiểu ra sao cả tranh giành, hiện tại lại không hiểu thế nào lùi bước, vẫn phải cho một lý do chứ. Đôi mi thành tú của tân lâm hơi nhíu lại, thản nhiên nói. Tiền mặt trong thẻ không đủ. Uyển Thiên Thiên lập tức nói, "Cái này không sao, tiền em có, em chỉ muốn biết, cái thứ đồ chơi này rốt cuộc là có chỗ nào đặc biệt." Lòng hiếu kỳ của tiểu nha đầu hiện giờ tăng vọt, nếu như còn không làm rõ ràng nguyên nhân, làm không tốt sẽ ầm, một tiếng, làm bom nổ trước mặt mọi người. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, "Chiếc bình bát này cực kỳ giống một bức họa đồ trên lưng con rùa ngọc." "Hả?" Nghe xong lời này, chẳng những uyển thiên thiên chấn động ngay cả tân lâm và đường huyên cũng đầy kinh ngạc một lát sau uyển thiên thiên đè thấp giọng vội vàng hỏi rùa ngọc bức họa đồ trên lưng của con rùa ngọc kia không phải là hết sức mơ hồ nhìn không rõ sao tối hôm qua tôi nhìn thấy rõ một bức trong đó tiêu phàm nhàn nhạt đáp tối qua hắn ở trong phòng khách sạn lấy thần niệm lực chậm rãi thăm dò rùa ngọc trong tâm trí hiện ra một bức họa đồ tương đối rõ ràng cư nhiên cực kỳ giống chiếc bình bát tạp ngọc ở trước mặt. Điểm duy nhất không giống chính là, chiếc bình bát trong tâm trí của tiêu phàm, trong bình có luồng bảo quang lộ ra, dịu dàng đẹp đẽ, mà cái bình bát tạp ngọc trước mặt, lại không hề sáng bóng, vô cùng quê mùa. Trừ cái này ra, hình dạng, hoa văn của hai cái đều giống nhau như tạc. Hơn nữa, tối qua vừa mới ngộ ra bức họa đồ như vậy, tối nay ở hội giám bảo này liền gặp được, vật thật, muốn làm cho tiêu phàm cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, giữa hai cái này không có liên hệ nào, là tuyệt đối không thể. Cái gọi là huyền học coi trọng chính là cái trực giác nói không rõ, hiểu không ra bên trong thâm sâu đó. Có loại chuyện này sao? Huyền thiên thiên ngay lập tức cực kỳ kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên hưng phấn không hiểu ra sao. Đôi mắt đen ngập nước mở tròn, bộ ngực nhu mỹ không ngừng phập phồng. Lúc này, người nam chủ trì lại lớn tiếng thúc giục. Một triệu năm trăm ngàn đồng. Uyển Thiên Thiên không hề do dự dơ tấm biển lên, dịu dàng hô. Một triệu sáu trăm ngàn đồng. Người báo giá kế tiếp, đều là Diêm Đại Sư, Lê Lạc Dường như đã, lui về phía sau màn, rồi. Không khí của Đại hội Giám Bảo, đã bắt đầu sôi trào, mỗi một lần báo giá, đều sẽ vang lên những tiếng xôn xao, càng ngày càng vang dội. Thậm chí ngay cả ông chủ lớn có tiền bạc xa xỉ như ông chủ Long, đều theo mọi người kinh hô không ngừng. Cảm xúc của quần chúng vẫn luôn tương đối dễ bị loại hành vi có tính phi lý này làm cho kích động, cùng nhau, cản quấy. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc liền có câu, pháp luật không trách số đông, dường như chỉ cần rất nhiều người cùng nhau gây chuyện, cho dù gây ra tai họa lớn, trách tội cũng không đến lượt đầu của mình, trời sập xuống sẽ có một cái cột cao chống đỡ. Đây gọi là, súng bắn chim đầu đàn. Một triệu bảy trăm ngàn đồng. Quyền thiên thiên lại dơ tấm bảng lên, giọng nói trong trẻo mềm mại, không có một chút trần trừ do dự nào, làm cho người ta rất dễ cảm nhận được tình thế của cô là bắt buộc phải quyết tâm. Đỏ tiền nhiều với tiêu đại thiếu sao? Không biết, dưới trướng của hắn có cả một yên chi xã quên mình phục vụ sao? Nếu như ngay cả yên chi xã cũng trụ không được, vậy thì còn có cả một ngân hàng đại sinh kia kìa. Bàn của vị khách số một bên kia bắt đầu do dự. Sắc mặt của Diêm Đại Sư tuy rằng vẫn chấn định, trong mắt lại lóe ra tinh quang, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm, đã không thể bình tĩnh giống như bề ngoài như vậy. Diêm đại sư cũng không ngờ sẽ ở nơi này đụng phải một đối thủ ngoan cường như Tiêu Phàm. Theo như quẻ bói lúc trước, rõ ràng hiển thị ra việc này đắc lợi. Lẽ nào thuật bói toán có sai lệch? Bằng trực giác, Diêm đại sư liền có thể biết, vị nam tử trẻ tuổi bên phía đối phương kia cũng là một thuật sư, hơn nữa trình độ hẳn là không thấp. Nhưng hắn lẽ nào cũng biết rõ bí mật động trời ẩn chứa bên trong chiếc bình bát này sao? Diêm đại sư có chút không tin. Bí mật động trời như vậy, làm sao có thể người nào cũng biết được. Ngay cả Diêm đại sư cũng là mới biết được không lâu trước đó, người nói bí mật này cho y, trong mắt Diêm đại sư, tuyệt đối là nhân vật giống như thần thánh. Phạm nhân bình thường làm sao có thể sánh được, Lê Lạc cũng nhìn về phía Diêm đại sư, khuôn mặt âm trầm không lên tiếng. Một triệu bảy trăm ngàn đồng, đã vượt xa giới hạn cao nhất mà Lê Lạc có thể tiếp nhận được nếu như không phải vì Diêm Đại Sư bất ngờ nhúng tay, Lê Lạc sớm đã từ bỏ lần đấu giá này. Cho dù bị người khác đánh vào mặt, cũng không thèm để ý nữa. Chỉ cần mấy tên này không, bỏ chạy, trong đêm, còn ở lại cổ đô thêm một buổi tối, Lê Thiếu Gia liền nắm chắc trăm phần trăm, nhất định sẽ đem thể diện đã bị mất tìm về gấp mấy lần. Đến lúc đó, vẫn phải làm cho mấy tên ngoại lai không biết trời cao đất dày này biết mã vương ra có mấy con mắt. Một triệu bảy trăm ngàn đồng lần thứ hai. Người nam chủ chỉ phát ra giọng nói càng cao vút lại đang quanh quẩn không ngừng trong giám bảo đại sảnh, thậm chí còn có chút run nhẹ. Một triệu bảy trăm ngàn đồng đã là mức giá cao nhất của đại hội giám bảo trong hai khóa gần đây. Một triệu tám trăm ngàn đồng. Siêm đại sư rốt cuộc lại dơ tấm biển trong tay thêm một lần nữa. Qua, wow, một triệu tám trăm ngàn đồng. Khách bàn số một quả là nhiều tiền thế lớn, thật là lợi hại lợi hại. Một triệu tám trăm ngàn đồng, chiếc bình bát tạp ngọc này đã có người xuất ra giá cao nhất, còn có ai đưa ra giá cao hơn 1 triệu 800 ngàn đồng không? Còn có không, nếu như không có ai đưa ra giá cao hơn, vậy thì bảo vật cuối cùng của tối hôm nay sẽ thuộc về sự sở hữu của khách quý bản số 1. 1 triệu 800 ngàn đồng lần thứ nhất, 1 triệu 800 ngàn đồng lần thứ hai, 1 triệu 800 ngàn đồng lần thứ ba, 2 triệu. Quyền thiên thiên trực tiếp đứng lên, giơ tấm biển lên hô. 2 triệu tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Chỉ nghe rầm một tiếng, vị mã tiên sinh hiến bảo vật kia đột nhiên che ngực, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thiếu chút nữa cả người liền co giật sùi bọt mép rồi. Đối với cuộc sống bần cùng như thế này, những quần chúng bình thường luôn túng quẫn mà nói, hai triệu tệ quả thật là một con số có thể đập chết người. Hiện trường lập tức xảy ra một trận hỗn loạn, ngay sau đó liền có nhân viên phục vụ và bảo vệ vây lại, nhanh tay véo vào nhân chung của ông ta. Mã tiên sinh chỉ là kích động quá mức, máu dồn lên não, lúc này mới đột nhiên ngất đi, nhất nhanh liền được cứu tỉnh trở lại, cười rất ngượng ngùng, không ngừng xin lỗi với mọi người. Xin lỗi, xin lỗi, làm mọi người chê cười rồi chê cười rồi. Hai triệu, trời ơi! Mặc dù được cứu tỉnh, đôi mắt của mã tiên sinh có chút đăm đăm, dường như vẫn có chút không chịu tin, chiếc bình bát tạp ngọc bình thường kia cuối cùng lại có người báo cái giá trên trời hai triệu tệ, chương 315, giành được bảo vật. Sắc mặt của Diêm Đại Sư hoàn toàn trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, đuôi lông mày không ngừng dựng lên, do dự, lại đưa tay nắm lấy tấm biển. Diêm Đại Sư, Lê Lạc giành trước, đè tấm biển xuống, hướng về phía Diêm Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu, hai lông mày cũng nhíu chặt. Lông mày của Diêm Đại Sư nhẹ nhàng dương lên, lạnh lùng nói. Lê Thiếu, chiếc bình bát này đối với tôi rất quan trọng, nhất định phải có được cậu hiện giờ giúp tôi chuyện này, tôi sẽ không để cậu phải giúp đỡ vô ích đâu. Lê Lạc cười nhạt một tiếng, đè thấp giọng nói. Diêm đại sư, phải đoạt được chiếc bình bát này, không chỉ có một cách. Chúng ta không cần ở trong này liều mạng với người ta. Tiếp tục như vậy, chỉ càng làm cho người khác được lợi. Ý của Lê Thiếu là. Diêm đại sư ngẩn ra, trong mắt mang theo ý trưng cầu. Lê Thiếu gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn diêm đại sư cười nói tôi thiếu chút nữa quên rồi cổ đô này chính là địa đầu của lê thiếu lê lạc cười cười nói diêm đại sư lời này thật không dám nhận thế nhưng mong diêm đại sư yên tâm người quen vẫn là có mấy người có người nếu muốn ở nơi này làm mất thể diện của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy diêm đại sư mỉm cười xoa cằm thân mình hơi dựa về phía sau không để ý đến nữa quyền thiên thiên vốn dĩ dồn hết sức lực đợi bên kia quyết sống mái một trận, ai biết đợi cả nửa ngày cũng không có động tính, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hạ giọng nói. Bọn họ muốn làm cái trò gì vậy? Đường Huyên cười nói, đã không có trò gì rồi, bất kể là thứ đồ có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, đều có một mức giá giới hạn cao nhất. Huyền Thiên Thiên lại lắc đầu liên tục, nói, không đúng không đúng, tôi vẫn cảm thấy bên trong có vấn đề, tên Lê Lạc kia không giống như tính cách chịu thua dễ dàng như thế, phỏng chừng còn sẽ xuất ra làm một con thiêu thân gì đó. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Có cái gì là chịu thua không chịu thua đây, căn bản chính là bị chiều hư rồi. Nếu như rời khỏi thành phố này, cô xem anh ta còn có giữ tính cách này hay không? Đường Huyên cười tự nhiên, gật gật đầu, tựa hồ tán đồng sâu sắc với lời này của Tân Lâm. Mắt thấy Lê Lạc và Diêm Đại Sư đều dựa vào phía sau ghế, dám vẻ muốn từ bỏ chuyện cạnh tranh, người nam chủ trì cũng không đợi thêm nữa. Hai triệu lần thứ ba, được, hoàn tất. Bộp một tiếng, chiếc bú nhỏ nện thật mạnh xuống. Chúc mừng khách bàn số 31, với giá 2 triệu, đã giành được bảo vật cuối cùng của tối nay. Trong đại sảnh vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Mặc kệ hai bên tham gia đấu giá rốt cuộc có tâm lý như thế nào, ít nhất trận đại chiến cuối cùng tối hôm nay cũng rất hay, rất đáng để mọi người vỗ tay hoan hô. Nhất là ông chủ Long, vỗ tay đặc biệt hăng say, cười tươi hết cỡ, không nhịn được thiếu chút nữa lớn tiếng trầm trồ. Tôi tuyên bố, đại hội giám bảo tối nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đại giá quang lâm. Các vị khách đã đấu giá được bảo vật, xin mời đi vào hậu trường làm các thủ tục bàn giao. Đại hội giám bảo ồn ào náo nhiệt đến 2-3 tiếng, cuối cùng cũng hết tiệc người tan. Lê Lạc và Diêm Đại Sư đứng dậy đi ra, các thủ tục bàn giao có liên quan, hiển nhiên có người tùy tùng đi làm không cần nhọc lê thiếu ra đích thân lao tâm. Bất kỳ ai cũng không ngờ được, dám bảo đại hội hôm nay, lê thiếu ra danh chấn động cổ đô, cư nhiên sẽ bị người ta đánh vào mặt, hơn nữa quăng đến lại là hai cái tát, bốp bốp, vang lên. Trước khi ra cửa, Diêm Đại Sư bỗng nhiên quay đầu lại, đụng ánh mắt của Tiêu Phàm. Tinh quang trong mắt Diêm Đại Sư lóe ra, Tiêu Phàm điềm tĩnh vững vàng. Lúc đi làm các thủ tục bàn giao phía hậu đài, Mã Tiên Sinh vẫn là kích động vô cùng, tay che ngực, dựa vào chỗ kia vù vù thở dốc. Thấy nhóm người tiêu phàm đi đến, lập tức liền chấn định tinh thần, đi lên trước, hướng về phía tiêu phàm liên tục cúi đầu, nói không ít lời cảm ơn. Ông ta thực sự không ngờ, chiếc bình bát tạp ngọc này cư nhiên có thể bán với giá 2 triệu tệ. Mặc dù chiếc bình bát này không phải là của ông ta, ông ta chỉ là nhận sự ủy thác của người khác, thế nhưng bán được với giá cao như vậy, người bà con kia còn chưa biết phải cảm ơn ông ta như thế nào đâu, Tiền chiết khấu của ông cũng không thể thiếu, nói thế nào cũng phải được 3 đến 5 chục ngàn chứ. Cho dù cho ông ta 100 ngàn phí cảm ơn, cũng không có gì là quá đáng. Tất cả đều là nhờ Tiêu Phàm ban tặng. Ngoài dự đoán của mọi người, Nam Thúc Đồng cũng đích thân chờ đợi ở hậu đài, mỉm cười bước đến chào hỏi. "Thiên Thiên tiểu thư, xin chào xin chào, tôi là Nam Thúc Đồng, xin hỏi quý tính đại danh của vị tiên sinh này." Mục tiêu của ông ta hiển nhiên là đặt trên người Tiêu Phàm. Thế nhưng nghe Lê Lạc nhắc đến tên của Uyển Thiên Thiên, Bèn chào hỏi Uyển Thiên Thiên trước. Nam tiên sinh, xin chào, tôi họ Tiêu, Tiêu Nhất Hành. Tiêu tiên sinh, xin chào, xin chào, chúc mừng Tiêu tiên sinh. Nam tiên sinh khách khí rồi. Tiêu tiên sinh, đây là danh f của tôi, tôi có mở một cửa tiệm nhỏ ở chợ đồ cổ Huyền Vũ, Tiêu tiên sinh và bạn bè nếu như có hứng thú, hoan nghênh đến làm khách của cửa tiệm chúng tôi có thể nhìn ra, tiêu tiên sinh và mấy vị bằng hữu kia đều là người lành nghề. Tiêu phàm nhận lấy danh th yêu ta ép ông ta đưa đến, mỉm cười không nói. Tiêu tiên sinh, trong lòng tôi có chút hiếu kỳ, có một vấn đề, muốn thỉnh giáo tiêu tiên sinh, không biết chiếc bình bát tạp ngọc này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Xin thứ cho tôi con mắt phụng về, quả thực nhìn không ra. Sau khi hàn huyên vài câu khách khí, Nam Thúc Đồng cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Mặc dù trong tâm của Nam Thúc Đồng đã cơ bản nhận định đây là hai tên công tử ghen tuông tranh giành, ném tiền để tìm vui vẻ, thế nhưng trình độ ném tiền này vẫn là làm cho lòng người không thể dịu lại được. Ngộ nhớ chiếc bình bát tạp ngọc này còn có huyền cơ gì khác mà ông ta lại nhìn không ra, sau này truyền ra ngoài, ông chủ lớn của thiên bảo trai, như ông ta, danh tiếng hàng đầu của đại sư chuyên giám định văn vật đất cổ đô, khó tránh khỏi bị hao tổn lớn. Đến được địa vị ngày này giờ này của Nam Thúc Đồng, tiền tài nhiều cũng chỉ là thứ yếu, càng ngày càng coi trọng thanh danh và thể diện. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói. Nam tiên sinh, tôi cũng không nhìn ra chiếc bình bát tạp ngọc này có điểm gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy rất thú vị mà thôi. Nam tiên sinh yên tâm, món đồ này tôi cầm về tự mình cất giữ, không chuyển qua tay người khác. Nam thúc đồng ngoài thất vọng cũng không kìm được âm thầm thở vào một cái, đồng thời trong lòng cũng ngạc nhiên, kinh sợ. Người trẻ tuổi này thật sự thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của mình. Tiêu phàm chẳng khác gì là đang nói rõ cho ông ta biết, việc này đến đây là chấm dứt, bất kể chiếc bình bát tạp ngọc này có chứa cơ mật động trời nào, cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, đối với đại danh của ông chủ nam, càng sẽ không có một chút tổn hại nào. Về phần cơ mật mà chiếc bình bát tạp ngọc này ẩn chứa, Nam Thúc Đồng cũng không hy vọng một câu nói có thể hỏi được từ miệng tiêu phàm, đó là chuyện không thực tế. Kỳ thật thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất khi nãy, Nam Thúc Đồng thậm chí còn hối hận tại sao bản thân mình lại là giám bảo sư, nếu như không phải là giám bảo sư, mà là khách, nói không chừng còn thật sự sẽ ra tay, mua chiếc bình bát kia trở về, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, xem xem rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ tiếc, để đảm bảo công bằng, giám bảo sư không được phép tham gia vào cuộc cạnh tranh đấu giá. Nam Thúc Đồng cũng không tiếp tục rằng co, tiêu phàm rất rõ ràng không có tâm tư tiếp tục nói chuyện sâu với ông ta trong mắt người khác là ông chủ nam rất tài giỏi, trong mắt tiêu tiên sinh dường như so với thị dân bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu. Trong lòng nam thúc đồng có chút không thoải mái cho lắm, thế nhưng nghĩ đến cảnh ngộ khi nãy của lê lạc, nam thúc đồng lập tức liền thăng bằng trở lại. 2 triệu là do uyển thiên thiên thanh toán. Vốn dĩ chiếu theo ý của Tân Lâm là do tiêu phàm thanh toán 1 triệu 400 ngàn, còn lại 600 ngàn mượn của uyển thiên thiên. Uyển thiên thiên liền mím môi, rất không vui đem 2 triệu đi thanh toán dứt khoát một lần. Dường như cực kỳ bất mãn việc Tân Lâm xem cô như người ngoài. Quái lạ ở chỗ, Tân Lâm cư nhiên lại không kiên trì ý kiến của mình, số tiền này là do Uyển Thiên Thiên Chi. Tâm tư của một người phụ nữ, đừng nói đàn ông không hiểu, ngay cả một người phụ nữ khác cũng chưa chắc đã hiểu được. Ai mà biết được trong lòng của Tân Lâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đi, đi, nhanh, quay về phòng thôi. Uyển Thiên Thiên quẹt thẻ xong, lập tức ôm chiếc bình bát kia trước ngực, liên tục lên tiếng kêu thúc giục. Kỳ thực cô so với bất cứ người nào càng muốn biết, bên trong chiếc bình bát này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Tiêu phàm lại không vội vã như thế, vẫn ở đó nói chuyện với Mã Tiên Sinh, lấy được số điện thoại và địa chỉ nhà của Mã Tiên Sinh. Có thể nhìn ra, Mã Tiên Sinh còn có chút hoảng sơ, không phải là cam tâm tình nguyện như vậy. Có lẽ ông ta đến bây giờ vẫn chưa thật sự có thể ổn định tinh thần. Tiêu phàm tuy rằng nhìn qua vô cùng hiền lành, không giống như ác nhân kẻ cướp, thế nhưng người có thể móc ra 2 triệu tệ mua một cái chén bể, nếu như muốn có ý đồ xấu gì, làm thế nào đều không phải là mã tiên sinh có thể chống đỡ, nổi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Quyền thiên thiên liên tục thúc giục. Ngay lập tức bà Mỹ nữ vây quanh tiêu phàm, quay về phòng của mình. Tiêu phàm, mau đến xem xem, thứ đồ này rốt cuộc là cái gì? Vừa vào cửa. Uyển Thiên Thiên liền cẩn thận hết sức đặt chiếc bình bát tạp ngọc trên bàn trà, miệng nói linh tinh, cúi lưng quỷ gối, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bình bát. Trên mặt Đường Huyên cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Duy chỉ có Tân Lâm không hề đi góp vui, trước tiên đi kiểm tra phòng ốc một lượt, xác định không có vấp đề gì, lúc này mới quay về phòng khách, nói với Tiêu Phàm: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức đổi một khách sạn khác đi." Tiêu Phàm còn chưa trả lời, khóe miệng huyền thiên thiên đã nhếch lên, cười lạnh. Sợ cái gì, lẽ nào anh ta còn thật sự dám đưa thiêu thân ra sao? Tân Lâm thản nhiên nói. Loại công tử bị chiều hư hỏng này, làm việc sẽ không biết suy nghĩ đến hậu quả gì. Huyền thiên thiên mỉm cười một cái, nói. Vậy thì để cho anh ta đến là được rồi, văn hay võ tùy anh ta. Tiêu phàm lại không thể ý đến thảo luận của hai người kia, rất chuyên chú nhìn một lượt chiếc bình bát tạp ngọc, sau đó hai mắt khép hờ, Hai tay cầm chiếc bình bát trước ngực, bắt đầu dùng lực thần niệm kiểm tra sâu. Chỉ nhìn bề ngoài, chiếc bình bát này không có điểm nào thần kỳ, bằng không, loại lão giang hồ thật sự như Nam Thúc Đồng cũng sẽ không bị che mắt. Ba cô gái đồng loạt ngậm miệng lại, đều rất căng thẳng nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phàm. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên. Lực thần niệm của hắn vừa mới tiếp xúc với chiếc bình bát, trong tâm trí bỗng nhiên hiện ra một bức họa đồ chính là bức họa đồ mà tối qua lúc hắn dò rùa ngọc xuất hiện, rõ ràng vô cùng. Tiêu Phàm gần như lập tức có thể khẳng định, chính là chiếc bình bát tạp ngọc trong tay hắn. Chỉ là chiếc bình bát trong tâm trí tản ra ánh sáng dịu dàng, dường như bị một cỗ lực lượng than bí vây quanh. Tiêu Phàm lại chuyên chú thêm chút nữa, lực thần niệm ngay lập tức liền từ ánh sáng dịu bên trong xuyên vào, trong nháy mắt liền thấy được đáy bình, bảo quang dịu dàng đó chính là từ đáy bình phát ra ngoài. Dường như ở đó cất giấu một bí mật không muốn cho người khác biết được. Tìm thấy rồi." Tiêu Phàm thì thào tự nói một tiếng. "Tìm thấy rồi, là cái gì, mau nói cho tôi." Uyển Thiên Thiên lập tức lêu lên. Ngay vào lúc này, một tiếng vang cực lớn, cửa phòng khách sạn bị một cước đạp mở ra, ngay sau đó có người trực tiếp đi vào. Tất cả không được nhúc nhích. Cảnh sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 315.